Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Cùng lúc đó, dưới đài nghị luận ầm ĩ, Xem ra chân truyền này ở trong tông đích thật là có một không hai cùng thế hệ A Nghe đồn thiệu chân truyền đẹp trai Không ngờ sức quyến rũ của phương chân truyền càng thêm chắc tuyệt trận thang trời này Người sùng bái hâm mộ sợ là có trên trăm đi Không tệ không tệ, nhưng không ít tu sĩ cường đại Thân thể đã hơi ngã về phía sau, khóe miệng cong lên, lộ ra thần sắc nắm giữ tất cả. Lúc này, nữ tử có phong thái vạn ngàn, khí chất trang nhã đột nhiên nói với nữ tử lạnh lùng băng xương kia. Băng nhi muội muội, ngươi không phải nói có chuyện muốn cùng phương chân truyền thuyết sao? Tại sao lại đến thang trời này, ngươi ngược lại giống như người câm rồi hả? Chẳng lẽ là xấu hổ, vừa dứt lời, nữ tử lạnh lùng như băng chỉ một thoáng mặt như đào lý. Đỏ đến kiều diễm, vội vàng nhìn thoáng qua phương trần, tiếp theo cắn môi cúi đầu, giọng như mũi kêu nói, tỷ tỷ đừng giễu cợt ta, ta chỉ là khẩn trương thôi. Lời này vừa ra, trêu chọc như Linh cười duyên không ngừng. Nữ tử cao gầy kia lập tức nói với Phương Trần, kính xin sư huynh thứ lỗi, bởi vì sư huynh như lời đồn, tiêu sái không bị trói buộc, khí chất xuất trần. Băng nhi muội muội lại là người hướng nội, khẩn trương thấp thỏm, bỗng nhiên nhìn thấy sư huynh, có chút câu nệ, không thể tránh được. Không biết sư huynh có thể trấn an băng nhi muội muội một chút hay không? Để cho nàng thả lỏng một chút, thỏa mãn ý niệm ngày đêm mong mỏi của cô nàng này, kể ra ý nghĩ trong lòng với sư huynh tiếng nói vừa dứt, bốn nữ đều là nhất tề lộ ra thần sắc thỉnh cầu, nhất là băng sơn nữ tử băng nhi kia, giờ phút này trên mặt mang theo chờ mong cùng chờ mong. bộ dáng kia cực kỳ giống thiếu nữ mới đầu hoài xuân đang đợi trong nội tâm ngưỡng mộ đã lâu, đầy mắt đều là phương trần, lòng tràn đầy yêu thương. thấy thế, không ít người đều cảm thấy, dưới tình huống bình thường, phương trần lúc này phải đi trước cùng băng nhi hảo hảo nói hai câu a. À. nói hai câu cũng không có gì đáng ngại, mà khương ngưng huyên ngồi ở trong bữa tiệc. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân của nàng bỗng nhiên siết chặt. Đúng vào lúc này, Phương Trần nhìn bốn nữ, thân thể hơi động một chút, đúng là xuất hiện dấu hiệu xê dịch. Thấy thế, sâu trong đáy mắt tứ nữ thoáng chốc phát ra vài phần hưng phấn. Mà Băng Nhi thân là người đứng đầu tứ nữ, trong lòng càng đắc ý. Cho dù là Kỳ Lân Tử Phương gia có tư chất tiên nhân, lúc này không phải cũng dưới tình huống không hề phát hiện. Trầm Luân trong ôn nhu hương tỉ muội các nàng liên thủ thi triển, không thể tự kiềm chế hơn nữa các nàng không sợ phương trần nửa đường nhìn thấu ảo cảnh ở loại tình huống này cho dù phương trần nhìn thấu huyễn cảnh thì như thế nào bốn sư muội chỉ biểu đạt ái mộ không hề có ý công kích với ngươi vì gia tăng nghị lực dùng chút ảo thuật không có lực sát thương làm sao vậy nữ vì người mình thích mà dung chẳng lẽ ngươi có thể hạ sát thủ cho dù ngươi tỉnh lại từ trong ảo cảnh ngươi cũng không phải là nên dây dưa với bốn người chúng ta một phen đến lúc đó nhiệm vụ viên hạo giao cho các nàng bọn họ tự nhiên có thể hoàn thành từ một phương diện nào đó mà nói, đây là một dương mưu ôn nhu. Nhưng đúng lúc này, Phương Trần đang muốn di chuyển bước chân đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười đột nhiên xuất hiện làm bốn nàng đều choáng váng. Những người khác cũng ngơ ngác, đây là đang cười cái gì? Chỉ có những tu sĩ cường đại lúc trước lộ ra kinh ngạc. Tiểu tử này, ẩn nấp như thế cũng có thể phát hiện sao? Đồng thời, lăng tu nguyên bĩu môi, thập phần im lặng, mà sau khi Phương Trần cười xong, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhìn thấu tất cả, bốn vị sư muội các người quả nhiên đủ mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bày ra huyễn thuật cường đại như thế phương mộ bội phục quả nhiên không hổ là đệ tử tú anh phong quả thật có phong phạm của đạm nhiên tông ta nghe vậy rất nhiều tu sĩ cường đại nhất thời sợ hãi thán phục tiểu tử này vậy mà thật sự phát hiện bên cạnh mình có huyễn thuật ẩn nấp xuất hiện sao có thể nhanh như vậy phát hiện ảo cảnh của tu sĩ cùng cấp bậc xem ra thần hồn của chân truyền này cường đại không thể khinh thường nhưng giờ phút này tứ nữ nghe phương trần nói toàn mơ hồ Đế vương huyễn cảnh là ảo thuật rác rưởi nhất, từ khi nào mạnh mẽ rồi? Mà những người còn lại thì không hiểu ra sao? Huyễn thuật, Phương Trần chúng huyễn thuật từ khi nào? Nhưng đúng lúc này, Phương Trần đột nhiên vung mạnh chiến phủ trong tay, chém về phía một chỗ hư vô ở chân trời. Ba, sát, một tiếng vỡ vụn kịch liệt đột nhiên vang vọng bầu trời. Khi tiếng nổ vỡ vụn vang lên, một cỗ khí tức ảo thuật kim đan kỳ cường đại đảo qua toàn trường. Phương Trần lẩm bẩm nói, hoa trong gương huyễn cảnh, huyễn thuật thật tốt khiến ta bất tri bất giác bị lạc trong đó. Bốn vị sư muội quả nhiên đủ mạnh, tứ nữ chừng to mắt, các nàng bố trí tầng huyễn thuật này từ khi nào? Đây chính là ảo thuật kim đan cực kỳ cường đại, nếu các nàng không có trận bản tương trợ, không có nửa canh giờ là không thể dựng ra hình thức ban đầu, chớ nói chi là phục chế ảo cảnh hoàn chỉnh ra. Mà những người còn lại cũng không hiểu, khí tức của huyễn thuật mãnh liệt bị phá này hoàn toàn không giả được. Nhưng, bọn họ vừa rồi hoàn toàn không phát hiện, chỉ có những tu sĩ cường đại kia tiếp tục lộ ra nụ cười nắm giữ tất cả, cũng bắt đầu truyền âm nói với những tu sĩ bên cạnh, kỳ thật, từ lúc bốn nữ đệ tử kia xuất hiện, chúng ta đã phát hiện huyễn thuật trong phương trần. Trong lúc bọn họ nói chuyện, phương trần lại bổ về phía một chỗ hư không, ba. Tiếng vỡ vụn mãnh liệt lại lần nữa vang lên, phương trần thán phục, thủy thủy nguyệt, đây là khảm bộ huyễn thuật, khủng bố như vậy. Trong lúc vội vàng, bày ra nhiều huyễn thuật như vậy quanh người ta. Bốn vị sư muội, các ngươi quá cường đại, bốn cô gái lại trợn tròn mắt, khí tức huyến thuật thủy nguyệt mãnh liệt đến không chịu được. Thế nhưng, đây thật sự không phải là các nàng bày ra, các nàng cũng không có năng lực bày ra huyến thuật cường đại như vậy trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, Phương Trần nói, nếu bốn vị đã dùng huyễn thuật cường đại như thế khiêu chiến ta, vậy bây giờ ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Từ giờ phút này trở đi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nghĩ tới đây, bốn cô gái rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp. Đây là bị Phương Trần tính kế, có người lập tức muốn mở miệng nhưng đúng lúc này trong mắt tứ nữ một thanh búa to lớn đột nhiên phóng đại nguyệt rồi thấy thế trong lòng băng nhi điên cuồng hét lên giờ khắc này tứ nữ triệt tiêu tất cả mỹ nhan huyễn thuật trên người lộ ra hình dáng bình thường không có gì lạ nữ tử diễm lệ kia lộ ra hai tay trắng kiện nâng lên chắn trước người dự định thay tỉ muội toàn lực ngăn cản chiến phủ của phương trần đáng tiếc đây không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe soạt bốn nàng trực tiếp bị phương trần càn quét ra ngoài đợi sau khi tứ nữ biến mất phương trần đứng tại chỗ lộ ra kính nể, trình độ ảo thuật cường đại như vậy, quả thật không thể khinh thường. Mọi người thấy thế, xôn xao một mảnh, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, bốn nữ này nhìn như là sư muội ái mộ sư huynh. Kỳ thực là lấy huyễn thuật khiêu chiến Phương Trần, dự định ngăn cản Phương Trần ở chỗ này. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Phương Trần nhìn ra. Suy đi nghĩ lại, mọi người nhao nhao bộc phát ra kinh thán. Trận giao phong này nhìn như bình thản, thậm chí mang theo mập mờ, nhưng kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động chảy xiết đáng sợ hơi không chú ý phương trần có thể sẽ mộng đoạn xích tôn thiên thê nghĩ tới đây mọi người không khỏi lại bái phục đệ tử uyển nhiên tông trình độ quá cao bốn nữ đệ tử tùy tiện xuất hiện vậy mà đều có thể trong lúc vội vàng bố trí ra huyễn thuật khảm bẫy cường đại mà hình tượng của phương trần thì là lợi hại hơn không chỉ thực lực cường đại đạo tâm càng cứng rắn như sắt cho dù là ở trước ôn nhu hương cũng hoàn toàn không bị ảo cảnh ảnh hưởng cái tên chân truyền thực chí danh quy cùng lúc đó lăng tu nguyên Nhất Thiên Tam hắn nhìn Phương Trần mặt mũi tràn đầy kính nể tán thưởng bộ dáng nguyễn thuật của tú anh phong tứ nữ liền mặt mũi tràn đầy trầm mặc tiểu tử này chính mình phá vỡ ảo thuật chính mình bố trí xuống vì sao còn có thể thuận lợi diễn ra loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn này mà giờ khắc này mặt mũi viên hạo xanh mét thậm chí có u ám cùng ý không tưởng được rất hiển nhiên hắn thật sự không ngờ tới Phương Trần sẽ dùng phương thức này phá cục hắn vốn cho rằng một chiêu này của mình là dương mưu đúng như bốn nữ suy nghĩ. Ở trước mặt sư muội ái mộ, Phương Trần là không thể động đao động thương. Kết cục cuối cùng chính là Phương Trần chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của các nàng. Cùng ngôn ngữ của các nàng quấn quýt, bầu không khí mập mờ. Thế nhưng, khi Phương Trần giúp các nàng hướng về phía chân truyền của hắn, lấy huyễn thuật khởi xướng khiêu chiến, như vậy, mập mờ đã không còn sót lại chút gì. Giờ chiến phủ lên, là thủ tồi hoa, trở nên thiên kinh địa nghĩa, chỉ là, viên hạo không rõ. Phương Trần, làm sao làm được, rốt cuộc hắn lấy đâu ra trình độ huyễn thuật mạnh mẽ như vậy không phải hắn mới hơn 20 tuổi sao, tu luyện tới kim đan lục phẩm, tay cầm xích sắc thần tướng khải. Còn chưa đủ tu luyện sao, làm gì có thời gian tu luyện ảo thuật chứ, kỳ thật, viên hạo chuẩn bị cũng coi như là đầy đủ, chính là cầm tới đối phó phương trần có chút không đủ nhìn. Lão sư của tu sĩ huyễn thuật là thiên ma, từ lúc bắt đầu, tu sĩ đã tu luyện và lĩnh hội từ trên người thiên ma. Loại bỏ cạn bã khiến bản thân thiên ma cũng phải điên cuồng, lấy ra tinh hoa trong đó, cuối cùng tổng kết ra một đạo huyễn thuật nhưng bất luận tu sĩ tu luyện ảo thuật ra sao cũng được người nắm giữ ảo thuật đỉnh phong vẫn luôn là thiên ma nếu không phải thiên ma nổi điên bọn họ sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho tu sĩ mà phương trần hắn có được kiên tâm vô thượng nút ma thuật chính là một thiên ma sẽ không điên từ cắn nút cây ma kiếm ma ai cho lại đến hút ma khí của hận thiên ma cùng với hàn phong thiên ma trình độ huyễn thuật của phương trần đã cực mạnh nếu bỏ qua hạn chế tu vi chỉ luận trình độ phương trần bố trí huyễn thuật nói là đỉnh tiêm thế gian cũng không quá đáng chút nào. Mang ngược trừ bố trí ảo cảnh, bởi vì có kiên tâm vô thượng nuốt ma thuật trợ giúp. Năng lực phá huyễn của Phương Trần cũng cực mạnh, thực lực của Hàn Phong Thiên Ma đỉnh phong đang ở độ kiếp kỳ, ảo cảnh hắn bày ra còn không hề có tác dụng với Phương Trần. Từ nữ nữ vừa mới xuất hiện, hết thảy ngụy trang đều vô dụng đối với Phương Trần. Khi các nàng xuất hiện, Phương Trần liếc mắt một cái liền nhìn thấu thuật pháp mỹ nhan cùng đế vương huyễn cảnh trên người các nàng. Chỉ có điều, vì để tránh cho chân tướng tàn khốc thương tổn con mắt của mình, Phương Trần chủ động lựa chọn không khám phá thuật pháp mỹ nhan mà thôi. Sau khi tứ nữ xuất hiện, Phương Trần một bên giả bộ như không có chuyện gì phát sinh, một bên âm thầm nhanh chóng bố trí xuống huyễn thuật, thay tứ nữ hướng mình phát động khiêu chiến. Lúc ấy Phương Trần suy nghĩ rất đơn giản, vô luận bốn nữ nhân này đến cùng là đến làm gì. Hắn tranh thủ thời gian tìm lý do đuổi các nàng ra khiêu chiến thang trời là được. Các nàng không muốn đánh, vậy Phương Trần liền giúp các nàng đánh. Mà huyễn thuật xuất hiện một khắc này, không ít cường giả đã nhận ra không thích hợp nhưng bởi vì phương trần dùng trình độ huyễn thuật đứng đầu làm được bố trí lặng yên không một tiếng động tăng thêm huyễn thuật còn chưa bị kích phát không có cơ hội triển lộ khí tức không có cách nào để cho người phán đoán đây rốt cuộc là ai bày ra cho nên bọn họ đều chỉ cho là bốn nữ thiết lập huyễn thuật còn tưởng rằng phương trần cái gì cũng không biết nguyên nhân chính là như thế lúc phương trần đánh vỡ huyễn thuật mới khiến người ta chấn kinh sau khi bốn cô gái bị phương trần quét ra khỏi xích tôn thiên thê phương trần thuận lợi đi tới đỉnh thang trời khiêu chiến viên hạo không còn bất kỳ ý định tấn công nào nữa dưới loại tình huống này lại tìm bất luận kẻ nào đến đánh phương trần cũng chỉ là tăng danh vọng cho phương trần mà thôi mà nhìn thấy phương trần dứt khoát xử lý huyễn thuật mạnh mẽ như thế mọi người đều là sợ hãi thán phục liên tục không ít kẻ già đời thì là mượn cơ hội tán dương phương trần năng lực cuồng thổi đệ tử tôn giáo uyển nhiên thật sự là quá mạnh tiếng vỗ mông ngựa trong lúc nhất thời như thủy chiều hướng về dư bạch diễm dũng mãnh lao tới mà khi dư bạch diễm vỗ mông ngựa sắp bị đánh sưng lăng tu nguyên nhìn hai chân phương trần đã đặt chân khiêu chiến thang trời rốt cục lộ ra thần sắc nghiêm túc đối với hắn mà nói khiêu chiến thang trời chính là quá trình làm nóng người hắn muốn xem vẫn là xích tôn thê khiêu chiến thang trời đây mới là màn kịch quan trọng cùng lúc đó trong một góc sân đấu võ khi đi mặc áo bào đen vô cùng đẹp trai không khiến người chú ý chậm rãi đi ra nhìn phương trần đứng ở đỉnh thiên thê khóe miệng hơi cong lên tới vừa vặn Phương Trần đứng ở sau khi khiêu chiến thang trời, không có bất kỳ động tác gì, mà là nín hơi ngưng thần. Chậm rãi điều chỉnh khí tức, khí thế triệt để bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía trước, trên bầu trời xanh thẳm có chút dày đặc, phảng phất có một giọt nước bắn tung tóe vào trong hư không, sau đó từng tầng gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo. Ngay sau đó, một cái sừng vừa bén nhọn vừa nhu hòa, tràn đầy tương đối đứng lại thống nhất bắt đầu từ trong hư không nhô ra, phảng phất khí thế vô cùng cao lớn cùng lúc đó đồng thời giáng lâm. Phảng phất như núi cao trong thiên hạ vào giờ phút này cùng nhau xuất hiện. Khí thế kia khiến mọi người không khỏi sinh lòng kính sợ, tiếng nhịn hót cũng bởi vậy mà biến mất. Mà, cái giác này nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh triển lộ ra chân dung. Đây là mái hiên cung điện, khi tỏa ăng điện xa hoa này, gạch vàng ngói ngọc hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Phương Trần. Trong lòng Phương Trần tê dại, hắn cũng không phải bị khí thế trấn nhiếp, người từng đối mặt lôi kiếp, từng chứng kiến thiên uy, là rất không có khả năng sẽ bị loại khí thế này hù dọa hiện tại hắn chủ yếu rất hoảng. Đây chính là xích tôn thê sao? Đây không phải là một cung điện sao? Chờ một chút, cung điện này không phải là một tầng chứ? Ta đi, ta sẽ không phải chỉ kích hoạt một tầng xích tôn thê chứ? Khặc khặc, đây là muốn mất mặt lớn rồi. Trong lòng Phương Trần suy nghĩ khuấy động, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng. Không có biểu cảm gì, khiến mọi người nhìn, khẽ thở dài. Đứng trước khí thế như vậy, Phương Trần truyền vẫn không có chút biểu cảm nào. Trong ngực có sấm sét mà mặt như hồ bằng phẳng, Thái Sơn sụp đổ ở trước mà mặt không đổi sắc. Quả nhiên, đây là thiên kiêu thật sự, mà giờ khắc này, không nghe được mọi người tán thưởng, cũng không nghe được nội tâm Phương Trần chửi bới, nó còn trung thực thực hiện chức trách của mình, đại môn tự mình từ từ mở ra, đợi đại môn hoàn toàn mở ra, triển lộ ra đại điện mông lung như bao phủ sương ngù vô tận. Theo sau đó, một tầng bậc thang cực lớn thậm chí có thể nói là bình đài xuất hiện giữa Phương Trần cùng cung điện. Phương Trần thấy thế, suy nghĩ một chút, liền trước tiên bước lên bậc thang cuối cùng nhanh chân về phía trước, bước vào cung điện. Âm, cửa lớn của cung điện nhanh hơn gấp trăm lần, nhanh chóng đóng lại. Ngay sau đó, bốn phía cung điện bắt đầu chậm rãi sáng lên từng điểm hào quang. Thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc, quả thật là khảo nghiệm mệnh vực trong lời đồn. Thiên kiêu đỉnh cấp, thiên kiêu đỉnh cấp, đám người dư bạch diễm, hoa khinh dung, trừ vô miên thì lộ ra nụ cười. Phương Trần có thể phát động khảo nghiệm bực này, bọn họ tuyệt không ngoài ý muốn. Mà khi Phương Trần tiến vào cung điện, con mắt Lăng Tu Nguyên hơi híp lại mệnh vực khảo nghiệm là trong dữ liệu không biết khảo nghiệm mệnh vực này đạt tới trình độ nào khảo nghiệm của xích tôn thê đối với tư chất bình thường chia làm hai loại loại thứ nhất tên là linh vực khảo nghiệm đây là chuẩn bị cho thiên kiêu bình thường ví dụ như khảo nghiệm phù đạo khảo nghiệm quyền đạo những thứ quy nạp ở phạm trù tu luyện loại tư chất này chính là trong nhận thức rộng rãi của mọi người nhưng trên thực tế các tổ tiên của uyển nhiên tông càng tán thành tư chất thiên kiêu là một loại khác khí vận trên thực tế tư chất tốt không phải là thứ mà đỉnh cấp cường giả tu tiên giới coi trọng nhất. Khí vận tốt mới càng quan trọng hơn, nói cách khác, chính là xem ngươi có trở thành cường giả hay không, đi đến mệnh cuối cùng. Đây cũng là lý do vì sao tên của vòng khảo nghiệm tư chất này lại được gọi là khảo nghiệm mệnh vực. Đương nhiên, đối ngoại thuyết pháp không thể cũ như vậy, miễn cho làm cho người ta cho rằng Uyển Nhiên Tông chỉ nhìn vận khí. Cho nên, tổ liên Uyển Nhiên Tông đối với bên ngoài đưa ra thuyết pháp là khảo nghiệm của mệnh vực là đại đạo, là tiên duyên là càn khôn âm dương cùng bản thân ngươi phù hợp chờ một chút huyền diệu khó giải thích không thể nói nguyên nhân chính là như thế mấy ngày trước thời điểm phương trần tìm người thấu đề đám người kia vì sao đều sẽ nói mỗi người tiếp nhận khảo nghiệm cũng khác biệt chính là nguyên nhân này bởi vì đám tổ sư này vì sợ phá bỏ phong cách xích tôn thê không chịu nói thật trừ phi ngươi lên làm tổ sư nếu không ngươi vĩnh viễn không biết thứ này thật ra chỉ là một máy kiểm tra vận khí mà khảo nghiệm mệnh vực chia làm mấy loại tiêu chuẩn loại thứ nhất là tiêu chuẩn khảo hạch số lượng mệnh đăng thủ hộ khi người khảo nghiệm tiếp nhận khảo nghiệm mệnh vực ý chí tổ tiên sẽ hạ xuống từ trong biển đèn mệnh lấy ra mệnh đăng của người khảo nghiệm cũng phục chế mệnh đăng tiến hành phán đoán đối với người khảo nghiệm phục chế ra càng nhiều mệnh đăng thì đại biểu càng nhiều tổ tiên tán thành cũng nguyện ý thủ hộ mệnh của thiên kiêu này nếu như không có ý chí của tổ tiên phục chế mệnh đăng của người khảo nghiệm liền đại biểu người khảo nghiệm này ở trong mắt tổ tiên đã đi hẹp con đường tu tiên đây chính là khí vận lúc trước thiệu tâm hà và khương ngưng Huyền kích phát đều là khảo nghiệm mệnh vực bọn họ đưa tới rất nhiều mệnh đăng cái trước 66 mươi cái sau 77 mươi tràn đen càng nhiều đại biểu cho đám tổ tiên này đang nói người này mệnh tốt có thể trọng điểm bồi dưỡng cho nên kiếm tổ sư mới có thể từ trong kiếm phần bò ra đưa cho khương ngưng Huyền đại khóa giới phù đương nhiên lý do kiếm tổ sư đưa phù lục ra ngoài khẳng định không phải là khương ngưng chỉ tốt số mà là nói khương ngưng Huyền kích hoạt 77 chiếc mệnh đăng nàng bấm ngón tay tính toán số này không bàn mà hợp với bản nguyên kiếm đạo có tư thái đại thừa loại thứ hai là tiêu chuẩn khảo hạch màu sắc cung điện xích tôn thê và uyển nhiên tông khí vận tương liên mà khí vận của uyển nhiên tông cùng linh giới liên kết chia được một phần chín cho nên từ phương diện nào đó mà nói xích tôn thê đã tương thông với linh giới dưới tình huống như vậy sau khi người khảo nghiệm tiến vào cung điện xích tôn thang xích tôn thang kết nối khí vận với cửu đại tông uyển nhiên sẽ theo bản năng phán đoán mà màu sắc chia làm hai màu đỏ xanh cái trước vẫn tốt, cái sau vẫn xui. Màu sắc càng đậm, trình độ càng cao, loại tiêu chuẩn khảo hạch cuối cùng chính là thang lên cung điện. Thời gian kiên trì càng dài càng lợi hại. Ở trong cung điện, mỗi một người khảo nghiệm đều sẽ đối mặt với số lượng bậc thang 100 bậc giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tu Nguyên nói kỷ lục kém nhất là 100 giai. Bởi vì kỳ thật kỷ lục lợi hại nhất cũng là 100 giai. Trên mỗi một bậc thang đều sẽ xuất hiện đối thủ cực kỳ cường đại hung ác. Những đối thủ này xuất hiện, không phải vì để cho người tiếp nhận khảo nghiệm chiến thắng, mà là vì để cho người tiếp nhận khảo nghiệm học tập cùng thể ngộ làm sao ở trong tuyệt cảnh kiên trì sinh tồn được. Có thể sống sót mới là chỉ tiêu cuối cùng để cân nhắc tính mạng của một người có tốt hay không. Mà nếu như người tiếp nhận khảo nghiệm bị đánh chết, như vậy sẽ tiến vào bậc thang kế tiếp, nếu như quá mức rác rưởi, như vậy sẽ lập tức chết hết 100 lần, leo thang kết thúc. Mà căn cứ vào kết quả leo thang, Xích Tôn Thê sẽ cho cảm ngộ bù đắp khiếm khuyết, tăng năng lực sinh tồn của Thiên Kiêu đây chính là khảo nghiệm mệnh vực của xích tôn thê mà sau khi phương trần tiến vào cung điện mọi người nhìn trên không cung điện lít nhà lít nhít tinh quang điểm xuất hiện lộ ra vẻ chờ mong bọn họ biết đây là đang mở ra biển đèn lấy ra mệnh đèn của phương trần ngay sau đó một chiếc mệnh đăng mới tinh chậm rãi bay ra từ trong tinh quang rậm rạp trăng chịt thấy đèn mệnh mới tinh này lăng tu nguyên có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ đèn mệnh của hắn sao lại mới như vậy hoa khinh dung ở phía sau lăng tu nguyên cười mà không nói từ lần trước ở trước đại trận cối say máu thịt nhìn thấy mệnh đăng của phương trần điên cuồng lóe lên hoa khinh dung liền đem mệnh đăng chịu tải tinh huyết bản mệnh của phương trần đổi đi dù sao trong nội tâm nàng cũng rõ ràng lấy năng lực của phương trần nhất định sẽ ở hôm nay phát động khảo nghiệm mệnh vực để tổ tiên lấy ra mệnh đăng dưới loại tình huống này nàng nhất định phải cam đoan mệnh đăng của phương trần tuyệt không ngoài ý muốn mà khi mệnh đăng của phương trần bay ra còn lại lít nha lít nhít điểm sáng mệnh đèn thuộc về đệ tử khác biến mất không thấy gì nữa khi mệnh đăng của phương trần bay lên giữa không trung từng điểm sáng khí tức rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tràn ngập phiêu giật lăng lệ tiêu sái mị hoặc dữ tợn bắt đầu chậm rãi hiển hiện quay chung quanh mệnh đăng nhìn những điểm sáng này lăng tu nguyên mặt không biểu tình bắt đầu siết chặt nắm đấm tùy thời chuẩn bị xuất thủ che đậy tầm mắt mọi người thâu thiên hoán nhật từ sau khi hóa thân tiên tổ lần trước quỳ xuống lăng tu nguyên đã nghĩ tới lần này những điểm sáng này có thể cũng cho phương trần mệnh đăng phủ phục quỳ xuống hay không nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có điểm sáng quỳ xuống thì sợ cái gì người khác nhìn không ra đây là đăng quỳ nhưng lăng tu nguyên lo lắng chính là vạn nhất xuất hiện tiên tổ hóa thân thì làm sao xử lý tuy nói khâu phục chế mệnh đăng này không có khả năng xuất hiện tình huống hóa thân tổ tiên quỳ xuống từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy tiên tổ kia ở lúc này hóa thân nhưng vì phòng ngừa vạn nhất lăng tu nguyên vẫn chuẩn bị kỹ càng nhưng mà những điểm sáng này chỉ vây quanh mệnh đăng của phương trần cũng không có động tác gì khác thấy thế Lăng Tu Nguyên vẫn không có buông lỏng, hắn không chịu nổi kích thích khi nhìn mình quỳ xuống lần nữa. Một màn này khiến Lăng Uyển Nhi chú ý, nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi, phụ thân, có phải người bị dọa rồi không? Lăng Tu Nguyên nghe vậy, sững sờ, hù dọa, đúng rồi, có phải khí tức của tổ tiên quá mạnh, khiến người kinh hãi không? Lăng Uyển Nhi ân cần hỏi thăm, Lăng Tu Nguyên khẩn trương cùng như lâm đại địch, nàng nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy bộ dáng này của Lăng Tu Nguyên, nàng tự nhiên muốn chấn an phụ thân một chút. Ách, Lăng Tu Nguyên trầm mặc, Thấy thế, Lăng Uyển Nhi vội vàng vỗ nhẹ lên lưng Lăng Tu Nguyên. Phụ thân không sợ, không sao đâu, các tiên tổ đều là người tốt. Nghe vậy, Lăng Tu Nguyên đành phải cười ôn hòa, cầm ngược tay Lăng Uyển Nhi, được, cha không sợ, vẫn là Uyển Nhi lợi hại. Cùng lúc đó, điểm sáng vòng quanh mệnh đăng rốt của cũng ngừng lại. Ngay sau đó, tất cả điểm sáng bắt đầu vạn vẹo biến hóa, trong ánh mắt của mọi người, tất cả đều hóa thành mệnh đăng, từng chiếc đèn giống nhau, giống nhau như đúc, tất cả điểm sáng của tổ tiên đều biến thành hình dạng của phương trần vào lúc này hào quang của mệnh đăng vậy mà vào giờ phút này che đậy ánh sáng mặt trời che lấp ánh sáng tỉnh chú trở thành ánh sáng lóe sáng phía trên chân trời đây là ánh sáng của phương trần giờ khắc này tất cả mọi người đều sợ hãi hít mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh xích tôn sơn lại lần nữa ấm lên kịch liệt mọi người nhao nhao nói một hai ba một trăm một còn đang gia tăng cái này cái này tại sao lại nhiều như vậy nghe đồn 77 ngọn mệnh đăng của khương chân truyền được kiếm tổ sư tán dương Số này không bàn mà hợp với bản nguyên kiếm đạo, vậy chân truyền phương này tính là gì? Còn phải nói, chắc chắn là ngầm hợp với căn nguyên đại đạo. Tiên nhân này dáng thế rồi, năm đó cường giả đỉnh cấp của uyển nhiên tông tên là Xích Tôn, hôm nay phương chân truyền mặc một bộ thần tướng khải màu đỏ. Chẳng lẽ trong cõi U Minh đã có định số, phương trần chính là vị Xích Tôn thứ hai? Tiểu Xích Tôn, đây chính là Tiểu Xích Tôn, các đệ tử Xích Tôn sơn dại ra đến cực điểm, ngay sau đó. Chu Quân nhịn không được kinh hô, Phương sư huynh quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu mà trung tiền bối chân truyền đều cần trịnh trọng đối đãi như vậy. Phạm Trinh, cái này không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Tôn Đàm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không có bất kỳ không phục. Điều này đã chứng minh địa vị của Phương Trần. Khương Ngưng Huyên thì lộ ra nụ cười vui sướng đến cực điểm. Yên Cảnh thì tiếc hận nói, nếu giống như chủ nhân, cũng là 77 chung, sẽ tốt bao nhiêu. Mà trong động phủ của Phương Trần ở Xích Tôn Sơn, Dực Hung khóe miệng nhếch lên vài phần nụ cười tà mị, móng vuốt to chỉ vào mệnh đèn huy che khuất bầu trời trong màn nước nói với nhất thiên tam câu người biết ta vì sao nhận hắn làm chủ chưa đây là ánh mắt độc ác của ta nhất thiên tam phụ họa nói hổ tổ ánh mắt ngươi thật độc cùng lúc đó xích tôn sơn trưởng lão lộ ra thần sắc không thể tin người quen biết liếc mắt nhìn các trưởng lão bên cạnh cũng nhìn không được đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng dù bọn họ đã thấy tiên tổ quỳ xuống nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh mệnh đang che khuất bầu trời số lượng không cách nào đếm hết bọn họ vẫn cảm nhận được trùng kích mãnh liệt. Số lượng mệnh đăng bực này, ở trong mắt tổ sư, phương trần rốt cuộc là tồn tại bực nào? Có người lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là biểu hiện của phương trần phù hợp với đại đạo bản nguyên sao? Mà lăng tu nguyên thấy thế, thì lộ ra nụ cười cực kỳ hài lòng. Bản nguyên đại đạo chó má gì? Hào quang lấp lánh phía chân trời, mệnh đăng bảo vệ nhiều không đếm xuể, chỉ đại biểu cho một chuyện. Tất cả tổ tiên đều nguyện ý bảo vệ mạng của phương trần đây là thiên kiêu trí tôn từ xưa đến nay chưa từng thấy ngay khi mệnh đăng chiếu dọi chân trời lăng tu nguyên nhìn về phía cung điện lộ ra nụ cười tổ tiên đã kết luận tính mạng của phương trần vậy giờ phút này khí vận linh giới lại sẽ làm ra phán đoán gì với phương trần ngay khi lăng tu nguyên nhìn về phía cung điện đông đảo trưởng lão cùng tân khách xem lễ cũng lộ ra thần sắc chờ mong lăng tu nguyên biết cung điện này nếu là phiếm hồng đại biểu cho xích tôn thê hoặc là nói là linh giới khí vận sau lưng Xích Tôn Thê tán thành đối với người tiếp nhận mệnh vực khảo nghiệm. Nhưng những người khác không biết, bọn họ đều cho rằng hồng quang trong cung điện càng mãnh liệt, đại biểu con đường đại đạo càng bằng phẳng, về phần cung điện nếu nổi lên lục quang, đại biểu cho cái gì, kỳ thật không người biết được. Bởi vì, đám người này ngay cả sự tồn tại của ánh sáng xanh cũng không biết. Thậm chí còn không có ai nhìn thấy ánh sáng xanh. Từ ngày khảo nghiệm mệnh vực, chưa từng xuất hiện người kích phát lục quang của cung điện. Đạo lý rất đơn giản, người có thể khiến xích tôn thê kích hoạt khảo nghiệm mệnh vực khí vận của bản thân cũng sẽ không kém người khí vận kém chỉ sợ ngay cả khảo nghiệm mệnh vực cũng không làm được chỉ có thể ngoan ngoãn đi tham gia khảo nghiệm linh vực thứ nhất giống như phí vũ tôn đàm bọn họ không thể mời ra khảo nghiệm mệnh vực những người mang khí vận đỉnh phong như thiệu tâm hà khương ngưng huyên nếu có thể kích phát khảo nghiệm mệnh vực vậy cung điện chắc chắn sẽ chỉ tỏa ra ánh sáng đỏ chẳng qua là mức độ đậm nhạt có khác biệt mà thôi cho nên có một số thời điểm kể cả tổ sư của lăng tu nguyên đều hoài nghi có thể căn bản không có lục quang tồn tại hay không giờ phút này tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn cung điện lẳng lặng chờ đợi mệnh đăng thủ hộ qua đi cung điện sắp sáng lên quang mang ngay dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cung điện lộng lẫy rộng rãi đại khí mặt ngoài của cung điện từng trận sóng ánh sáng tuôn ra tư tán như gợn sóng nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp lại tán đi tụ lại cuồn cuộn không ngớt không ngừng trồng lên sóng ánh sáng dần dần cung điện bắt đầu xuất hiện biến hóa khi mọi người nhìn thấy cung điện biến hóa lập tức sững sờ ngay sau đó lộ ra mê hoặc mà lăng tu nguyên cũng khẽ giật mình ánh mắt lộ ra vài phần hoài nghi chỉ có dư bạch diễm là ngơ ngác cảnh tượng trước mắt có cảm giác quen thuộc khác lạ vào khoảnh khắc cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng dự cảm không ổn trong lòng hắn đã đạt đến cực hạn giờ khắc này trong lòng dư bạch diễm chỉ có một ý niệm một màn này thật là quen mắt người cũng cảm thấy cảnh tượng này quen mắt còn có đỗ vô miên cùng với đệ tử tập thể xích tôn sơn ngoại trừ ngô mị sở dĩ muốn trừ ngô mị là bởi vì thời điểm một màn kia phát sinh ngô mị đang ăn tường ngủ trong quan tài lúc này cung điện xích tôn thê đang rung lên với biên độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà tần suất rung động của nó theo thời gian dần dần tăng nhanh không có chút dấu hiệu dừng lại nào từ chậm rãi đang dần dần quá độ đến cấp tốc ngay sau đó lại từ rung động biến thành chấn động cảnh tượng này không khác gì lúc ở trong điện uyển nhiên đồng hồ chân truyền rung lắc điên cuồng sau sự kiện mất mặt ở đồng hồ chân truyền của uyển nhiên điện ngày đó dư bạch diễm đã vô cùng rõ ràng tại sao trước đó đồng hồ chân truyền lại run thành như vậy rất hiển nhiên là bởi vì chân truyền chung không biết làm sao giúp phương trần khắc họa chân truyền ấn thuộc về hắn lúc này mới dẫn đến chân truyền chung run lên mà chân truyền chung là pháp bảo mà xích tôn tiên tổ lưu lại xích tôn thê cũng là xuất từ tay của xích tôn tiên tổ như vậy xích tôn thê dung có phải cũng giống như chuông chân truyền dung hay không đều mang ý nghĩa ngươi đừng nói với ta xích tôn thê này không đo ra được khí vận của phương trần đúng không tay của dư bạch diễm giấu dưới tay áo đã bắt đầu run đến mức giống với tần suất của cung điện mà trong lúc dư bạch diễm bất động thanh sắc bối rối trên mặt phạm trinh và chu ánh oánh lại là vẻ sùng bái nồng đậm đến cực hạn cung điện này giống như chuông chân truyền của uyển nhiên điện vậy có phải nói rõ ngay cả xích tôn thê cũng đang thừa nhận tính đặc thù của phương sư huynh hẳn là vậy mà chân truyền trung tiền bối vì biểu đạt sư huynh đối phương tán thành còn nói phương sư huynh là con trai của dự ngôn đưa ra chân trần ấn lớn như vậy vậy hiện tại cung điện này sẽ làm cái gì để biểu đạt sự đặc biệt của phương sư huynh ngô mị lúc ấy ngủ say giờ phút này nghi hoặc nói chân trần ấn gì tôn đàm giải thích ngô mị chân trần ấn chính là đỉnh cấp pháp bảo ngay cả đại năng ma đạo đều cần kiêng kỵ trong lúc hai người nói chuyện với nhau khương ngưng huyên nhíu mày tuy nàng cũng cảm thấy phương trần là đỉnh cấp thiên kiêu nhưng trực giác của nàng luôn nói cho nàng biết cung điện này rung động chính là lạ ở chỗ nào cùng lúc đó các tân khách xem lễ không rõ nội tình đều chấn động cung điện này vậy mà run rẩy tốt cho một cái dùng điện không hổ là phương chân truyền ngay cả loại kỳ quan chưa từng nghe thấy chưa từng thấy này cũng chế tạo ra được tiểu xích tôn quả thực cao minh mọi người thật ra không hiểu ra sao cũng không biết tình huống này là tốt hay xấu nhưng tiếp tục vuốt mông ngựa tóm lại là không sai rầm 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 sau khi mười mấy hơi thở cung điện chấn động càng lúc càng nhanh tiếng gió gào thét linh lực sôi trào cực kỳ giống có người ở giữa không trung nấu nổi nước sôi cuồn cuộn cuồn cuộn cuồn nhìn một màn này mặt dư bạch diễm trắng bệch hàm răng hơi cắn hắn nhịn không được rốt cục quyết định truyền âm cho lăng tu nguyên muốn cho lăng tổ sư ra tay nhưng đúng lúc này cung điện đột nhiên đình chỉ chấn động dư bạch diễm sững sờ thầm nghĩ đây là lăng tu nguyên một mực bầy trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng nhíu mày đây là cung điện tốt rồi những người còn lại cũng mang theo nghi hoặc lộ ra tò mò ở trước mắt bao người cung điện rốt cục bắt đầu thay đổi mà biến đổi này chính là tình huống mọi người hoàn toàn không có dự liệu Cung điện, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, từ màu sắc của bản thể kiến trúc ban đầu dần dần nhạt đi, tất cả màu sắc đều biến mất. Mấy hơi sau, cung điện mất đi màu sắc. Lăng Tu Nguyên, mọi người, Nhất Thiên Tam, giờ khắc này, Dư Bạch Diễm nhìn cung điện mất đi màu sắc, quả thực không dám ngẩng đầu nhìn nữa. Đây là đang làm gì vậy? Ngày ấy các trưởng lão nhìn thấy Phương Trần đùa bỡn tiên tổ hóa thân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hoa Khinh Dung lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, nàng quả thực cảm giác mình cũng sắp mất đi màu sắc phương trần này sao có thể không bớt lo như vậy chứ bên phía đệ tử xích tôn sơn chúng đệ tử cũng rơi vào trầm mặc ha vô sắc trên gương mặt xinh đẹp trắng nón của khương ngưng huyên lộ ra vài phần ngưng trệ trong lòng nàng xoay chuyển ý niệm chẳng lẽ lần này cũng giống như lần chân truyền chuông kia có tiên đoán của xích tôn tiên tổ nói vô sắc mới là tốt nhất một giây sau mọi người bùng nổ màu đỏ đã nói đâu sao ngay cả màu sắc cũng không còn ai nói không còn đây không phải không tức là sắc sao từ này dùng như vậy sao giờ khắc này mọi người trợn tròn mắt đây là tình huống gì không phải đều là màu đỏ sao vì sao bây giờ màu sắc cũng không còn lăng tu nguyên cũng bối rối đây là tình huống hắn chưa từng thấy hắn nhập tông nhiều năm như vậy chỉ nghe qua hai màu đỏ xanh tình hình vô sắc chưa từng thấy qua a lăng tu nguyên cau mày trong lòng suy tư chẳng lẽ đây là khí vận linh giới phủ định phương trần tại sao lại phủ định chẳng lẽ cũng bởi vì hắn sẽ mọc lại chi gãy sao chẳng lẽ là bởi vì thượng cổ thần khu là thứ lệ phục mang về từ tiên giới người tu luyện thuật này linh giới không dung cũng không phải không có đạo lý cái này tự hồ có thể giải thích vì sao người tu luyện thuật này cần độ kiếp nếu thật sự là như thế vậy từ giờ trở đi phương trần chẳng phải là muốn đối địch với thiên địa không đúng còn có một loại khả năng khi lăng tu nguyên đầu óc phong bạo ý đồ phỏng đoán vì sao xích tôn thê cung điện đại biểu cho khí vận linh giới sẽ đưa ra kết luận như vậy đột nhiên mái hiên của cung điện không màu bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một vệt hào quang cực kỳ chói mắt mà ánh sáng này là màu đỏ vào giờ khắc này sân đấu võ im ắng bầu trời xanh không mây và cung điện không màu này làm nổi bật hồng quang cực kỳ chói mắt tiêu điểm giữa thiên địa giờ phút này chính là điểm hồng khi ánh sáng đỏ xuất hiện mọi người đầu tiên là yên tĩnh sau đó rối rít kinh hô đến rồi ánh sáng đỏ đến rồi ánh sáng đỏ chói mắt ánh sáng đỏ này giống như huyền nhiên tông quả thực chính là mặt trời mới mọc ánh sáng chói trang treo cao thánh huy vĩnh viễn không tắt a à. ta có một loại xúc động muốn khóc nước mắt rơi đầy mặt là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây chính là cảm động chứng kiến thần tích mang đến sao đừng thổi nữa hiện tại người của uyển nhiên tông đều bận rộn xem cung điện không ai nghe ngươi vốt mông ngựa nhất thiên tam lâm vân hạc ở núi ánh quang hồ thở phào nhẹ nhõm cho phương trần một bên theo bản năng nhíu mày đứng dậy đi đến một chỗ khác không phải rất muốn nhìn ánh sáng đỏ này cùng lúc đó lăng tu nguyên nhất thiên tam hắn nhìn ánh sáng đỏ cảm giác suy đoán vừa rồi của mình tựa hồ đều cho chó ăn mà dư bạch diễm và các trưởng lão còn lại ngồi ở vị trí chủ tịch chính giữa thấy thế rốt cục thở phào nhẹ nhõm tới là tốt rồi tới là tốt rồi các đệ tử xích tôn sơn cũng âm thầm gật đầu có đỏ vậy mới đúng thân thể mềm mại căng cứng của khương ngưng huyên cũng buông lỏng nói ta đã nói phương sư huynh không có khả năng quá mức khác thương khi ánh sáng đỏ hiện ra một hơi một hơi sau nó lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng nhuộm khắp cả tòa cung điện hơn nữa theo thời gian trôi qua, ánh đỏ này càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng tươi đẹp. Đến cuối cùng, phảng phất một vầng mặt trời màu máu treo cao phía chân trời. Chỉ một thoáng, bầu trời trong xanh rõ ràng là tỉnh chú, lúc này lại đỏ ửng. Ánh sáng đỏ tỏa ra kia khiến cho xích tôn sơn vào thời khắc này đều bị nhuộm đỏ. Toàn bộ sân đấu võ vào giờ khắc này cũng bị cung điện chiếu rọi, mà mỗi người ngồi ở trong bữa tiệc mặt mũi đều hồng hào, mặt mũi đỏ bừng. Mọi người thán phục không hổ là chân truyền của phương gia ánh sáng đỏ này cũng quá đậm đây chính là hàm lượng vàng của đỉnh cấp thiên kiêu sao khương chân truyền cùng thiệu chân truyền trước đó tựa hồ cũng không có phần hồng quang chói mắt này a à. quả nhiên ta kỳ thật đã sớm ngờ tới vừa rồi cung điện không màu rất có thể là bởi vì khiếp sợ tư chất chân truyền của phương gia sau đó ấp ủ hồng quang chói mắt nhất để hoan nghênh mà thôi dù sao đây chính là thiên kiêu đỉnh cấp nhất của uyển nhiên tông bọn họ trước mắt a à. cùng lúc đó các trưởng lão và các đệ tử của Sích Tôn Sơn, cùng với người của ngoại cương tông ở Sích Tôn Sơn cũng lộ ra vui sướng. Dứt bỏ vô sắc vừa rồi ngoại ý muốn không nói, cũng chỉ luận màu đỏ này, ai có thể không cao hứng. Tông môn xuất hiện thiên kiêu bực này, quả thực là may mắn của huyền nhiên tông, nhưng lăng tu nguyên lại nhíu mày, liên tiếp suy tư. Chuyện khác thường tất có quỷ, vô sắc kia tuyệt đối không phải là chuẩn bị vô nghĩa vì chuẩn bị nổi lên màu đỏ. Khẳng định có vấn đề mà mình không biết, nhưng lăng tu nguyên nhất thời cũng không suy đoán ra cái gì, chỉ có thể nghĩ, lệ phục nếu có thể đi tiên giới hỏi xích tôn tiên tổ một chút thì tốt rồi. Sau đó, Lăng Tu Nguyên tạm thời đem trái tim đặt vào trong bụng, thả lỏng thân thể. Nếu bây giờ cung điện đã cho ra hồng quang, vậy đại biểu cho Phương Trần cũng được cung điện tán thành. Tiếp theo, chính là chờ Phương Trần lên thang kết thúc, nhìn xem Phương Trần có thể kiên trì bao lâu mới đi ra. Lăng Tu Nguyên kỳ thật rất chờ mong, Phương Trần đặc biệt như thế, nói không chừng có thể ở trong khảo nghiệm mệnh vực đánh vỡ một ít quy củ tập mãi thành thói quen. Tỷ Như chỉ có bậc thang 100 bậc, Phương Trần trèo lên 101 bậc gì đó. Mà khi Lạc Tu Nguyên thả lỏng thân thể, bắt đầu chuẩn bị xem cuộc vui, Dư Bạch Diễm cũng buông lỏng xuống, hắn bị chiếu đỏ mặt tía tay, lộ ra nụ cười. Tiếp theo, có thể nhìn thật tốt, hả, đây là cái gì? Nụ cười của Dư Bạch Diễm vừa mới nở ra một nửa, đột nhiên cứng ngắc lại. Lăng Tu Nguyên cũng cứng đờ, đồng tử co rụt lại. Các trưởng lão xích tôn sơn ai nấy đều ngây ra như phỗng, nhìn cung điện phía trên chân trời. Trong lòng chỉ có một ý niệm, Chân truyền phương này, thật không đơn giản, cùng lúc đó, toàn trường ồ lên, đây là cái gì? Vô sắc biến thành màu đỏ, vì sao còn có thể biến đổi? Màu xanh, có màu xanh không? Dao, ở thời điểm Lăng Tu Nguyên cùng Dư Bạch Diễm chuẩn bị nghỉ ngơi. Cung điện tựa như mặt trời màu máu, mái hiên lại lần nữa sáng lên một vòng quang mang chói mắt. Mà lần này ánh sáng này là màu xanh lá. Sau khi màu xanh lục xuất hiện, toàn trường thậm chí còn chưa kịp kết thúc sự chấn kinh, lục quang đã lấy tốc độ bất ngờ không kịp đề phòng. Nhuộm khắp cả tòa cung điện người toàn huyền tông cứ như vậy chờ mắt nhìn cung điện xanh ngay sau đó một chùm lục quang ầm ầm nổ tung khi cung điện xanh biếc, lục quang rực rỡ giống như hồng quang vừa rồi chiếu rọi vạn dặm vô số lục mang hắt vẫy xuống người toàn trường võ cũng theo đó mà xanh sắc mặt và tóc quần áo của mỗi người đều bị phương trần làm cho xanh mượt thiếu niên dư bạch diễm ngồi ở vị trí chủ tịch tông chủ ngây ngốc cuối cùng hắn cũng không thể kìm nén được nữa không thể khống chế biểu cảm bình tĩnh của mình rốt cuộc là ánh sáng xanh gì chưa từng nghe qua a, à. đây là tốt hay xấu? Khi tâm tính tông chủ sụp đổ, những người còn lại cũng giống như thế. Trên khuôn mặt xanh xanh của bọn họ tràn ngập sự mờ mịt. Lục quang là có ý gì? Người khác chỉ có một màu. Phương này trần vô sắc, màu đỏ, bây giờ còn có màu xanh. Phương chân truyền, thật sự rất đặc biệt. Cùng lúc đó, lăng tu nguyên sắc mặt xanh lét so với thiếu niên xanh thảm dư bạch diễm cùng với những người khác thì tốt hơn một chút, không có ngốc trệ như vậy. Chỉ là có chút mê mang. Ánh sáng xanh đại biểu cho cái gì, hắn rõ ràng hơn ai hết. Người khác lúc này chỉ hiếu kỳ ánh sáng xanh là cái gì, nhưng hắn biết, cái này chỉ đại biểu cho khí vận linh giới phán tử hình cho Phương Trần. Hơn nữa, nhìn mức độ nồng đậm của lục quang nhiễm khắp mọi người. Trong lòng Lăng Tu Nguyên đã triệt để mê hoặc, vì sao, được xanh như vậy, một người có thể mọc lại chi gãy, thậm chí có thể độ lôi kiếp phản hư kỳ ở trúc cơ kỳ, có xui xẻo như vậy sao? Vậy trên thế giới này, rốt cuộc còn có vận khí tốt của ai? đúng lúc này thanh âm dư bạch diễm vang lên bên tai lăng tu nguyên tổ sư lục quang này cùng vô sắc vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì chúng ta có nên giải thích với mọi người một chút hay không quá trình dư bạch diễm dại ra nói đến dài rằng giặc kỳ thực chỉ có thời gian một hai hơi thở ngay lập tức dư bạch diễm lập tức tìm lăng tu nguyên hỏi tình huống hắn thân là tông chủ dù sao cũng phải cho mọi người một cái công đạo không phải sao nghe vậy lăng tu nguyên lập tức truyền âm trả lời trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng vui sướng nói, lục quang này là đạo bản nguyên sinh mệnh. Ánh sáng của nó rực rỡ như thế, chắc hẳn ngươi đã hiểu rồi. Tiếng nói vừa dứt, Dư Bạch Diễm sững sờ, chợt lộ ra vui sướng, thì ra là như vậy sao? Phương Trần kia quả thật là đỉnh cấp thiên kiêu, ngay sau đó, hắn cực kỳ cảm tạ, hắn cảm tạ một chuyện khác, cảm ơn trời đất, tổ sư, lần này ngươi rốt cục không cố lộng huyền hư. Cùng lúc đó, thuận miệng bia lý do xong, Lăng Tu nguyên mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Nhìn thoáng qua Lăng Uyển Nhi, phát hiện nữ nhi không có phát giác dị thường liền lâm vào trầm tư dư bạch diễm bên kia có giải thích sẽ không có vấn đề gì lớn chỉ là hắn vẫn còn mê mang vì sao phương trần lại xui xẻo như thế đúng lúc này bên tai lăng tu nguyên vang lên tiếng truyền âm của dư bạch diễm tổ sư ta ta còn có một vấn đề nghe vậy lăng tu nguyên bị cắt ngang suy nghĩ không kiên nhẫn nói vấn đề gì lục quang đại biểu cái gì ta không phải đều nói cho người biết sao dư bạch diễm không phải ánh sáng xanh ta muốn hỏi Ánh sáng màu vàng đại diện cho cái gì? Nghe vậy, Lăng Tu nguyên sững sờ, ánh sáng màu vàng, cái gì mà ánh sáng màu vàng? Ý nghĩ của hắn vừa rơi xuống, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều biến thành màu vàng. Cùng lúc đó, Phương Trần tiến vào cung điện, giờ phút này đang đứng ở trong một mảnh hư vô, bốn phía là đại điện dần dần hiện lên. Vừa rồi, sau khi Phương Trần tiến vào cung điện, phát giác được cung điện đóng lại với tốc độ nhanh hơn lúc mở cửa gấp trăm lần. Giật nảy mình, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn đã tiến nhập vào trong một mảnh hư vô. Sau khi tiến vào hư vô, Phương Trần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mà trong quá trình hắn chờ đợi, hư vô bắt đầu dần dần vạn vẹo biến ảo. Cuối cùng ở dưới ánh mắt chăm chú của Phương Trần, biến thành một tòa đại điện cao như ngọn núi, rộng như đồng bằng. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có năm cột đá che trời lộ ra khí tức cổ xưa mênh mông vô biên đứng sừng sững ở bốn phía Phương Trần. Phương Trần dương mắt nhìn lại, lại không nhìn thấy điểm cuối của cột đá mà ngoại trừ năm cây cột đá ra chính là ở ngoài trăm trượng của phương trần có một cái thang đá thang đá không cao một trượng một bậc bất quá trăm trượng thang đá trăm trượng nếu là bình thường vậy tất nhiên cũng cao ngất nhưng so sánh với cột đá cao không thể chạm thang đá này chỉ có thể đánh giá là nhỏ bé nhìn qua trăm trượng ngoài trăm trượng thang đá phương trần lâm vào trầm tư trong đầu chỉ có một ý nghĩ thang đá này hẳn là bản thể xích tôn thê vậy nó chỉ có trăm bậc nhưng lăng tổ sư lại nói với ta kỷ lục kém nhất cũng là trăm bậc ta có phải lại bị lừa hay không? Trong lòng Phương Trần đang hoài nghi, trong đầu đột nhiên chảy vào từng cái quy tắc thang lên thang xích tôn. Những quy tắc leo thang này, nói rõ cạn kẽ hơn trăm bậc thang đá là để khảo nghiệm năng lực sinh tồn của người leo thang. Thế là Phương Trần liền biết, mục tiêu kế tiếp của mình chính là ở trên bậc thang đá trăm bậc, đối mặt đối thủ hung ác, sau đó kiên trì sinh tồn. Mà nếu mình chết càng nhanh, thông qua bậc thang đá tốc độ sẽ càng nhanh, như vậy ghi chép cũng càng kém. Phương Trần nghe xong tổng kết, không thể quá nhanh. Sau đó, hắn rốt cục kịp phản ứng, quả nhiên lại bị Lăng Tu Nguyên lừa gạt, quy tắc này chính là đổi một con chó cũng có thể trực tiếp 100 bậc a. Không cần chó, Nhất Thiên Tam Trăm cũng có thể trực tiếp tốc độ thông xích tôn thê. Thật sự là không có một câu nói thật a, Phương Trần lắc đầu, lập tức hắn cất bước đi về phía thang đá. Đi được một nửa, Phương Trần đột nhiên dừng bước, trong lòng máy động. Trong đầu hiện lên một ý niệm, chờ chút, nếu chỉ có chết trong cầu thang trước mặt mới có thể leo lên bậc thang tiếp theo vậy mình có thể vô hạn sống lại chẳng phải là ngay cả bậc thang thứ nhất cũng không leo qua được vẫn luôn bị kẹt ở bậc thang thứ nhất phương trần nghĩ tới đây lập tức ngây dại lão tử sẽ không thật không bằng chó chứ từ khi bắt đầu tu tiên mình vẫn luôn tu luyện trong bắc của hệ thống không nghĩ tới giờ này ngày nay chính mình vậy mà cũng phải đối mặt phong hiểm bị kẹt sao sau đó phương trần lấy lại bình tĩnh vẫn do dự tới gần thang đá không vội quan sát trước biện pháp là người nghĩ ra được lúc phương trần đi đến trước thang đá hít sâu một hơi, lập tức xoay chuyển ý niệm. Trước không đề cập tới có thể thông qua xích tôn thê hay không. Hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là chuyện mình vô hạn phục sinh có thể bị người bên ngoài nhìn thấy hay không. Nhưng mà, căn cứ vào kinh nghiệm hỏi thăm người khác, thời điểm hắn đang lâm xích tôn thê mặc dù là toàn tâm phát sóng trực tiếp. Nhưng tình huống trong điện, những người khác là không biết. Bởi như vậy, hắn cũng không cần lo lắng chuyện sống lại vô hạn sẽ bị người biết. Ai cũng trách nguyên chủ, người khác trước kia cũng livestream leo thang trời làm sao lại không muốn nhìn hai mắt đây phương trần lắc đầu trước kia nguyên chủ còn sống trong tông cũng có người trèo thang trời ví dụ như khương ngưng huyên ví dụ như ngô my những người này đều là thiên kiêu trẻ tuổi đều là những người mới gia nhập xích tôn sơn trong những năm gần đây lúc tiến hành phát sóng trực tiếp tông môn nguyên chủ vẫn còn sống nhưng ghen ghét hắn không muốn nhìn mỗi một quá trình leo thang lên trời cũng không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn nói ra sự tình thang chơi gì điều này cũng làm hại phương trần bây giờ còn phải chạy đi hỏi người khác sau đó phương trần thu nhiếp ý niệm toàn thân bắn ra quang mang màu xanh thẳm thôi động thượng cổ thần khu nội giáp lăng tu nguyên luyện chế trong cơ thể kích hoạt đồng thời long ám phủ xuất hiện trong tay sáu mặt hộ thuẫn phòng ngự thần nguyên hộ hữu của thần tướng khải xuất hiện ở quanh người hắn nếu đối thủ hung ác mình tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn đợi sau khi chuẩn bị thỏa đáng phương trần nhấc chân bước vào bậc đá trăm trường vừa mới bước lên thang đá bốn phía vẫn như cũ trống rỗng nhìn không sót thứ gì nhưng Phương Trần còn chưa kịp làm ra cái gì, liền cảm giác quanh người mình Hồng vụ Đại Thuẫn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đè ép cực kỳ kịch liệt. Ngay sau đó, rắc, dầm dầm, sáu mặt hộ thuẫn do Phương Trần ngưng kết lập tức vỡ nát hai mặt. Con người Phương Trần co rụt lại, lập tức quay đầu bổ tới chỗ lực đè ép truyền đến. Đồng thời trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp, quả nhiên Uyển Nhiên Tông không có một ai có võ đức. Một chút chuẩn bị cũng không có liền động thủ, nói đến liền đến đúng không? Phương Trần chuẩn bị hộ thuẫn chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng mà, hắn quả thật không dự kiến được đối với chuyện xích tôn thê vừa đến đã đánh lén. Còn tưởng rằng xích tôn tiên tổ là người hiền đức chứ. Không ngờ mọi người đều là đồng đạo, nhưng mà, nhắc tới cũng bình thường, nếu là khảo nghiệm năng lực sinh tồn, vậy đánh lén khẳng định là phải có. Sau khi búa của Phương Trần vung qua, bổ chúng không khí. Thấy thế, đồng tử Phương Trần co rụt lại, giải pháp bảo được Phương Trần đặt tên là Tu Nguyên Hoa lập tức phát ra ánh sáng, đồng thời lực lượng thần khu thượng cổ trong cơ thể khởi động, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Kết quả, khi Phương Trần xuất hiện từ một chỗ khác, hộ thuẫn xung quanh người hắn đều vỡ vụn. Theo sau đó, một cỗ cự lực xuất hiện ở hậu tâm của Phương Trần, đột nhiên đánh xuống. Phương Trần lập tức bị đạp ra xa. Âm, sau khi ngã bay ra ngoài, sắc mặt Phương Trần lúc xanh lúc trắng đứng dậy, lồng ngực sôi trào bức bối khiến hắn ý thức được một sự thật rõ ràng. Đối thủ hung ác, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngươi, rất mạnh, đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở phía đối diện Phương Trần đối thủ vẫn không thấy bóng dáng kia rốt cuộc chậm rãi xuất hiện một thân ảnh gầy gò không thấy rõ diện mục đi ra phương trần nheo mắt lại nhìn đối phương khí tức của đối phương rất hỗn độn hắn hoàn toàn không nhìn ra thực lực cụ thể của đối phương nhưng từ hậu tâm cuồn cuộn đau đớn phương trần biết đối phương mạnh hơn mình tưởng tượng phương trần nhìn đối thủ vừa lén lút vận khởi kiếp lực vừa nhếch miệng lên người cũng rất mạnh nhưng bóng người gầy gò kia không có ý đáp lại phương trần phương trần thấy thế không chút do dự đưa tay đang muốn ném kiếp lực trong tay ra nhưng đúng lúc này một thân ảnh cao gầy nắm một thanh phi kiếm từ chỗ thiên linh cái của phương trần đột nhiên xuất hiện trực tiếp đâm xuống phương trần thấy thế con người co rụt lại chết tiệt còn có người hai lão lục quần ẩu ta a à. thấy thế kiếp lực phương trần vốn muốn ném ra đánh lén lập tức bị ép bắn lên bầu trời ý đồ ngăn cản phi kiếm nhưng kiếp lực của hắn vừa bắn ra điện giật tên kiếm tu này phía sau vậy mà đồng thời xuất hiện hai đạo thân ảnh khôi ngô hai người cùng nhau nâng quyền, đánh về phía hai cái thận của Phương Trần. Phương Trần lần này thật sự không kềm được, bọn họ xuất quỷ nhập thần không còn. Kiếp lực trong cơ thể hắn chỉ kịp vội vàng cùng tu nguyên giáp hình thành hai tầng phòng ngự, lập tức đạp mạnh tu nguyên hoa, lấy tư thế vồ nhào như chó ăn phân nhảy ra, ý đồ tránh thoát công kích của đối phương. Nhưng hắn vẫn không tránh được, bị hai lão âm bỉ đột nhiên xuất hiện đánh trúng. Âm, Phương Trần bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, từng mũi tên thô to từ trong thân ảnh gầy gò bắn ra, lao thẳng tới Phương Trần mỗi một mũi tên đều có lực phá hoại của nguyên anh kỳ phốp khi phương trần ngã xuống đất khóe miệng chảy ra máu tím nồng đậm đồng thời phương trần cảm giác ý thức mê loạn từng đợt đây là chúng độc lúc nào phương trần nằm trên mặt đất một mặt mộng lẩm bẩm nói khóe miệng không ngừng chảy máu cảm giác chúng độc rất quen thuộc hắn đã quen với việc này chỉ là bốn lão lục này thực lực mạnh hơn mình không biết bao nhiêu chúng độc quần ẩu đánh lén bắn lén có phải quá không hợp thói thường hay không đây thật sự là khảo nghiệm năng lực sinh tồn sao đây không phải là hành hạ người ta đơn thuần sao đệ tử xích tôn sơn nào có thể chịu được khảo nghiệm như vậy khi phương trần ngã xuống đất trong lòng mê mang hắn không quên dựng lên từng đạo phòng ngự nếu không phải biết đây là khảo nghiệm phương trần mở ra huyền vũ cháo cùng hô hoán tiên hào đều có tâm nhưng rất đáng tiếc đều bị bốn người đối phương đánh nát đợi đến khi phương trần bị mũi tên ghim trên mặt đất bóng dáng gầy gò từ trên cao nhìn xuống phương trần được rồi người khiêu chiến Khiêu chiến của ngươi kết thúc ở đây. Phương Trần nhịn không được nói các ngươi là ai, khí linh xích tôn thê sao? Nhưng thân ảnh gầy gò kia không để ý đến Phương Trần, tự mình nói bách bậc thang đá. Mỗi người bậc cửa thứ nhất đều là độ khó cao nhất. Tiếp xuống, người khiêu chiến người gặp phải độ khó sẽ giảm xuống. Người tiến vào cửa tiếp theo, tôi luyện năng lực sinh tồn của mình. Phương Trần thấy thế, từ vừa rồi đối phương không để ý mình, trong lòng đã rõ ràng. Đám người này chỉ là lưu ảnh không có lý trí, không có cảm tình mà thôi về phần câu ngươi rất mạnh ngay từ đầu của đối phương đoán chừng chỉ là một phần khảo nghiệm năng lực sinh tồn làm phân tán lực chú ý mà thôi nghĩ tới đây phương trần cũng hiểu rõ vì sao đám người này khi đối mặt kiếp lực cũng không khiếp sợ tu sĩ tầm thường nhìn thấy kiếp lực đều sẽ kinh ngạc phân thần đám người này lại không hề phản ứng bây giờ sau khi biết đối phương không có linh tính tất cả nghi vấn đều được giải quyết dễ dàng chờ ý niệm của phương trần rơi xuống hậu tâm của hắn bị thân ảnh gầy gò trực tiếp xuyên qua phương trần mất đi khí tức sinh mệnh bốn bóng người đứng tại chỗ không nhúc nhích đúng lúc này một tiếng thở dài yếu ớt vang lên ai mẹ nó ta biết ngay quả nhiên sẽ sống lại ta sẽ không thật sự bị kẹt ở chỗ này chứ tiếng nói vừa dứt phương trần rút kiếm trên người ra vui vẻ đứng lên vừa mới đứng dậy phương trần nhìn về phía bốn bóng người bốn đạo thân ảnh mặc dù không có mặt nhưng bọn hắn rất hiển nhiên cũng đang nhìn phương trần sau một khắc bốn người đồng loạt động thủ ba người biến mất chuẩn bị đánh lén mà thân ảnh gầy gò đưa tay một cỗ lực đè ép giống như đúc vừa rồi truyền đến đồng thời vô số độc tố cũng theo lực đè ép cùng nhau tản ra phương trần xem như đã hiểu mình trúng độc vào lúc nào nhưng mà đã không còn quan trọng nữa phương trần nở nụ cười vốn muốn đánh nhau với các ngươi nhưng đổi lại là các ngươi đánh lén quá đáng như vậy thôi ngại quá sau khi nói xong dưới tình huống thân ảnh gầy gò không có đáp lại phương trần trực tiếp bạo nếu không thể lên được bậc thứ hai vậy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trước tiên giết người đi lại nói, phương thức sinh tồn tốt nhất, không phải là giết chết hết địch nhân sao? Ý niệm của phương trần rơi xuống, âm, um, một đám mây hình nấm nhỏ trực tiếp tản ra ở bậc thang thứ nhất trăm trường. Sau khi phương trần nổ tung, sương mù bao phủ toàn bộ thang đá. Sau khi khói mù tan đi, ba bóng người ẩn nấp bị ép lộ ra. Nhưng tình huống của bọn họ cũng không nghiêm trọng như Phương Trần suy nghĩ. Giờ phút này, bọn họ chỉ bị thương nhẹ. Thấy thế, Phương Trần vừa mới sống lại ngây dài. Mẹ nó, lão tử bây giờ mạnh như vậy chỉ nổ vết thương nhẹ. Rốt cuộc các ngươi có tu vi gì vậy? Mà sau khi Phương Trần sống lại, bốn đạo thân ảnh này cũng không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là chấp hành chiến thuật như cũ. Bóng người gầy gò đè ép hạ độc, ba bóng người ẩn nấp chờ đánh lén. Phương Trần thấy thế, cắn răng tức giận mắng bốn cái, không chút do dự lại nổ tung. Oanh, trong thời gian tiếp theo, Xích Tôn Thê nên đón tiếng ồn ào vốn không nên thuộc về hắn. Một lát sau, Phương Trần cũng không biết mình nổ mấy lần, rốt cục nổ chết ba người còn lại một thân ảnh khôi ngô phương trần thấy nó không còn nửa người liền dừng lại tự bạo quyết định cùng hắn công bình quyết đấu âm nắm đấm của phương trần đốt lên lôi kiếp màu xanh thảm cực kỳ rừng rực cùng với xương đỏ của thần tướng khải nhìn bóng người khôi ngô rốt cục không còn khí tức chậm rãi quỳ xuống thở ra một hơi thật sự là một trận chiến đấu gian nan sau khi phát tiết một trận phương trần đang định tới nghiên cứu bốn bóng người một chút đột nhiên một tia sáng lóe lên phương trần phát hiện mình trực tiếp bị một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự nâng lên đưa đến bậc thang thứ hai. Cho nên, giết người thật sự có thể thăng cấp. Phương Trần thấy thế, trong lòng lập tức mừng rỡ đến cực điểm. Xem ra suy nghĩ của mình đúng là đúng, chỉ có giết các ngươi, ta mới có thể sống sót. Âm, um, một giây sau, Phương Trần đi tới bậc thang thứ hai, theo sát hắn thấy hoa mắt, phát hiện không còn là thềm đá trống rỗng, mà là một sơn cốc mọc đầy tùng lâm rậm rạp. Phương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, đây mới là chỗ chân chính có thể khảo nghiệm năng lực sinh tồn a mà vừa rồi lúc phương trần ở bậc thang thứ nhất gian nan chiến đấu sân tỷ võ xích tôn sơn ở ngoại giới mọi người nhìn hoàng quang nhuộm khắp chân trời lâm vào trầm mặc nhất là lăng tu nguyên giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường hắn là mong đợi phương trần đánh vỡ một ít quy củ trong khảo nghiệm mệnh vực đã tập mãi thành thói quen nhưng không phải như vậy rốt cuộc hoàng quang này là cái gì xích tôn tiên tổ lưu lại thang trời cũng chưa từng nói qua có loại tình huống này bất quá lăng tu nguyên thân là tổ sư cũng biết vô năng cuồng nộ không có tác dụng gì hắn lập tức bình ổn cảm xúc trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía cung điện nghiên cứu một chút vừa nghiên cứu lập tức phát hiện ánh sáng vàng là từ đâu mà tới rất đơn giản lúc này trên cung điện mặt trái hồng quang cuồn cuộn mặt phải lục quang sôi trào cả hai ở giữa điên cuồng thôn phệ lẫn nhau nhất thời hồng quang bốn phía nhất thời lục quang giạt rào không ai nhường ai điên cuồng luân phiên lóe lên nguyên nhân chính là như thế hai người thỉnh thoảng sinh ra dung hợp giao nhau cuối cùng sinh ra ánh sáng vàng nhưng ánh sáng vàng này cũng không phải là sáng lên ổn định nó đang lấp lóe nó đang khiến toàn bộ xích tôn sơn thậm chí cả uyển nhiên tông đều lóe sáng lăng tu nguyên mặt mũi đều là hoàng quang lúc sáng lúc tối nhất thiên tam những người còn lại cũng bị chiếu cho một vàng một vàng mà ngoại trừ màu vàng lập lòe ra hồng quang cùng lục quang có khi cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hồng quang hoặc là lục quang chiếm cứ thượng phong thế là theo thời gian trôi qua trên mặt mọi người bắt đầu thay nhau đổi đỏ xanh vàng giờ khắc này toàn tông lâm vào trầm mặc như chết trên khuôn mặt đỏ xanh của dư bạch diễm tràn ngập mê mang hắn biết phương trần leo thang không đơn giản như vậy nhưng hắn thực sự không ngờ rằng chuyện này không đơn giản như vậy đệ tử xích tôn sơn và trưởng lão xích tôn sơn cũng ngây ngốc bọn họ đều mơ hồ khách quý ngoại tông tự nhiên càng mông lung giờ khắc này không ai vuốt mông ngựa nữa mọi người chỉ sững sờ nhìn cung điện mọi người ở đây đều thề chưa bao giờ thấy qua một tòa cung điện có thể tránh như vậy nhưng ngoại trừ hoa khinh dung bây giờ nàng có chút choáng phương trần này đến cùng là tình huống gì thay đổi mệnh đăng không sao cung điện bắt đầu có việc đúng không tổ tổ sư đây đây là tình huống gì dư bạch diễm truyền âm cho lăng tu nguyên lăng tu nguyên người chờ chút ánh sáng này có đại đạo thần vận bản tọa muốn mời các vị tổ sư bế quan cùng nhau tìm hiểu dư bạch diễm nhất thiên tam hắn nhìn về phía lăng tu nguyên trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi nhưng đúng lúc này trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ khi xanh đỏ vàng vàng luân phiên lóe lên một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên mệnh đăng này là sao nghe vậy mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cung điện lập tức sắc mặt đại biến người xung quanh cũng kinh hô toàn trường hoảng sợ vô số đèn mệnh của phương trần vậy mà đồng loạt dập tắt một màn kinh hãi này dọa sợ tất cả mọi người chưa từng thấy ai trèo lên xích tôn thiên thê mà qua đời lăng tu nguyên càng là sợ tới mức đứng lên đang muốn lao ra trong lòng hắn rõ ràng mặc dù khảo nghiệm mệnh vực sẽ khiến người ta chết nhưng mệnh đăng cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì bản thân khảo nghiệm mệnh vực chính là ảo cảnh do xích tôn thê chế tạo ra mà thôi chết ở bên trong là không có khả năng chết thật trừ phi có người tự sát ở bên trong nếu không mệnh đăng căn bản sẽ không bị ảnh hưởng nhưng phương trần đây là tình huống gì mọi người bao gồm cả lăng tu nguyên đều khiếp sợ khi mệnh đèn của phương trần tát lúc này sắc mặt của hoa khinh dung và khương ngưng huyên lại thay đổi thân là người duy nhất trong nhóm người lúc trước mắt thấy mệnh đang lóe lên hôm nay hai người ở đây các nàng đều cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu quả nhiên lăng tu nguyên còn chưa kịp có động tác vô số đèn mệnh của phương trần đột nhiên sáng lên mọi người sửng sốt hả tình huống gì đây vẫn chưa có người nào nói chuyện vô số đèn mệnh lại lập tức tối đi lăng tu nguyên một giây sau lại sáng lên khương ngưng huyên lăng tu nguyên dư bạch diễm hoa khinh dung nhất thiên tam tất cả mọi người nhất thiên tam ngay sau đó, mệnh đăng lại tối sầm lại, lại sáng lên, lại tối sầm, tiếp theo, mệnh đăng này, liền không dừng được, giờ khắc này, cung điện ba màu luân phiên, mệnh đăng hô ứng lẫn nhau, giờ khắc này, huyền nhiên tông bởi vì phương trần mà lấp lánh, giờ khắc này, toàn tông tĩnh nghịch, cung điện và mệnh đăng không ngừng lóe lên, khiến cho chân trời đã đến lúc mặt trời lặn vẫn sáng như tình chú, nhất là số lượng mệnh đăng lóe lên rất nhiều, đồng thời sáng lên, thoáng như mấy vòng dây treo ở giữa không trung hắn rốt cuộc ở bên trong làm cái gì giờ khắc này trong đầu tất cả mọi người đều xoay chuyển ý nghĩ này từ ngày có xích tôn thiên thê tất cả mọi người chưa từng thấy qua cảnh tượng quỷ dị lại trói mắt bực này nhưng mà vẫn có người biết phương trần đang làm gì động phủ của phương trần lúc này rực hung há hốc mồm ngơ ngác nhìn màn nước tồn tại tận mắt chứng kiến qua phương trần chết đi sống lại không nhiều chứng kiến qua đi còn sống càng ít càng thêm ít chỉ có du khởi và rực hung mà trong hai người này chỉ có rực hung là đầu óc bình thường cho nên giờ phút này dực hung nhìn mệnh Đăng lóe ra làm sao có thể không biết phương trần đang làm gì trăm phần trăm này chính là trần ca lại bắt đầu sống lại ở xích tôn thiên thê huống chi sở dĩ hắn chắc chắn như vậy mà không phải cho rằng nguyên nhân mệnh Đăng xảy ra trục trặc còn có một cái dực hung nhìn về phía nhất thiên tam đã sớm ngã trên mặt đất nhất thiên tam người có khỏe không nhất thiên tam câu ta ngất dực hung gật đầu nói trong dự liệu vậy người tiếp tục ngất đi nhất thiên tam câu nói được thấy thế Dực Hung lộ ra vài phần đồng tình, từ lúc bắt đầu, Nhất Hổ Nhất Thụ vẫn luôn choáng váng đầu óc. Đây chính là tác dụng phụ của thú nô ấn, Phương Trần không ngừng chỉnh sống, lại chỉnh chết, bọn họ khẳng định cũng chạy không được. Nhưng mà, Dực Hung bởi vì có chứng yêu tổ trợ giúp, tu vi tinh tiến, cộng thêm sớm đã quen với thao tác khiến hắn liên tiếp choáng váng của Phương Trần. Cho nên cũng không khó chịu như vậy, chỉ có điều, lần này là sau khi Nhất Thiên Tam trăm người nhận Phương Trần làm chủ, lần đầu tiên đụng phải điên cuồng phục sinh, cho nên không chịu nổi. Dực hung nhìn về phía màn nước, nói với ba người biết không? Căn cứ ta phân tích, đối thủ xích tôn thiên thê này hẳn là vô cùng mạnh. Dù sao, Trần ca có thể miểu sát khẳng định trực tiếp chém, ví dụ như cửu trảo yêu đế. Một ngàn tam cả kinh nói, phương trần có thể miểu sát yêu đế sao? Thật lợi hại, dực hung gật đầu, không sai, mà nếu như đối thủ này cần trần ca phục sinh đối phó, vậy không cần nghĩ cũng biết, đối thủ này khẳng định phi thường cường đại. Ví dụ như ta, ta chính là đối thủ cường đại cần Trần Ca dùng phục sinh đối phó. Nhất Thiên Tam lại kinh ngạc nói, hổ tổ, không phải ngươi còn lợi hại hơn yêu đế sao? Dực hung nghe vậy, lúc này hết sức hài lòng gật đầu, đúng. Hắn lót đệm nửa ngày chỉ vì một câu này, xích tôn sơn, sân tỷ võ, lăng tu nguyên đứng đấy bị mệnh đăng cùng cung điện của phương Trần Lắc Lư vài giây. Hắn ngốc trệ thu nhiếp suy nghĩ, trong đầu dâng lên vô số ý niệm. Dựa theo phỏng đoán của chính hắn, cung điện sau khi không màu lại đỏ vàng xanh giao thế, có lẽ là bởi vì khí vận của phương trần quá mức đặc thù thần khu thượng cổ mà phương trần tu luyện là công pháp lệ phục phi thăng tiên giới mới sinh ra mà đánh cắp lôi kiếp chi lực lại là thiên phạt trong thần tướng khải còn cất giấu một thanh thần binh độ ách do tổ tiên phương gia vụng trộm đưa xuống còn nếm qua mấy con thiên ma sinh ra ở vực ngoại hư không theo lăng tu nguyên trừ bản thân phương trần sinh ra ở linh giới ra đồ vật trên người hắn cơ bản đều không phải linh giới dưới loại tiền đề này lăng tu nguyên đột nhiên cảm thấy cung điện này thật đáng thương may mắn xích tôn thiên không có khí linh nếu không có khả năng lúc này đã chạy ra nổi điên về phần mệnh đăng lấp lóe vật này khống chế sinh tử lăng tu nguyên có thể từ trên người phương trần hiện tại tìm được cùng sinh tử có chỗ liên hệ chính là thể chất của hắn đối phương có thể mọc lại chi gãy lại có thể từ sau khi vỡ vụn đạo cơ luyện chế chính mình thành đan lại lấy một điểm linh quang trùng sinh cho nên dẫn động mệnh đăng cũng không phải là không có khả năng lăng tu nguyên nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một ý niệm nói không chừng trước hôm nay mệnh đăng của phương trần đã sớm vụng trộm lóe lên điên cuồng như vậy vài lần chỉ bất quá trước đó trong tông môn không có người phát hiện mà thôi lại nói dù sao ở hai sư đồ phương trần cùng lệ phục một lão điên cộng thêm một đồ đệ có khả năng đầu óc xảy ra vấn đề trên người bọn họ cũng có đủ nhiều chuyện lạ không thiếu một kiện này ý niệm tới đây lăng tu nguyên xem như triệt để bình tĩnh lại chợt ánh mắt quét về bốn phía dự định thay phương trần giải quyết hậu quả cảnh tượng này quá mức quỷ dị người ở đây đều không phải ngu xuẩn không thể chỉ dựa vào cái miệng để lừa gạt mình không làm chút động tác lớn chỉ sợ không hù được người. Đúng lúc này, một tay kéo Lăng Tu Nguyên, theo sau là một đạo thanh âm lo lắng vang lên, phụ thân, người muốn làm gì? Lăng Uyển Nhi cũng muốn hôn mê giống như nhất thiên tam cùng rực hung. Lăng Tu Nguyên chợt đứng lên, mang đến cho nàng kinh hãi không thua gì lần đầu tiên nghe được tin tức tiêu thanh hẹn sinh tử đấu. Đây chính là xích tôn sơn, cha không muốn sống nữa sao? Ách, thấy thế, Lăng Tu Nguyên mới ý thức được chính mình nhất thời mất chừng mực. Chợt vội vàng ngồi trở lại, nhỏ giọng nói, Uyển Nhi, phụ thân bị sáng đến mắt không thoải mái, cho nên đứng lên hoạt động một chút. Lăng Uyển Nhi, phụ thân, cái này, hai người có quan hệ gì sao? Lăng Tu Nguyên, có a, đứng lên có thể làm cho con mắt càng thoải mái. Không tin người thử xem." Lăng Uyển Nhi vừa vặn cũng bị lắc đến khó chịu, nghe vậy, ngoan ngoãn đứng lên. Nhưng nàng không dám đứng thật, chỉ thoáng rời khỏi vị trí mà thôi. Kết quả, vừa đứng lên, Lăng Tu Nguyên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Nàng liền lập tức cảm giác một cỗ thanh lưu dâng lên từ lòng bàn chân hai mắt thoáng cái liền thoải mái cũng không bị ánh sáng ảnh hưởng nữa lăng uyển nhi bị hù vội vàng ngồi xuống nhịn không được nhìn lăng tu nguyên kinh hỉ nói phụ thân dĩ nhiên là thật sao lại thần kỳ như vậy lăng tu nguyên cười nói bởi vì đây là tiền bối quạng mỏ dạy ta lăng uyển nhi thấp giọng qua một tiếng mà lăng tu nguyên lừa dối nữ nhi mọi người còn đang ngốc trệ mà nhìn lên bầu trời nhưng đúng lúc này đương trong sân bỗng nhiên vang lên một thanh âm nặng nề trong sân đấu võ tĩnh nghịch giọng nói này cực kỳ rõ ràng khiến mọi người sửng sốt, âm thanh gì? Ngay sau đó, âm thanh nặng nề này bỗng nhiên chuyển thành tiếng nhạc sục sôi. Đương đương đương, thanh âm rơi xuống, mọi người không nhịn được bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, chiến ý giạt rào, đồng thời cảm giác đầu óc rõ ràng vô cùng, kỹ pháp chiến đấu ngày thường khổ tâm nghiên cứu, vậy mà giờ phút này lại có ý tưởng mới. Hơn nữa, loại tình huống này không chỉ xuất hiện ở trên người tu sĩ cấp thấp, khi âm thanh càng ngày càng dày đặc, mọi người nhịn không được bắt đầu hưng phấn, có người thậm chí sinh ra một loại xúc động muốn đứng lên trắng trợn nhảy nhót hoan hô vì đó nhảy múa đây đây là cái gì hình như là chiến âm cường giả âm đạo lúc ở chiến trường sẽ dùng phương pháp này khích lệ tướng sĩ khiến bọn họ ý chí chiến đấu sụp sôi vậy thanh âm này là từ đâu xuất hiện là chỗ đó các ngươi xem bốn phía cung điện có nhạc khí xuất hiện tiếng nói vừa dứt toàn trường xôn xao mọi người nhìn không được kinh hãi nhao nhao ngẩng đầu quả nhiên xung quanh mệnh đăng lại có từng đạo hư ảnh xuất hiện trong hư ảnh có đàn cổ, tranh, tỳ bà các loại. Các loại nhạc khí, mọi người bắt đầu hưng phấn không nhịn được nói. Cái này, chẳng lẽ cũng là ảo giác do phương chân truyền dẫn phát sao? Đệ tử xích tôn sơn trợn tròn mắt, Khương Ngưng Huyên cảm thấy kiếm ý của mình bừng bừng phấn chấn, giống như có một loại xung động muốn nắm chặt yên cảnh, tùy ý thi triển kiếm thuật. Không khỏi càng thêm bối rối, phương thức lên thang của phương sư huynh, có phải quá đặc biệt rồi hay không? Hốc mắt đen thui của ngô mị tràn ngập hưng phấn, trên khuôn mặt trắng bệch thỉnh thoảng bị chiếu thành ba màu đỏ xanh vàng của hắn hiện lên vẻ kích động phương phương sư huynh đây đây cũng quá lợi hại rồi ta cũng không muốn ngủ nữa vẻ mặt phạm trinh và chu huy nóng lòng muốn thử lập tức liếc nhau cùng nhau nhắm mắt lại không đến hai giây khóe miệng hai người đồng thời chảy ra máu tươi mà sau khi chiến âm vang lên một lát trong không khí đột nhiên tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng khi hương khí tản ra lập tức có người biết hàng kinh hô đây là tỉnh thần hương có thể làm cho thần hồn người ta thanh tỉnh trong loại hương khí này sẽ bảo trì tinh khí thần sung túc tuyệt sẽ không mệt mỏi mệt mỏi càng không mê mang bị tâm ma quấy nhiễu nghe đồn là khi đỉnh cấp thiên tài địa bảo xuất thế mới có thể sinh ra nơi này tại sao có thể có các ngươi ngửi thử xem ngọn nguồn này hình như còn là xích tôn thiên thê vậy chẳng phải là nói đây là phương chân truyền dẫn tới dưới sự trợ giúp của tỉnh thần hương và chiến âm mọi người nhìn ánh đèn lập loài điên cuồng chỉ cảm thấy càng ngày càng hưng phấn đối phương khiếp sợ tựa như nước sông cuồn cuộn liên nguyên không dứt. Mà đúng lúc này, chân trời có một đám mây màu vàng cực lớn chậm rãi ngưng tụ, từng đợt khí tức vui sướng bắt đầu rơi xuống, tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ và vui vẻ, ý niệm càng thông suốt, trong lúc nhất thời, lại có không ít người cảm giác bắt được cơ hội đột phá. Thần hương chiến âm, lưu quang kim vân, trời sinh dị tượng, cái này, cái này, đây là thiên kiêu A. Tiểu xích tôn, không hổ là tiểu xích tôn A. Đây chính là hàm lượng đạo cốt của tiểu xích tôn thần tướng sao? vạn cổ thiên kiêu giờ phút này hiện khó trách sẽ xuất hiện bực này kỳ quang tràn đầy cảnh tượng toàn trường sôi trào mà triệu nguyên sinh ở trong góc mặt không biểu tình nói chiến âm ta có thể không so đo thần hương ngươi phải bồi thường cho ta thi triển khoái hoạt trận sau khi gọi kim sắc tường vân lăng tu nguyên đang cùng lăng uyển nhi cười khanh khách không ngừng chuyển âm nói biết rồi ngươi để cho phương trần bồi cho ngươi hắn bồi thường thế nào ngươi bồi thường cho ta đừng tưởng dùng không của ta hắn dùng độ ách thần binh cần ta phối hợp người đủ rồi đấy chuẩn bị kỹ càng bảo vật cho ta hắn dùng độ ách triệu nguyên sinh đủ rồi ta biết rồi cùng lúc đó trong sân đấu võ nghe chiến âm ngửi thần hương mắt nhìn kim vân và huyễn quang mỗi người đều cực kỳ hưng phấn khoái hoạt không ít người còn cất tiếng cười to khí tức khoái hoạt tràn ngập toàn bộ sân đấu võ không ai quan tâm cung điện và mệnh đăng vì sao lóe lên hỏi chính là trời sinh dị tượng người biết cái gì về phần vì sao leo lên cái thang sẽ có dị tượng trời sinh Dị tượng không phải là ở lúc đột phá mới sẽ xuất hiện sao? Lúc này ai quản chứ? Trước vui vẻ rồi nói. Cùng lúc đó, Phương Trần đi tới bậc thang đá thứ 200 trượng, đang thoải mái đi trong sơn cốc, ngoại trừ nửa người dưới tìm lá chuối vây quanh ra. Những nơi khác đều rất bằng phẳng, giờ phút này hắn đang tìm đối thủ, về phần vì sao không mặc quần áo. Đó dĩ nhiên là bởi vì quần áo lúc trước bị nổ tung. Mà tu nguyên giáp và tu nguyên hoa thì bị hắn thu vào trong xích tôn giới, đồng thời hắn lệnh xích tôn giới trôi nổi ở giữa không trung cân nhắc đến kế tiếp còn muốn tự bạo phương trần tự nhiên không muốn thay quần áo cũng không muốn nổ đến xích tôn giới chất liệu xích tôn giới đỉnh tiêm không dễ hư hao nhưng vì cầu đừng hạ thấp độ bền của đối phương phương trần vẫn quyết định bảo thủ một chút chỉ có điều phương trần rất buồn bực vì sao đi nửa ngày còn không có gặp được đối thủ đâu này ngay khi ý niệm của hắn dâng lên đột nhiên bên tai hắn chuyển đến một trận thanh âm sột soạt nghe được thanh âm này phương trần lập tức lộ ra hưng phấn Đúng lúc này, năm con yêu thú xuất hiện trước mặt Phương Trần, người cầm đầu là một người đá khổng lồ cao hai trượng. Hai bên là yêu thú màu vàng thân dài một trượng, đầu vịt thân chuột, thụ yêu thân thể nhỏ dài, một con nhân ngư thân trên hai chân. Cùng với yêu báo cuối cùng toàn thân đều có hỏa diễm chảy nhỏ giọt. Nhìn năm con yêu thú này, Phương Trần nhíu mày, lực lượng ngũ hành. Trên người mấy yêu này tràn ngập lực lượng ngũ hành cực kỳ nồng hậu, hơn nữa năm người tương sinh tương khắc. Hình thành trận pháp, đã hoàn toàn bao vây Phương Trần bị trận pháp áp chế phương trần cảm giác được áp lực càng thêm hít thở không thông lại là quần ẩu còn nhiều thêm một cái còn mẹ nó cửa thứ hai so với cửa thứ nhất còn đơn giản hơn phương trần hùng hùng hổ hổ rất muốn trở lại bậc thứ nhất kéo cái thân ảnh gầy gò kia ra bạo mấy lần chờ phương trần mắng xong người đá cầm đầu bỗng nhiên vọt lên mặt đất rung động lắc lư một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh bay phương trần cái này đột nhiên xuất thủ vốn cũng không có hết sức chăm chú chỉ muốn tự bạo phương trần chỉ kịp vội vàng phòng ngự liền bị trực tiếp nổ tung lên không trung. Một khắc bay đến không trung, tất cả nhánh cây trong rừng rậm đột nhiên đón gió tăng vọt, từng nhánh cây quấn vào nhau hình thành lưới lớn vây khốn Phương Trần. Theo sát gai gỗ trên nhánh cây nhô lên, hung hăng đâm vào thân thể Phương Trần. Lại tiếp theo, từng giọt mưa kim thiết thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên người Phương Trần, ở mặt ngoài hình thành từng cái hố. Kiếp lực của Phương Trần dốc hết khả năng ngăn cản, nhưng cho dù kiếp lực chất lượng tốt, nhưng lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, rất nhanh liền bại trận cuối cùng đầu vịt thân chuột đại biểu kim hệ chi lực yêu thú thoáng hiện ở sau lưng phương trần hé miệng răng nanh hung hăng đâm vào sau cổ phương trần phốp phương trần thảm bại quá trình giống như đúc với cấp 1. hơn nữa năm con yêu thú này còn mạnh hơn bốn bóng người trước đó càng không hợp thói thương điều này làm cho phương trần đã bắt đầu đọc dây chờ đợi phục sinh trong lòng thầm mắng rốt cuộc độ khó này đã giảm xuống ở đâu phương trần vốn tưởng rằng rừng rậm này là vì để cho hắn tránh né mới xuất hiện nếu thật sự là như thế nói tiếng độ khó giảm xuống cũng có thể lý giải nhưng con mẹ nó rừng rậm này chính là nơi hấp thu lực lượng của năm con yêu thú nếu ngoan ngoãn trốn ở bên trong sẽ chết càng nhanh chờ phương trần hùng hùng hổ hổ thạch đầu nhân đi tới trước mặt phương trần bắt đầu đọc lại lời nói của bóng người gầy gò lúc trước nói được rồi người khiêu chiến khiêu chiến của ngươi đến đây là kết thúc bách bậc thang đá mỗi người bậc cửa thứ nhất đều là độ khó mời tiến vào cửa tiếp theo ma luyện phương trần không nghe xong liền trực tiếp chết một lát sau phương trần cười to vang vọng sơn cốc ra ra trở về ha 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 âm ầm mừng rậm yên tĩnh an lành rốt cuộc nghênh đón náo nhiệt chưa từng thấy qua không biết qua bao lâu rừng rậm bị nổ vô cùng thưa thớt phương trần đứng trong hố sâu nhìn bốn con yêu thú bị nổ chết lại nhìn người đá trước mắt chỉ còn lại nửa người vô cùng hài lòng dừng lại tự bạo lấy ra tân long ám phù chờ sau khi tất cả yêu thú đều bị giải quyết hết phương trần vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ cố gắng thu đám yêu thú này vào nhẫn chữ vật hắn biết thời gian lưu cho mình không nhiều lắm hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bậc tiếp theo nhưng hắn muốn nghiên cứu một chút mấy con yêu thú này có phải tạp chủng hay không lỡ như trên người con yêu thú nào có huyết mạch của chín đại chủng tộc thì sao đáng tiếc năm con yêu thú này căn bản không thu vào nhẫn chữ vật phương trần thấy thế đành phải trần chuồng bị thang đá đưa vào tầng tiếp theo lần này phương trần vừa tiến vào thang đá trước mắt tối sầm sao vậy vì sao cái gì cũng không nhìn thấy phương trần lập tức ngây ngẩn cả người khi phương trần cảm giác được hắc ám bên ngoài thân hắn lập tức nổi lên sáu tấm chắn màu đỏ thần nguyên hộ hữu đồng thời bên ngoài thân thể thượng cổ màu xanh thảm kiếp lực điên cuồng lấp lóe hai thứ này một là dùng để phòng ngự hai là dùng để chiếu sáng nhưng quang mang dùng để chiếu sáng cũng không xua tan hắc ám phương trần duy nhất thắp sáng chỉ có chính mình đây là chúng chiêu là ảo thuật sao phương trần nghĩ tới đây lập tức rơi vào trầm tư với trình độ huyễn thuật của mình bây giờ bất chi bất giác chúng chiêu khả năng tương đối nhỏ nhị nhưng mà nói đi thì phải nói lại, xích tôn thiên thê cũng có năng lực khiến cho mình lặng yên nhập huyễn. nghĩ tới đây, trần Chuồng hắn trực tiếp lựa chọn tự bảo. thứ nhất là vì phá huyễn, thứ hai cũng có thể thương tổn địch nhân trong bóng tối. âm, uhm, sau vụ nổ, phương trần nhíu mày, phát hiện thế giới trước mắt vẫn đen thui như cũ, đưa tay không thấy năm ngón. cái này cũng quá đen tối, phương trần thấy thế, xác nhận chính mình hẳn là không có chúng huyễn thuật, vì vậy thử nghiệm mà toàn thân mang theo phòng ngự, đi về phía trước. đi gần nửa ngày phương trần vẫn không gặp phải địch nhân đang lúc phương trần cho rằng xích tôn thiên thê có phải bị hắn chơi hỏng hay không đột nhiên từng đợt tiếng gió gào thét vang lên bên tai phương trần hiu 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 phương trần quay đầu nhìn lại chỉ thấy sáu con thiên ma đang bay về phía mình không thèm để ý chút nào đã bại lộ hành tung của mình phương trần nhìn thấy bọn họ vốn định trực tiếp nổ tung nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại đè xuống ý niệm trong đầu hắn muốn nhìn xem sáu con thiên ma này sẽ làm ra trò gì lúc sáu con thiên ma hạ xuống trước mặt phương trần biến thành sáu bóng người. Thấy thế, Phương Trần có chút ngoài ý muốn, thiên ma hình người xem như thiên ma hắn tiếp xúc tương đối ít. Nhưng sáu con thiên ma này cũng giống như bốn gã tu sĩ ở bậc thang thứ nhất, đều không thấy rõ mặt mũi. Sau đó, sáu con thiên ma hình người đồng loạt bấm niệm pháp quyết với Phương Trần. Một cảm giác mê muội lập tức bao vây Phương Trần, Phương Trần cảm giác trước mắt hơi hoa lên, cảnh tượng liền từ thế giới u ám biến thành địa phương quen thuộc đến cực điểm. Động phủ của ánh quang hồ sơn, quả nhiên là ảo thuật, nhưng ta quả thật lợi hại. Không có ảnh hưởng gì, trong lòng Phương Trần cảm khái, nhìn cảnh tượng sinh động trước mắt, Phương Trần không có chút dấu hiệu trúng chiêu nào, ngược lại, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được rất nhiều sơ hở trong động phủ này. Rất hiển nhiên, bởi vì cắn nuốt thiên ma cấp độ tương đối cao, hơn nữa trong cơ thể còn có ma khí trường hận thiên ma, trình độ miễn dịch của Phương Trần đối với ảo thuật đã đủ cao. Trừ phi người xuất thủ tạo nên ảo cảnh có tu vi mạnh đến trình độ Phương Trần hoàn toàn không chống đỡ được. Nếu không muốn để hắn xa vào trong đó, là không có khả năng. Mà sau khi Phương Trần cảm khái xong, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Âm, um, đây là một con quái vật khổng lồ, toàn thân nó có hai màu trắng đen hỗn tạp, tứ chi trắng kiện, thân thể cao lớn vô cùng, khí thế uy mãnh cái thế, tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận, đuôi nó uốn lượn như roi, hiện ra đầu móng vuốt hàn quang, đâm ra ngoài ngón tay. Người tới chính là Dực Hung, xem trạng thái, thình lình chính là bộ dáng Phương Trần lần đầu gặp gỡ. Phương Trần không khỏi cảm khái, mẹ nó ngươi cũng chỉ có lúc đó uy phong ngay sau đó giữa không chung một đạo tử quang hiện lên ngay sau đó hóa thành vòng bảo hộ trong suốt dạng chén úp ngược lên phủ đệ của phương trần phương trần ngẩng đầu nhìn lại lập tức cảm khái đây là âm dương lô mà đại yêu thú lao dùng để tính toán dực hung lúc này dực hung nhìn xuống phương trần đồng thời cười khẳng khặc quái dị nhân tộc người chết chắc rồi dứt lời rực hung trực tiếp tát tới phương trần thấy thế một cước trực tiếp đạp bay hắn âm um, rực hung trực tiếp bay ngược ra ảo cảnh vỡ vụn nhưng ở khoảnh khắc ảo cảnh vỡ vụn phương trần đột nhiên cảm giác bên hông chuyển đến một trận kình phong lăng lệ cái này không thuộc về ảo cảnh đây là thiên ma bên ngoài đang động thủ con người phương trần co rụt lại trong lòng hiện lên một ý niệm lập tức phương trần vận khởi tất cả phòng ngự thử nghiệm ngăn cản nhưng thiên ma xuất thủ cùng người hai bậc thang trước yêu thực lực bằng nhau lực lượng hơn xa phương trần trực tiếp đánh chúng đồng thời trong hư không lại xuất hiện năm thanh trường đao hung hăng chém ra tất cả phòng ngự của Phương Trần, đâm xuyên thận của hắn. Phương Trần cảm giác bên hông nóng lên, cúi đầu xem xét, bên hông của mình đã bị hung hăng vạch ra một lỗ hổng mang theo khí tức ăn mòn. Máu tươi đỏ tươi không ngừng chảy xiết, Phương Trần nhịn không được khẽ hít một hơi lạnh, trong lòng rõ ràng sáu con thiên ma này khảo nghiệm sinh tồn của mình là cái gì. Dưới tình huống như vậy, hoàn toàn có thể khiến mình chết bất tri bất giác. Nếu không phải mình đã bài trừ ảo thuật, có thể cảm nhận được ngoại giới, chỉ sợ ngay cả đối phương phát động công kích cũng sẽ không biết được. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sẽ bị thương đến bất tri bất giác, ngay cả thống khổ cũng không cảm giác được. Chờ sau khi Thận Phương Trần bị đâm sáu cái động, tràng cảnh trước mắt lần nữa hoa lên, đổi thành nhược nguyệt cốc. Ngay sau đó, một lão giả mặc áo bào trắng, khuôn mặt nghiêm nghị chậm rãi đi ra. Người tới chính là Lệ Phục. Thấy thế, Phương Trần nhăn mày lại. Sư Tôn, vì sao trong ảo cảnh của ta lại xuất hiện Sư Tôn? Lệ Phục đi theo, đi tới trước mặt Phương Trần, nghiêm túc mở miệng, ta hỏi ngươi, ngươi có biết mọc lại chi gãy không? phương trần vì sao trong ảo cảnh của ta lại có sư tôn hỏi ta vấn đề này không đợi phương trần trả lời bên người lệ phục xuất hiện lệ phục thứ hai cũng hỏi tốt người đã biết vậy thì đem cánh tay trái của ngươi xé xuống phương trần lại đi theo hai lệ phục này biến thành bốn lệ phục nói ha ha không thể mọc lại chi gãy tiếp theo bốn lệ phục biến tám cái muốn học trộm công pháp của ta bát lệ phục biến thập lục lệ phục vậy ngươi vô duyên với ta thập lục biến tam thập nhị Cuối cùng, 1024 lệ phục vây quanh Phương Trần, không ngừng nói: "Ha ha, thể chất rác rưởi. Ha ha, thể chất rác rưởi. Ha ha, thể chất rác rưởi." Âm thanh vù vù, liên tục cười lạnh, mang theo khinh thường cùng khinh bỉ, vang vọng như nguyệt cốc. Đồng thời, 1024 lệ phục còn đang phục chế, số lượng còn đang tăng lên. Phương Trần bị hỏi mặt lộ vẻ ngốc trệ, hít sâu một hơi, trong lòng chỉ cảm thấy có một cỗ sợ hãi bản năng không ngừng dâng lên. Nỗi sợ hãi này không phải sinh ra vì ảo cảnh chủ yếu là vì sư tôn quá dọa người a à, phương trần thấy thế vội vàng bài trừ ảo cảnh lệ phục trước mắt quét sạch biến mất không thấy gì nữa đồng thời trong lòng dâng lên minh ngộ trận ảo thuật này chỉ sợ là lấy sợ hãi làm chủ đánh thức nỗi sợ hãi trong lòng người chúng thuật ví dụ như dực hung đã từng để cho phương trần lâm vào nguy cơ sinh tử sau khi sự sợ hãi này được kích thích nó sẽ kéo dài vô hạn mang đến bóng ma và tuyệt vọng nếu có thể vượt qua được ảo thuật này chỉ sợ ý chí cầu sinh sẽ trở nên cực mạnh đây chắc là cửa ải rèn luyện ý chí của sích tôn thiên thê đối với người tiếp nhận khảo nghiệm quả nhiên sau khi lệ phục biến mất tiếp theo xuất hiện chính là tiêu thanh quyết định sinh tử với mình khương ngưng huyên muốn giết phu chứng đạo thậm chí ngay cả quả cầu chân trần cũng xuất hiện trên trăm ngàn viên phía sau bọn họ có vô số rực hung vùng trưởng đánh tới lệ phục vô cùng khinh thường miệng phun rác rưởi phương trần tuy rằng biết đây là huyễn thuật nhưng bởi vì đã chuẩn bị tâm lý dĩ nhiên không sợ hãi thậm chí có lòng dạ thanh thản kiên nhẫn quan sát đồng thời ngẫu nhiên bắt giữ một con rực hung tiến hành tra tấn. Khó được có thể gặp được ảo cảnh sợ hãi chưa từng thấy. Bước bách mình đối mặt, rèn luyện ý chí lực cũng có thể xem là một chuyện tốt. Lỡ như ngày nào đó thật sự gặp phải ảo cảnh sợ hãi không cách nào chống đỡ, mình cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, khi Phương Trần chủ động tiếp nhận sợ hãi bao phủ, đồng thời trên người cũng nhiều ra rất nhiều lỗ máu, sáu con thiên ma vào lúc này cũng không buông tha cho Phương Trần, không ngừng cầm trường đao, thay phiên đâm phương trần bị treo lên. Trận khảo nghiệm sinh tồn đến từ thiên ma này, không chỉ có huyễn thuật. Cũng có công kích, sau khi trải qua gần nửa ngày, phương trần lâm vào trạng thái sắp chết. Ngay sau đó, ảo cảnh tiêu tán, trong đó có một con thiên ma cao lớn đi tới trước mặt phương trần, bắt đầu nói, được rồi, người khiêu chiến, khiêu chiến của người kết thúc ở đây. Bách bậc thang đá, mỗi người bậc cửa ải thứ nhất đều là. Lần này phương trần không để cho hắn nói xong, chủ động lựa chọn tự bạo, kết thúc trận ảo cảnh này đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa vẫn là thế giới u ám thâm thúy kia cùng với sáu thiên ma hình người lần này đến phiên ta sáu lão già không giảng võ đức phương trần mặt không biểu cảm nói thực lực của sáu thiên ma hình người mạnh hơn hai cấp trước phương trần cũng không biết mình nổ bao lâu khi đám người đều chết lặng thiên ma đều chết sạch lần này cũng không thể lưu lại một hai con đến công bằng quyết đấu vẫn không thể mang đi xem ra xích tôn thiên thiên này không có ý định để cho những thiên ma cùng yêu thú này trở thành chiến lợi phẩm sau khi phương trần tự bạo xong thử dùng kiên tâm vô thượng nuốt ma thuật thôn vệ sáu thi hài thiên ma này nhưng thất bại rất nhanh một đạo quang mang tiếp dẫn phương trần đến bậc thứ tư nhưng lần này phương trần đi tới cấp 4 lại ngoài ý muốn phát hiện chỗ không giống tầng thứ tư không phải cảnh tượng bên ngoài xích tôn thiên thê mà là trở về thang đá giờ phút này hắn đang đứng trên bậc thang đá tình huống giống như đúc với bậc thứ nhất tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì trong lòng phương trần hiện lên một ý niệm theo sát bên ngoài thân quang mang lấp lóe dự định tiếp tục phòng ngự, nhưng phòng ngự của hắn còn chưa hoàn toàn triển khai. Lại phát hiện một hình ảnh làm hắn hoảng sợ đến cực điểm. Âm ầm ở trước người hắn, 96 bậc thang đá đang xuất hiện từng vết nứt. Xích Tôn Thiên Thê, nứt ra rồi. Phương Trần, mẹ nó, không phải đã nói leo lên bậc thứ 100, sau đó đi lên đỉnh tiếp nhận Xích Tôn Thiên Thê dạy bảo. Tiến hành kiểm tra bổ sung kinh nghiệm sinh tồn, tăng lên năng lực sinh tồn sao? Đây là tình huống gì? Phương Trần trừng to mắt, người tê dại, vội vàng nhảy lên bậc thứ 5, đẩy tảng đá vỡ vụn trở về còn nhân ấn ý đồ để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu trong miệng không ngừng lẩm bẩm đừng sập đừng sập ngươi sụp đổ thì ta làm sao xử lý nhưng hắn không đẩy còn tốt vừa đẩy một cái thang đá trăm triệu đầu tiên là dừng lại theo sát sau đó rầm 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 một trăm bậc thang toàn bộ nát quang trong một giây yếu ớt vô cùng trong chớp mắt tán lạc thành đống đá vụn cực kỳ khổng lồ ngay cả nửa điểm thời gian phản ứng cũng không có để lại cho phương trần phương trần đứng giữa không trung Trần Chuồng vẻ mặt dại ra, mở mịt luống cuống giơ hai tay lên. Run nhẹ nhẹ, trong lòng chỉ có một ý niệm, đây là nồi của ta sao? Sau đó, Phương Trần rơi vào mê mang, trong đầu chỉ có một ý nghĩ kỷ lục kém cỏi nhất để leo lên bậc thang là 100 bậc. Chó đến cũng có thể leo lên 100 bậc, con quái vật leo lên tam giai kia tính là gì? Đúng lúc này, rắc, Phương Trần đột nhiên bị tiếng vỡ vụn vang lên sau lưng làm cho hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ở xích tôn thiên thê, có một bệ đá cao bằng một người, cũng đang chậm rãi nứt ra. Sau đó, Phương Trần thấy được bệ đá kia, trong lòng khẽ động. Đây không phải là nơi sau khi trèo thang lên đài xong, đệ tử Xích Tôn Sơn tiếp nhận dạy bảo đấy chứ. Nghĩ tới đây, Phương Trần lập tức bay về phía đối phương. Ý đồ tiếp nhận lời dạy bảo cuối cùng, nhưng, không đợi Phương Trần bay đến, bệ đá cũng triệt để nứt ra. Ba lạp lạp lạp, đá vụn rải đầy đất, Phương Trần, nhất thiên tam, cung điện to như vậy, chỉ còn lại có Phương Trần ngốc trệ mà lơ lửng sau một khắc ầm ầm cả tòa đại điện cũng bắt đầu lắc lư theo sát đó một cỗ lực xé rách mãnh liệt đang kéo phương trần ra khỏi cung điện này phương trần thấy thế trong lòng ý thức được đây chỉ sợ là leo thang kết thúc a nghĩ tới đây phương trần vội vàng móc quần áo ra chụp lên lung tung lúc trước hắn vì không muốn trần chuồng đứng ở lăng vân phong xã tử ngay cả cổ tranh cũng nguyện ý đàn lúc này hắn cũng không có khả năng quên mặc quần áo sau khi mặc quần áo vào phương trần thấy hoa mắt liền phát hiện mình về tới xích tôn sơn không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền đột nhiên phát hiện một đạo quang mang lóe sáng trí cực chiêu thấu toàn bộ thế giới của hắn. khi phương trần tiếp nhận khảo nghiệm thiên ma, đêm khuya, xích tôn sơn, lúc này bầu trời vốn u ám lại bởi vì lóe ra hào quang không ngừng mà sáng như tình chú. bởi vì phương trần tự bạo thời gian dài, mọi người chờ ở bên ngoài thật lâu, trực tiếp chờ từ tình chú đến dạng sáng ngày thứ hai. nhưng dù vậy, mọi người nhìn bầu trời u ám vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. cung điện và mệnh đăng lấp lóe mùi thơm lạ lùng và chiến âm không ngừng kéo dài khiến bọn họ vô cùng vui sướng lúc này căn bản sẽ không có ai bởi vì thời gian dài khô khan chờ đợi ở xích tôn thiên thê mà cảm thấy mệt mỏi đương nhiên tân khách ngoại tông rốt cuộc là người cường đại sau khi vui vẻ nửa ngày bọn họ đã cảm thấy có điểm gì đó là la thiên kiêu mạnh hơn cũng có hạn trời sinh dị tượng kim đan kỳ làm sao lại khiến bọn hắn vui vẻ như vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề nhưng chính là phát giác được không thích hợp nhưng liên tưởng đến mình hiện tại đang ở đại bản doanh của uyển nhiên tông bọn họ cũng liền hoài nghi tổ sư đại thừa ngủ say ở đâu đó trong xích tôn sơn người ta thật sự muốn cạo chết và mưu hại mình cũng không đến mức tốn công tốn sức như vậy vừa là thần hương vừa là chiến âm nếu thật sự là mưu hại cũng chưa từng thấy qua mưu hại làm cho tâm tình người ta sung sướng như vậy đây rõ ràng là một đạo đại khách rất tốt tiếp tục tấu nhạc nhảy tiếp là được đồng thời triệu nguyên sinh không khỏi truyền âm cho lăng tu nguyên nói phương trần trèo thang thời gian có phải quá lâu hay không hắn có thể kiên trì như vậy sao có phải ngươi lén gian lận cho hắn không? Khảo nghiệm mệnh vực, thân là thiên kiêu của Sích Tôn Sơn, tu sĩ đại thừa hiện giờ, Triệu Nguyên Sinh không phải là chưa từng trải qua. Hắn sắp bị những tu sĩ, yêu thú, thiên ma kia tra tấn thảm rồi. Nếu như không phải có một số cửa ải tương đối đơn giản. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ căn bản kiên trì không được thời gian một nén nhang. Mà phương trần này, thế nào, còn không ra, đây là thật dự định qua đêm ở trong xích tôn thiên thê sao? Lăng tu nguyên truyền âm trả lời, ta không có cho hắn gian lận phương trần vốn là khác hẳn với thường nhân lại nói thật coi người người đều giống như ngươi đều vô dụng chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang sao triệu nguyên sinh cười lạnh nói ngươi đừng khinh bỉ ta năm đó ngươi đã rất giỏi sao lăng tu nguyên nửa canh giờ đã là rất giỏi rồi triệu nguyên sinh ha ha đúng trong lúc hai người đối thoại những người còn lại cũng tỏ vẻ hoang mang nhất là người đã từng leo lên xích tôn thiên thê tôn đàm ngẩng đầu lẩm bẩm nói khảo nghiệm linh vực cũng không lâu như vậy a à không phải nói thời gian khảo nghiệm mệnh vực bình thường đều rất ngắn sao ngô mị cười đến rất vui vẻ sắc mặt kia vui vẻ đến như hồi quang phản chiếu nói ha ha sư huynh đặc thù người gặp qua những người khác có nhiều như vậy dị tượng kỳ lạ sao tôn đàm lắc đầu không có đồng thời đám người dư bạch diễm hoa khinh dung thì tán thưởng phương trần thời gian dài chuyện này quá lợi hài tuy nói bọn họ cảm thấy dị tượng này khắp nơi lộ ra cổ quái tuyệt không giống như trời giáng ngược lại có thể có quan hệ cùng một vị đại năng tổ sư đang nói chuyện cùng nữ nhi nhưng dứt bỏ những tình huống quỷ dị này trước không nói chỉ ít lúc phương trần lên thang là thật bọn hắn chưa từng thấy thiên kiêu lợi hại như vậy có dấu hiệu đại hưng dư bạch diễm cảm khái trên mặt lộ ra vẻ vui mừng có thể gặp được một đệ tử như vậy khi đang làm tông chủ dư bạch diễm cảm thấy mình đáng giá nhưng mà ngoài vui vẻ dư bạch diễm vẫn hy vọng sau này phương trần bớt làm ra những chuyện xấu này là được trong lúc mọi người đang cao hứng Khương Ngưng Huyên cao mày, trên gương mặt xinh đẹp không có chút vui mừng nào. Ngược lại là lo lắng, cảm xúc lo lắng kia, thậm chí để nàng tránh ra ảnh hưởng của trận pháp Lăng Tu Nguyên bày ra. Yên Cảnh không khỏi hỏi, "Chủ nhân, ngươi vì sao nhìn bộ dáng không quá cao hứng?" Khương Ngưng Huyên nói, "Bởi vì Phương sư huynh ở bên trong quá lâu." Yên Cảnh sửng sốt, "Đây không phải chuyện tốt ư?" Khương Ngưng Huyên nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, "Là chuyện tốt, nhưng khảo nghiệm mệnh vực, không dễ chịu như vậy. Nhất là khi đối mặt với Thiên Ma, nghe vậy yên cảnh lập tức rơi vào trầm mặc yên cảnh hữu linh cũng nhớ rõ hình ảnh khương ngưng huyên đã từng cùng nhau chiến đấu hăng hái với xích tôn thiên thê nàng ta đương nhiên biết lúc khương ngưng huyên đối mặt với khảo nghiệm của thiên ma đã trải qua cái gì hình ảnh nàng sợ hãi nhất chính là tỷ tỷ chết đi mà khi tỷ tỷ khương ngưng yên lặp lại chết ở trước mắt loại tư vị này khương ngưng huyên như thế nào sẽ cảm thấy dễ chịu nguyên nhân chính là như thế nàng mới có động cơ đủ mãnh liệt lấy cái chết cầu kiếm đạo lấy liều mạng đổi kiếm ý mục đích của xích tôn thiên thê không chỉ là vì thiên kiêu mài giữa năng lực sinh tồn càng phải vì bọn họ mài ra một trái tim khát vọng trở nên mạnh mẽ đương nhiên loại ma luyện này không phải người bình thường có thể chịu được bằng không khảo nghiệm mệnh vực cũng sẽ không chỉ mở ra đối với ít bỏi không có mấy thiên kiêu đúng lúc này âm âm mệnh đăng giữa không trung đột nhiên ngừng lấp lóe đồng thời cung điện bắt đầu run rẩy lắc lư thấy thế ánh mắt khương ngưng nguyên sáng lên phương sư huynh sắp đi ra rồi cung điện run rẩy rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người lần này cung điện run rẩy không giống với lúc trước đo ra phương trần khí vận run rẩy tất cả mọi người biết đây là leo thang kết thúc thời gian leo thang này cũng đúng là sáng lập kỷ lục dài nhất từ trước tới nay của tông ta thấy thế lăng tu nguyên khẽ vuốt cằm khóe miệng hơi cong lên mặc dù quá trình leo thang này vô cùng hoang đường nhưng kết quả hắn rất hài lòng đúng lúc này cung điện run rẩy cửa lớn từ từ mở ra sau khi mở ra bên trong vẫn giống như lúc trước một mảnh tối tăm mờ mịt người bình thường không nhìn thấy gì còn đang vui vẻ một bên chờ đợi phương trần xuất hiện nhưng sắc mặt lăng tu nguyên triệu nguyên sinh cùng dư bạch diễm lại lâm vào cứng ngắc xích tôn thiên thê là do tổ tiên xích tôn để lại mà ngày bình thường người có năng lực khống chế và bảo dưỡng xích tôn thiên thê chính là tổ sư của uyển nhiên tông và tông chủ đương nhiệm nguyên nhân chính là như thế ở trong mắt ba người bọn họ trong cung điện cũng không phải là một mảnh tối tăm mờ mịt mà là hết sức rõ ràng cũng chính vì vậy vào khoảnh khắc cửa cung điện mở ra tất cả bọn họ đều bối rối giờ phút này trong mắt ba người cảnh tượng trong cung điện như sau đống đá vụn chất thành núi nhỏ đang chia năm xẻ bảy trên bệ đá cùng với phương trần luống cuống tay chân mặc quần áo phương trần mặc quần áo bọn họ mặc kệ bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đống đá vụn những tảng đá vụn kia bọn họ rất quen thuộc đây rõ ràng là tảng đá trăm trượng bậc thang đá giờ khắc này dư bạch diễm rốt cục không khống chế nổi biểu lộ lộ ra vạn phần hoảng sợ trong lòng chỉ có một ý niệm sợ hãi dâng lên. Tiên tổ lưu lại thang trời, vì cái gì sụp? Lăng Tu Nguyên cũng ngơ ngác, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Phương Trần này, để hắn sáng tạo kỷ lục mới, đánh vỡ quy củ xích tôn thiên thê tập mãi thành thói quen, không để hắn đánh vỡ thang đá a. Về phần Triệu Nguyên Sinh, giờ phút này khóe miệng của hắn đang run rẩy. Hắn nghĩ thầm Phương Trần này sẽ không phải là ai phái tới phá hư trí bảo của Uyển Nhiên Tông a. Thật không hổ là đồ đệ của Lệ Phục nhìn như bình thường, kỳ thực phong cách hành sự so với sư tôn hắn càng thêm làm người ta sợ hãi. Nếu tiểu tử này là đại thừa, không phải sẽ nổ linh giới sao? Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Sinh không khỏi truyền âm nói với Lăng Tu Nguyên. Nếu ngươi không đổi tên cho Phương Trần đi, Lăng Tu Nguyên sững sờ, đổi cái gì? Triệu Nguyên Sinh nói, đổi thành lợi hại, lệ phục lệ, làm cho ta sợ hãi hại. Lăng Tu Nguyên, đây là lúc nào rồi? Cút. Sau đó, Lăng Tu Nguyên nhìn thoáng qua Phương Trần cũng mở mịt. Trong lòng biết, tiểu tử này chỉ sợ cũng không biết được xích tôn thiên thê đã xảy ra chuyện gì đúng lúc này đột nhiên trên đỉnh cung điện lao ra một đạo bạch sắc quang mang bắn thẳng đến điện uyển nhiên trên không xích tôn sơn hưu khi bạch sắc quang mang xuyên qua tầng mây màu đen sáng triệt cả phiến u ám vô tinh trên bầu trời mọi người cả kinh rốt cục từ trong khoái lạc lăng tu nguyên mang đến cho bọn họ thoát ly ra mọi người sửng sốt sao lại thế này đoán chừng là thiên địa dị tượng quen là được cũng không phải lần đầu tiên đúng vậy nhìn dáng vẻ của mọi người các trưởng lão xích tôn sơn bốn phía lại có một loại cảm xúc phức tạp không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở nhưng mà một giây sau bọn họ không cần suy nghĩ chính mình nên cao hứng hay là nên khổ sở bởi vì mỗi người bọn họ đều rơi vào hoảng sợ khi ánh sáng màu trắng xuyên qua tầng mây rơi vào điện uyển nhiên một đạo lưu quang lập tức từ điện uyển nhiên bay ra phảng phất xé rách không gian xuất hiện trước mặt mọi người trong chớp mắt dừng lại liền hóa thành một bức tranh sơn thủy bỗng nhiên họa quyển lăng tu nguyên dư bạch diễm tất cả trưởng lão của xích tôn sơn giờ khắc này toàn bộ bọn họ ngây ra như phỗng trở về cho ta lăng tu nguyên thấy thế quá sợ hãi vội vàng bấm niệm pháp quyết thi triển ảo thuật lừa gạt lăng uyển nhi đồng thời lập tức đứng dậy ý đồ thao túng uyển nhiên vẽ tranh trở về điện uyển nhiên nhưng lần này bỗng nhiên bức họa không nghe theo mệnh lệnh của lăng tu nguyên sau khi lơ lửng ở giữa không trung một lát trực tiếp tăng vọt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khổng lồ che khuất bầu trời phảng phất như bao phủ cả tòa xích tôn sơn tất cả mọi người đều ở trong thế giới màu mực trong bức tranh của uyển nhiên thấy bỗng nhiên bức họa cuộn tròn không ngừng lại mà triển khai sơn thủy hư ảo toàn bộ trưởng lão xích tôn sơn ngày ấy ở trong điện bỗng nhiên đều lộ ra thần sắc cực kỳ khó coi hoa khinh dung xong rồi xong rồi sắc mặt dư bạch diễm tái xanh trong lòng hắn chỉ có một ý niệm các vị tổ sư các ngươi thật sự thích quỳ xuống cho phương trần như vậy sao cho dù là kỳ vô miên cũng lộ ra thần sắc so với người chết còn khó coi hơn tổ tiên quỳ xuống ai cũng sụp đổ bọn họ thật sự không thể chấp nhận được tư vị bị khách ngoại tông nhìn thấy. Lăng Tu Nguyên cùng Triệu Nguyên Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tiên tổ hiện thân, lập tức toàn lực ứng phó xuất thủ. Nhưng ở lúc tất cả trưởng lão sắc mặt khó coi giống như huyền nhiên tông muốn diệt tông, những người khác đều bị lừa. Các đệ tử xích tôn sơn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được sắc mặt sư tôn cùng tông chủ nhà mình khó coi đến cực điểm. Phạm Trinh ngơ ngác, thế này là thế nào? Chu quân lẩm bẩm nói, kết thúc bước lên thang, theo quy trình thông thường, tổ tiên của bức tranh uyển nhiên đi ra tiếp nhận phương sư huynh quỳ lại không phải rất bình thường sao vì sao sắc mặt sư tôn khó coi như vậy ngô mị cũng gật đầu theo hắn cũng phát hiện hình vô miên không thích hợp vì sao sắc mặt sư tôn lại khó coi như vậy tôn đàm vốn cũng đang buồn bực nghe nói như thế không khỏi hoang mang liếc ngô mị một cái sắc mặt của lương trưởng lão không phải vẫn luôn khó coi như vậy sao cùng lúc đó khách ngoại tông đã từng trải qua thần hương chiến âm mệnh đang lóe lên vốn không cảm thấy bỗng nhiên họa quyển ra có vấn đề gì trước không đề cập tới dựa theo quá trình tổ truyền của uyển nhiên tông sau khi lên thang lầu xong mời uyển nhiên ra hoa quyền bái kiến tổ tiên là tập tục truyền thống nói lấy biểu hiện kinh diễm của phương trần người đột nhiên chủ động chạy ra khỏi bức tranh cũng không có vấn đề a à. nhưng vì cái gì rõ ràng là một chuyện tốt tất cả trưởng lão uyển nhiên tông lại đều giống như muốn diệt tông sao vậy chẳng lẽ bức tranh uyển nhiên bị phương trần truyền dẫn động chuyện này đối với bọn họ mà nói là chuyện xấu sao những trưởng lão này có phải quá keo kiệt hay không ngay khi mọi người đang suy nghĩ khác nhau phương trần rốt cục từ trong cung điện đi ra khi phương trần phát hiện mình đã từ thang đá vỡ vụn trăm trượng đi tới xích tôn sơn không đợi hắn kịp phản ứng một đạo quang mang lóe sáng đến cực điểm chiếu thấu thế giới trước mắt hắn tia sáng này đến từ bức tranh uyển nhiên nó trực tiếp bắn vào trong cơ thể phương trần điều này làm cho phương trần chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều có một loại cảm giác bị xe tải đụng phải điên cuồng chảy máu ấm áp rất là thoải mái khi ý nghĩ này dâng lên phương trần không nói gì sau đó cảm giác thoải mái qua đi từng đợt thống khổ như thủy triều đánh tới bắt đầu xé rách toàn thân hắn nếu không phải sớm đã thành thói quen đối với thống khổ giờ phút này phương trần không thể không đau đến kêu ra tiếng hắn mặt không biểu tình chắp tay đứng ở không trung cảm thụ được tư vị mỗi một tấc da thịt toàn thân đều phảng phất đang bị xé rách cũng đang trọng sinh trong lòng vô cùng dày vò lăng tu nguyên ngưng nhìn phương trần bị quang mang bao phủ mặt trầm như nước nhưng cũng thở dài một hơi mặt trầm như nước là bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của mình vậy mà cũng không cách nào dò xét ra đạo quang mang này có lai lịch gì lật khắp ký ức trong đầu cũng không ngờ tới có vị tổ tiên nào từng đề cập hào quang thần bí này có lai lịch thế nào nguyên nhân chính là như thế hắn cũng không cách nào phán đoán trạng thái của phương trần lúc này nhưng nhìn dáng vẻ phương trần lạnh nhạt tự nhiên đứng chắp tay lăng tu nguyên cảm thấy hắn đại khái có lẽ không có vấn đề gì sau đó hắn nói với triệu nguyên sinh được rồi nếu tiền tổ chưa đi ra hẳn là không có việc gì đúng triệu nguyên sinh khẽ vuốt cằm đồng thời tất cả trưởng lão xích tôn sơn đều thở phào nhẹ nhõm, không ai đến quỳ là tốt rồi. khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, ánh sáng rót vào thân thể phương trần cũng không kéo dài quá lâu, qua nửa giây sau liền chậm rãi biến mất. bức tranh uyển nhiên thuận thế thu hồi, tung bay đưa vào uyển nhiên điện. hơn nữa tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. cường giả hợp đạo ở đây gần như không ai có thể thấy rõ bức tranh uyển nhiên biến mất như thế nào. lăng tu nguyên mặt không biểu tình bấm niệm pháp quyết tiến bước uyển nhi vừa mới không bị khống chế bỗng nhiên hòa quyền tiện tay giải trừ huyễn thuật cho Lăng Uyển Nhi. Lúc này Lăng Uyển Nhi mới mê mang trợn mắt ngạc nhiên nói, "Phụ thân, Phương sư huynh đi ra khi nào? Sao con lại quên mất?" Lăng Tu Nguyên sủng nịch chiêu đùa, người vừa mới ngủ, thật sự là tham ngủ." Cùng lúc đó, Phương Trần nhìn bức tranh Uyển Nhiên rời đi, mắt lộ ra trầm tư, chợt, hắn quay đầu nhìn lại, dưới sự thao túng của Dư Bạch Diễm, Xích Tôn Thiên Thê cũng chậm rãi biến mất, biến mất trong hư không, chiến âm, dị hương cùng với khoái hoạt trận cũng tán đi thấy thế trong lòng phương trần suy tư ánh sáng vừa mới rót vào trong cơ thể mình rốt cuộc là cái gì tia sáng này từ cung điện bắn ra rót vào uyển nhiên điện bỗng nhiên bức tranh cuộn tròn xuất hiện lại đưa ánh sáng vào trong cơ thể mình nhưng sau khi tiến vào thân thể của mình đạo ánh sáng này lại chỉ mang đến cho mình thống khổ ngoài ra không có chút trợ giúp nào phương trần chăm mối vẫn không có cách giải nếu không thì tia sáng này rất có thể giúp hắn tăng tu vi lên nhưng bởi vì tư chất của mình quá kém không cách nào hấp thu nếu không phải mình hủy đi trăm trượng thang đá xích tôn tiên tổ lão nhân ra mất hứng phái một đạo quang mang đến cuồng đụng chính mình mấy trăm lần phương trần đuổi đi ý niệm thứ hai không thể bố trí tổ tiên phi thăng như thế lại nói mình đều là vô tâm xích tôn tiên tổ chắc chắn sẽ không hẹp hỏi như vậy đang lúc phương trần suy nghĩ lung tung một tiếng xé gió đột nhiên vang lên hưu một bóng người xuất hiện giữa không trung người tới mặc hoa phục kim quan trần đạp hư không đứng bên cạnh phương trần sau khi hạ xuống Hắn nhìn về phía Phương Trần, lộ ra vẻ hài lòng và tán thưởng, chuyển âm nói với Phương Trần, khổ cực rồi. Nhìn Dư Bạch Diễm tán thưởng, Phương Trần lộ ra nụ cười lễ phép mà không mất xấu hổ, nghĩ thầm, biểu tình này của tông chủ, xem ra còn không biết chuyện thang trời nổ a. À. Dư Bạch Diễm cười cười, lập tức cúi đầu, khi Phương Trần không phát hiện, không dấu vết thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn ẩn giấu cực sâu. Nghi thức leo thang của Phương Trần kết thúc, hắn thân là tông chủ, tự nhiên phải đi ra chủ trì lại triển khai sự tình lăng tu nguyên định ra giao đấu. Nhưng mà, Dư Bạch Diễm vẫn còn sợ hãi, nhiều năm như vậy, vốn cho rằng trở thành tông chủ mình đã sớm không hoảng loạn, không nghĩ tới giờ này ngày này lại còn có thể bởi vì một đệ tử mà tim đập rộn lên. Ra đầu tê dại, sau khi Dư Bạch Diễm đứng vững, tường vân vọt tới, hóa thành một đám mây rộng rãi, cũng nâng phương trần lên. Cùng lúc đó, chân trời tối tăm dần dần nổi lên một tia trắng bạch, đốm vàng chói mắt dần dần xuất hiện trên bầu trời, xua tan sương mù đêm khuya mang đến linh lực cực kỳ mới mẻ, khiến tinh thần mọi người phấn chấn. Sau đó, Dư Bạch Diễm nhìn Phương Trần, cất cao giọng nói, đằng nhiên tông chân truyền, Phương Trần. Nghe vậy, Phương Trần không chút do dự hành lễ đáp lại, đệ tử ở đây. Dư Bạch Diễm chậm rãi nói, đại điển nhập sơn, kết thúc vào lúc này, tâm trí của ngươi, chúng tiên tổ đều thấy, hết lòng cần cù, qua cầu vũ, thiên phú tuyệt luân, ý chí hơn người, là tư chất chân truyền. Nhìn lại kiên trì không ngừng, thân thể lực hành, gánh vác trước trách chân truyền làm gương cho các đệ tử. Chúc, phương chân truyền đã hoàn thành, tiên đạo không trở ngại. Tiếng nói vừa dứt, giọng nói của mọi người vang lên như sấm, vang vọng khắp xích tôn sơn. Chúc, phương chân truyền đã hoàn thành, tiên đạo không bị ngăn cản. Cùng lúc đó, các phòng nội môn cũng vang lên vô số thanh âm. Chúc, phương chân truyền đạt được thành công lớn, tiên đạo không trở ngại. Giờ khắc này, tiếng chúc mừng như núi lở sóng thần, vang vọng khắp đạm nhiên tông. Giờ khắc này, Phương Trần chỉ cảm thấy hơi thở của mình nóng rực lên chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể đều bị đốt lên. Đây là cảnh tượng mà hai đời làm người, hắn chưa bao giờ thấy qua. Giờ khắc này, cuối cùng hắn ta cũng ý thức được, vị trí thiên kiêu của Sích Tôn Sơn, phương chân truyền đại biểu cho cái gì. Sau khi thanh âm như núi kêu biển gầm hạ xuống, Dư Bạch Diễm quay người, nhìn về phía mọi người, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, theo quy tắc cũ của đại điển nhập sơn tông ta, giờ phút này vốn nên mời uyển nhiên ra khỏi bức họa, để phương chân truyền vào quyển bái tế tổ tiên. Lắng nghe tiên tổ dạy bảo, nhưng bởi vì bức họa huyền nhiên ban phúc cho phương trần lực lượng có chỗ hao tổn không thể lại vận dụng cho nên hôm nay hủy bỏ nghi thức bái tế tổ tiên tiếng nói vừa dứt toàn trường sửng sốt các đệ tử của huyền nhiên tông không rõ lai lịch cũng bị lừa đây là cái gì phương trần lúc trèo lên khiêu chiến thang trời tuy rằng thể hiện sức chiến đấu không tầm thường nhưng trên thực tế cũng không có để cho người ta nhìn thấy chỗ kinh diễm của hắn dù sao gột búa đẩy người ra ngoài thoạt nhìn rất kích thích nhưng quả thật chưa đủ nghiền a à. Về phần tình huống của Phương Trần ở trong cung điện, bởi vì tình huống bậc thang đá trăm trượng cũng sẽ không để cho mọi người biết được, cho nên cũng không có ai nhìn thấy Phương Trần chiến đấu như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế. Từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đang chờ mong Phương Trần tiến vào bức tranh uyển nhiên, lắng nghe tiên tổ dạy bảo. Dù sao, bọn họ đều biết, dựa theo tình huống năm xưa, lắng nghe tiên tổ dạy bảo, kỳ thật chính là để mỗi một tên thiên kiêu xích tôn sơn chứng thực thực lực của mình. Dưới tình huống đó, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Phương Trần nhưng hiện tại đột nhiên hủy bỏ nghi thức này tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc có người kinh ngạc truyền âm nói ánh sáng vừa rồi đối với bức tranh uyển nhiên tổn hại lớn như vậy sao vui vẻ cả đêm cũng không khiến thần trí bọn họ tê liệt nghi ngờ lời nói của tông chủ uyển nhiên tông vẫn phải truyền âm trao đổi những người khác thì nhao nhao biểu thị hoài nghi không khỏi khiến bọn họ hoài nghi bức tranh uyển nhiên là trí bảo ngươi làm ra cái quang đi ra liền không thể dùng cái này hợp lý sao bọn họ có ai không muốn nhìn thấy bản lĩnh thật sự của Thiên Kiêu Sích Tôn Sơn, đặc biệt là Phương Trần gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều đang chờ mong tư thế tiêu sái khi hắn toàn lực xuất thủ. Bây giờ ngươi không làm nữa, ai có thể hài lòng? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều truyền âm cho Hảo hữu nghị luận sôi nổi. Chẳng lẽ Phương Trần không thể ở bỗng nhiên hòa quyền gọi ra hóa thân tổ tiên? Không thể nào, Tiên Tổ uyển Nhiên Tông đều thắp sáng mệnh đăng cho Phương Trần. Hơn nữa, lấy Thiên Tư của hắn, làm sao có thể không gọi ra hóa thân? bất quá ta ngược lại nghe nói có người đồn đãi bỗng nhiên họa quyển bị ma tông gây thương tích nghe nói là đại ma đầu uyên vân sách làm hắn còn đem thiên ma quật của uyển nhiên tông nổ tung cướp đi thiên ma nguyên thạch bậy bạ bức tranh uyển nhiên vừa mới bay còn nhanh hơn ngươi cái này có thể gọi là bị thương vậy ngươi tính là gì tàn sao cách nói này nhắm chừng chính là những tu sĩ ma đạo bụng giả khó lường kia cố ý chuyển ra nói xấu chính đạo ta mà thôi không cần để ý tới vậy nếu như không phải vấn đề của phương trần cùng uyển nhiên họa quyển đó chính là vấn đề của uyển nhiên tông rất có thể lại thêm thần sắc của các trưởng lão xích tôn sơn vừa mới nhìn thấy bức họa cuộn tròn ta biết rồi khẳng định là bên trong uyển nhiên tông có một cỗ lực lượng cường đại đang xa lánh và ức hiếp phương trần ý đồ để cho hắn vào đại điển làm được danh bất chính ngôn bất thuận bởi như vậy uyển nhiên tông bí mật phải có bao nhiêu người chất vấn hắn vì sao không vào bức tranh uyển nhiên có phải gọi không ra hóa thân của tổ tiên hay không lời đồn như vậy truyền ra người ngẫm lại một chút danh vọng của phương trần có phải bị đả kích lớn hay không giảm bớt đi nhiều đạo tâm bị tổn hại cũng vô cùng có khả năng chậc tông môn chính đạo lại cũng có chuyện bè lũ xu nịnh bực này thật sự là khiến người ta buồn nôn đã như vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội mang phương trần rời khỏi lệ nhiên tông nếu là vì chín đại tông khác giật dây bắc cầu đưa đi thiên kiêu như phương trần chắc hẳn có thể thu hoạch được không ít thiên tài địa bảo a dư bạch diễm đứng giữa không trung nhìn võ đài yên tĩnh trong lòng rất rõ ràng đám người này chỉ sợ đã nghĩ tình thế này rất thái quá trong chốc lát Dư Bạch Diễm vô tâm giải thích, chỉ nói tiếp, tuy rằng bái tế tổ tiên đã hủy bỏ, nhưng vì cam đoan phương chân truyền danh chính ngôn thuận vào đại điển, cũng vì phương chân truyền có thể lắng nghe tổ sư dạy bảo, cho nên hôm nay đặc biệt mời đại thừa tổ sư ra, tự mình chỉ điểm phương chân truyền. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sân đấu võ nháy mắt chấn động. Mọi người nhao nhao lộ ra sắc mặt không thể tin. Trong đó, đệ tử và trưởng lão Xích Tôn Sơn càng thêm khiếp sợ. Tổ sư đại thừa, xuất quan tự mình chỉ điểm, mặt bài của phương Trần lớn như vậy sao? còn có không phải đại thừa tổ sư đều rất bận rộn sao tổ sư nào có thể rảnh rỗi như vậy một giây sau tất cả trưởng lão đồng loạt dùng thần thức nhìn về phía lăng tu nguyên lăng tổ sư liều mạng như vậy vì phương trần không tiếc bại lộ thân phận trước mặt uyển nhi sao nghe dư bạch diễm nói tất cả trưởng lão đều cảm thấy đại thừa tổ sư rất nhàn rỗi này là lăng tu nguyên cho nên bọn họ đều cho rằng lăng tu nguyên muốn bại lộ thân phận cùng lúc đó đệ tử xích tôn sơn cũng kinh ngạc nhưng bọn họ thân là đệ tử chỗ kinh ngạc khác với những người khác. Bọn họ muốn chính là tiếp nhận một đại thừa tổ sư sống chỉ điểm. Vậy phương trần này phải chịu nhiều đòn hiểm, phải biết, hóa thân của tổ tiên chỉ là đạo niệm, cảm ngộ biến thành, sức chiến đấu tuy nói cũng có thể áp chế thiên kiêu của Sích Tôn Sơn, nhưng rốt cuộc không tàn nhẫn như vậy, sẽ lưu lại một chút không gian đề thờ. Nhưng nếu là tổ sư đại thừa đích thân đến, vậy phương trần còn có thể có không gian hoàn thủ. Mà có một số tần khách ngoại tông thì lộ ra thần sắc ngu dài. Tổ sư đại thừa sắp tới rồi rất nhiều người trong số bọn họ sống hơn một ngàn năm ngay cả độ kiếp cũng chưa từng thấy tổ sư đại thừa càng chỉ có thể nghe thấy ở trong truyền thuyết hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy người sống hơn nữa đại thừa tổ sư sống này lại là vì chỉ điểm phương trần mà đến cái này cái này cái này đây không phải là trả thù sao giờ khắc này rất nhiều khách ngoại tông trong đầu đều dâng lên ý nghĩ này ai mà không biết cái gọi là chỉ điểm chính là chiến đấu một vị tổ sư đại thừa chiến đấu với thiên kiêu kim đan đây không phải là thiên kiêu kim đan đơn phương bị đánh sao mẹ kiếp chẳng lẽ ta vừa mới nói chuyện trong uyển nhiên tông có người ức hiếp phương trần là thật khi mọi người phản ứng khác nhau phương trần thân là người trong cuộc cũng choáng váng ánh mắt của hắn theo bản năng liếc về phía lăng tu nguyên không phải là lăng tổ sư đánh với mình chứ thanh âm của lăng tu nguyên lập tức vang lên bên tai phương trần đừng nhìn ta người đánh với ngươi không phải ta phương trần vội vàng thu hồi ánh mắt đáp lại tổ sư kia là vị tổ sư nào Lăng Tu Nguyên thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn trời, hắn tới rồi. Sau khi nói xong, hắn liền ưm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nghe vậy, Phương Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập tức liền trừng lớn. Chỉ thấy, giữa không trung, một vết nứt không gian khổng lồ chậm rãi xé mở, uy áp khủng bố đến cực điểm phảng phất như thủy triều không ngừng hạ xuống. Cỗ uy áp này không mang theo bất kỳ tính công kích nào, chỉ là làm cho lòng người không khỏi theo bản năng sinh ra kính sợ và kính ngưỡng. Giờ khắc này, rõ ràng mặt trời đang treo ở chân trời, nhưng mọi người lại chỉ cảm thấy tồn tại trói mắt nhất trong thiên địa này không phải mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về tây kia mà là người trước mắt dầm khi mọi người sinh lòng cúng bái sau vết nứt không gian tối như mực hai đầu rồng đầu rắn to lớn hung hãn chen ra đầu rồng bên trái uy nghi vô hạn đầu rắn bên phải quỷ quyệt vô cùng âm dương tương hợp phảng phất như thiên địa đều ở trong khống chế của nó mà giữa hai đầu đang có một nam tử áo đen cao lớn đứng chắp tay không chung cuồng phong thổi tới khiến áo đen bay phất phới Khuôn mặt hắn tuấn lãng đẹp trai, thân hình hiên ngang vĩ ngạn. Người tới chính là Triệu Nguyên Sinh, khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Nguyên Sinh, Phương Trần không khỏi thán phục. Mẹ nó, tổ sư này cũng quá đẹp trai, đồng thời, vô số nam tu sĩ trong sân đấu võ cũng lộ ra vẻ thán phục. Nữ tu ngược lại còn tốt, ngược lại không có phản ứng lớn như những nam tu này. Bởi vì không có lý do khác, tướng mạo của Triệu Nguyên Sinh là loại đẹp trai mà nam tu thưởng thức nhất. Quy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, nhìn thấy Triệu Nguyên Sinh xuất hiện, Dư Bạch Diễm cảm khái một câu trong lòng. Nguyên sinh tổ sư ra sân vẫn là tác phong khoa trương trước sau như một. Không biết còn tưởng rằng hắn đến tấn công ma tông. Sau đó, Dư Bạch Diễm cất cao giọng nói, bái kiến nguyên sinh tổ sư. Mọi người đồng thanh hô, bái kiến nguyên sinh tổ sư. Mà trong số đệ tử xích tôn sơn, tôn đàm nhíu mày, sao lại là sư tổ tới? Triệu nguyên sinh là sư tôn của đàm ưng, đàm ưng là sư tôn của tôn đàm. Theo bối phận mà nói, triệu nguyên sinh chính là sư tổ của tôn đàm. Sau đó, Tôn Đàm biến sắc, không phải chính là sư tổ cản trở Phương Trần tiến vào bức tranh Huyền Nhiên, lại mượn danh nghĩa chỉ điểm, thay sư tôn chút giận sao? Không tốt đâu, lăng tổ sư tức nổ luôn rồi. Cùng lúc đó, tân khách ngoại tông sau khi thán phục khí thế và tướng mạo Triệu Nguyên Sinh, đều nghị luận. Quả nhiên không sai với ta đoán, bên trong Huyền Nhiên tông có một phe phái đang xa lánh và ức hiếp Phương Trần. Ngươi xem, đây chính là chứng cứ. Nguyên Sinh tổ sư này rõ ràng là muốn công báo Tư Thủ A. Sao lại nói vậy? Hai người có thù hận gì sao? Có, nguyên sinh tổ sư là sư tôn của đàm phó tông chủ bị điều đi chiến trường tiên yêu, mà đàm phó tông chủ. Theo lời đồn, bởi vì coi trọng chín con hồ ly tinh mà Phương Trần từng nuôi dưỡng, cho nên bị Phương Trần dùng mưu kế thủ đoạn đuổi ra khỏi đạm nhiên tông. Ngươi nghe ai nói, không phải nói con gái đàm phó tông chủ chạy tới Phương gia từ hôn sao? Ngươi sao nghe được, rõ ràng là đàm ưng muốn giết Phương Trần, mà Phương Trần thân là người trong cuộc, nhìn triệu nguyên sinh từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt cũng hơi đổi hắn đương nhiên cũng biết quan hệ giữa đàm ưng và người trước mắt. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Trần nặng trĩu, còn bà nó, tổ sư này sẽ không thật sự định bạo ngược mình trước mặt mọi người một trận báo thù cho đàm ưng chứ. Nghĩ tới đây, Phương Trần có chút đau răng, ban đầu tôn đàm cũng muốn ỉ lớn hiếp nhỏ, triệu nguyên sinh này cũng muốn ỉ lớn hiếp nhỏ. Tác phong này là nhất mạch tương thừa sao? Sau đó, triệu nguyên sinh thản nhiên nói, Phương Trần truyền, nếu uyển nhiên đã được ban phúc bởi vì bức họa, không thể vận dụng, hôm nay, để bổn tọa đến chỉ điểm cho ngươi phương trần nghiêm mặt nói đa tạ nguyên sinh tổ sư yêu ái đệ tử thực sự sợ hãi vì tu vi nhỏ bé này của đệ tử quấy nhiễu tổ sư có quá mức không ổn hay không không rõ triệu nguyên sinh có phải đến báo thù riêng hay không hắn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút triệu nguyên sinh nghe vậy cười như không cười nói không đâu hơn nữa đệ tử của ta khen ngươi không dứt miệng ta chính là vì cái này mới đặc biệt xuất quan tìm ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chỉ điểm ngươi thật tốt phương trần nhất thiên tam hắn truyền âm cho lăng tu nguyên tổ sư cứu ta với ta cảm thấy nguyên sinh tổ sư không có ý tốt lăng tu nguyên một câu liền đuổi phương trần yên tâm ta thay ngươi trông coi đi đánh đi không chết được hắn lời nói cho phương trần triệu nguyên sinh là hắn tìm tới nếu để phương trần biết triệu nguyên sinh vậy không phải không có ý nghĩa sao phương trần nhất thiên tam tổ sư không phải ta không tôn kính ngươi chủ yếu là không có ngươi trông coi ta cũng không chết được nhưng bị đánh là không thể tránh khỏi đồng thời Nghe nói như thế, không ít người đều nhịn không được nhíu mày. Đường đường là tổ sư, có phải quá keo kiệt hay không? Thật sự công khai ức hiếp Phương Trần sao? Triệu Nguyên Sinh lúc này mới chậm rãi nói, được rồi, Phương Trần truyền. Đến đây đi, vì có thể làm ngươi thể ngộ cấp độ lực lượng kim đan tốt hơn, bổn tọa sẽ đem lực lượng áp chế đến cấp độ giống với ngươi, ngươi có thể yên tâm. Dứt lời, Triệu Nguyên Sinh lắc mình một cái, hạ xuống lôi đài, đồng thời, yêu thú lòng xả biến mất không thấy gì nữa. Phương Trần thấy thế, ánh mắt sáng lên, lập tức, cũng lắc mình một cái, rơi vào trên sân đấu võ. Sau đó, Phương Trần không nhịn được cẩn thận hỏi, tổ sư, ngài nói là sự thật sao? Ngài thật sự sẽ áp chế tu vi đến kim đan lục phẩm sao? Triệu Nguyên Sinh, đương nhiên là thật, nếu ngươi hoài nghi, bản tọa có thể gông cùng xiềng xích tu vi cho mình. Nếu không có tu sĩ đại thừa trợ lực, trong vòng nửa canh giờ ta không thể giải được. Dứt lời, trong hư không xuất hiện từng sợi xiềng xích, quấn quanh trên thân gã cuối cùng khiến cho khí tức bên ngoài thân gã cấp tốc hạ xuống, từ đại thừa chuyển thành kim đan lục phẩm. Phương Trần thấy thế, mừng rỡ nói, "Đa Tạ Tổ sư." Thấy Phương Trần vui sướng, bất kể là Triệu Nguyên Sinh hay là tân khách ngoại tông đều nhíu mày. Phương Trần truyền này đang vui vẻ cái gì? Đây cũng quá ngây thơ rồi. Cho dù đại thừa áp chế tu vi đến kim đan lục phẩm giống như ngươi, nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, há lại là ngươi có thể dễ dàng chiến thắng. Chân truyền Phương này, không khỏi có chút quá không biết trời cao đất rộng. Sau đó, Triệu Nguyên Sinh bớt đi mấy phần thưởng thức đối với Phương Trần. Tuy nói hắn kinh ngạc vì Phương Trần làm đổ xích tôn thiên thê, nhưng đáy lòng đến cùng là thưởng thức. Bằng không, hắn cũng sẽ không cố ý biểu hiện ra một bộ dáng muốn tới công báo tư thù, bụng dạ hẹp hòi tổ sư. Hắn làm như vậy, sẽ làm thanh danh của hắn giảm xuống. Nhưng, đối với Phương Trần có chỗ tốt rất lớn, bởi vì, kể từ đó, có thể để cho Phương Trần đề cao 12 phần cảnh giác. Toàn lực ứng phó cùng mình chiến đấu nghiêm túc như thế mới có thể trợ giúp phương trần tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của hắn triệu nguyên sinh chỉ cảm thấy tâm tính táo bạo tạm thời không có trầm ổn như cường giả nên có hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi phương trần sơ xuất như thế thật có thể chiến thắng mình chuẩn bị sung túc sao được rồi tuổi trẻ khinh cuồng có thể tha thứ triệu nguyên sinh lắc đầu trong lòng nghĩ sau đó hắn liền dự định bắt đầu chiến đấu với phương trần nói đến đây đi chân truyền của phương để cho bản tọa nhìn xem năng lực của ngươi Phương Trần đột nhiên nói, tổ sư, khoan đã, vì sao, triệu nguyên sinh sửng sốt, đúng lúc này, dầm rầm, trong cơ thể Phương Trần đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm linh khí sôi trào phun trào. Thấy thế, mọi người nhao nhao sững sờ, đây là đang làm gì vậy, nhưng sắc mặt triệu nguyên sinh lại đột nhiên cứng ngắc lại. Một giây sau, khí tức của Phương Trần trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đột phá cấp độ kim đan lục phẩm, đi tới kim đan thất phẩm. Mọi người, nhất thiên tam, đệ tử và trưởng lão xích tôn sơn, nhất thiên tam mà sắc mặt triệu nguyên sinh lộ ra mấy phần dại ra. Tiểu tử này còn chưa bắt đầu đã tính toán ta. Nhìn qua phương trần lâm trận đột phá, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch vì sao phương trần vừa rồi vui vẻ như vậy. Gia huyền này, vừa lên đã tính kế tổ sư, vừa rồi triệu nguyên sinh nói là sẽ áp chế tu vi đến trình độ giống như phương trần. Nhưng sau khi phương trần nhảy xuống, nói xác thực để triệu nguyên sinh áp chế tu vi đến kim đan lục phẩm. Triệu nguyên sinh vốn không quá để ý, bây giờ nhìn phương trần không chút do dự đột phá, hắn mới ý thức được mình trúng chiêu. Trên thực tế, Phương Trần vừa mới biết thần tướng Khải của mình lại sắp đột phá, lại thêm Triệu Nguyên Sinh một bộ muốn đùa bỡn mình, hắn mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Tính toán đối phương, nếu Triệu Nguyên Sinh vô cùng thân thiện, hắn nhất định sẽ thẳng thắn khai ra sự thật mình muốn đột phá thất phẩm. Mà sau khi bị tính kế một chút, Triệu Nguyên Sinh chỉ cảm thấy vừa mất mặt vừa hoang đường, không đúng, ra hỏa này. Đột phá đột nhiên như vậy sao? Sao không có dấu hiệu đột phá? Hắn không cần hấp thu linh khí sao? Nào có người nào đột phá như vậy? ngay cả đại thừa kỳ cũng không phát hiện điều này không có khả năng làm trái với thưởng thức của tu tiên giới không phải là lăng tu nguyên vụng trộm dở trò quỷ chứ mà nhìn bộ dạng xui xẻo của triệu nguyên sinh nụ cười của lăng tu nguyên không ngừng lại rốt cuộc đến phiên đại thừa khác bắt đầu tiếp nhận phương trần tra tấn sau khi phương trần đột phá thành công lập tức nói xin lỗi tổ sư tu vi của đệ tử có lẽ xảy ra chút vấn đề chẳng biết tại sao vừa rồi không bị khống chế hiện tại đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng kính xin tổ sư chỉ điểm nghe vậy triệu nguyên sinh mặt không biểu tình trong lòng lại ít đi mấy phần thưởng thức đối với phương trần nhưng đối phương coi trọng hơn mấy chục điểm quả nhiên là đồ đệ của lệ phục không thể phớt lờ ngay cả mặt mũi của tổ sư cũng không cho triệu nguyên sinh thản nhiên nói vậy bắt đầu đi vừa dứt lời vòng bảo hộ của sân đấu võ dâng lên ngăn cách lực lượng bên ngoài quấy nhiễu và nhìn trộm mọi người không cảm ứng được tình huống cụ thể bên trong lực lượng chỉ có thể dùng mắt thường quan sát ngay khi vòng bảo hộ dâng lên Tân Long ám phủ mang theo ánh sáng đỏ tươi đến yêu dị đột nhiên hung hăng chém xuống từ sau lưng Triệu Nguyên Sinh. Nhìn thấy chiếc diều xuất hiện từ hư không, mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là đánh lén. Chuẩn bị bao lâu rồi? Âm, um, Tân Long ám phủ trực tiếp chém trúng ót Triệu Nguyên Sinh. Phương Trần lập tức lộ ra thần sắc dương dương đắc ý, hắc hắc. Đúng lúc này, Triệu Nguyên Sinh hóa thành tầng tầng sóng nước, biến mất không thấy gì nữa. Phương Trần dương dương đắc ý thấy thế, không khỏi kinh hô, đáng chết, là ảo giác. Tiếng nói vừa dứt Triệu Nguyên Sinh lập tức xuất hiện ở phía sau, một thanh trường kiếm trong tay, hung hăng đâm xuống. Bành, Phương Trần đang kinh hô hoàn toàn không chú ý tới Triệu Nguyên Sinh, cánh tay trái trực tiếp bị cắt mất một khối thịt lớn, lập tức thống khổ nói, a. À, Triệu Nguyên Sinh thấy thế, mặt không biểu tình, diễn kịch gạt ta, ý đồ để cho ta cho rằng đắc thủ, có thể lý giải. Nhưng không phải quá sốc nổi sao? Quả nhiên, Phương Trần bị gọt mất một khối thịt lớn cũng chậm rãi biến mất theo. Cũng là ảo giác, nhưng sau khi ảo giác bị hủy diệt lộ ra một đoàn lớn hỏa sát vương màu trắng. Thấy thế, con người Triệu Nguyên Sinh co rụt lại, chỉ cảm thấy choáng váng. Hắn đã sớm biết Phương Trần am hiểu ảo thuật, cũng dự đoán được nơi này trăm phần trăm là ảo giác, hơn nữa trong ảo giác nhất định có cạm bẫy. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới cạm bẫy là cái này. Một kim đan kỳ, tại sao lại có phản hư kỳ hỏa sát vương? Một giây sau, hỏa sát vương màu trắng trực tiếp nổ tung, hóa thành biển lửa ngập trời, nuốt chửng Triệu Nguyên Sinh. Hỏa sát vô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ lôi đài, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc hỏa sát vương người này rốt cuộc có thiên tư gì vì sao có thể luyện hóa vật này chẳng lẽ thân thể hắn có thể dung nạp lực lượng phản hư kỳ trùng kích sao loại sự tình không có thưởng thức này dùng đầu óc ngẫm lại liền biết không có khả năng khẳng định là có đại năng xuất thủ giúp nó suy yếu hỏa sát vương lại giúp hắn luyện hóa mà thôi bất quá cho dù là như vậy cũng đủ để cho người ta sợ hãi thán phục quả nhiên là chân truyền vô hư sĩ phải biết hỏa sát vương cũng không phải là thứ mà tu vi trúc cơ đan có thể đụng vào mà tại ấn kiếm phong lúc này tiêu thanh đang ở trên đỉnh núi cùng các sư huynh sư tỷ quan sát trận chiến giữa phương trần và triệu nguyên sinh nhìn thấy hỏa sát vương toàn diện bộc phát tiêu thanh đầu tiên là khiếp sợ sau đó chính là sùng bái sự khiếp sợ và sùng bái của hắn bắt nguồn từ việc hắn nhìn ra chiêu số mà phương trần thi triển thuộc về hỏa sát thuật trong vạn sát tâm pháp mà nghĩ đến mình có tiêu giao tôn giả chỉ điểm đến nay vẫn không cách nào trôi chảy thi triển hỏa sát thuật trái lại phương sư huynh thi triển tơ lụa như thế loại trình độ này cao hơn mình nhiều lắm nhưng mà chẳng biết tại sao sau khi tiêu thanh nhìn thấy phương trần thi triển hỏa sát thuật rõ ràng không có khoảng cách gần mà kiến thức được phương trần là thi triển cụ thể như thế nào nhưng trong đầu hắn chính là có một chút cảm ngộ khó hiểu phần cảm ngộ này để hắn phát hiện vấn đề khó khăn ngày thường gặp phải khi tu luyện vậy mà đều giải quyết dễ dàng sau đó tiêu thanh nhìn hỏa sát vương màu trắng chợt nhớ tới một chuyện bừng tỉnh đại ngộ trao đổi với tiêu giao tôn giả nguyên lai hỏa sơn vạn niên hỏa sơn hỏa vương là bị phương sư huynh lấy đi hắn thật là lợi hại lần trước Phương Trần ở trước mặt Tiêu Thanh chỉ là biểu hiện ra linh lực của vạn sát tâm pháp, cũng không có biểu hiện ra hỏa sát vương của bản thân. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Thanh hiện tại mới phát giác. Tiêu giao tôn giả nói, vi sư đã sớm đoán được, ngày ấy khi hắn có thể giao hỏa sát châu cho ngươi đã chứng minh năng lực của sư tôn hắn, cộng thêm thiên tư của phương sư huynh ngươi. Lấy hỏa sát vương đương nhiên sẽ không phí sức, sân đấu võ, phương trần thi triển hỏa sát thuật, lắc mình một cái xuất hiện ở biên giới lôi đài. Sau khi xuất hiện, phương trần không có chút nào lười biếng, không chút do dự tiếp tục bấm niệm pháp quyết xương đỏ bên ngoài thân nồng đậm tuôn ra cuối cùng hóa thành một lưỡi búa thật lớn nắm hồng vụ chiến phủ phương trần vận dụng thần tướng dung binh dung hợp nó với tân long ám phủ trước mặt nhiều người như vậy phương trần không tiện vận dụng kiếp lực không cách nào vận dụng kiếp lực hắn không có biện pháp miểu sát triệu nguyên sinh giống như miểu sát cửu trào cho nên hắn dự định trước lấy hỏa sát vương cùng thần tướng khải đối phó triệu nguyên sinh về phần lực lượng nhục thân hắn dự định trước ẩn tàng một đợt triệu nguyên sinh đoán chừng không nghĩ tới nhục thể của hắn là thượng cổ thần khu trong truyền thuyết lát nữa có thể đánh cho hắn trở tay không kịp đương nhiên phương trần dự định mai phục triệu nguyên sinh cũng không biết triệu nguyên sinh cùng lăng tu nguyên quan hệ rất tốt cũng biết thủ đoạn ẩn giấu của hắn là thượng cổ thần khu nhìn thấy phương trần nổ trúng triệu nguyên sinh hắn không hề đắc ý ngược lại càng thêm nghiêm túc chuẩn bị thần tướng khải người xung quanh nhao nhao sợ hãi thán phục xem ra bọn họ vừa rồi cảm thấy phương trần tuổi trẻ ngông cuồng thật sự là hiểu lầm Rõ ràng là rất cẩn thận mà, sau khi sương mù tan đi, lộ ra diện mạo của Triệu Nguyên Sinh. Chỉ thấy, lúc này Hỏa Sát Vương trên người Triệu Nguyên Sinh đang điên cuồng ăn mòn thiêu đốt linh lực của hắn đang chậm rãi dập tắt. Triệu Nguyên Sinh nhìn về phía Phương Trần, mặt không chút thay đổi nói, "Ta nói cho ngươi biết, pháp môn ta sử dụng để khắc chế Hỏa Sát Vương, không phải là pháp môn đại thừa, mà là bí pháp Kim Đan Kỳ." Phương Trần thấy hắn há mồm nói chuyện, vốn là định nhân cơ hội đánh lén. Nhưng thấy hắn giải thích, liền cưỡng ép đè lại ý nghĩ của mình lần này không phải là luận võ thật càng không phải là sinh tử đấu nếu như lúc này còn đánh lén ảnh hưởng không tốt hắn chỉ có thể ngưng trọng nói đúng làm phiền tổ sư phí tâm vậy chúng ta có thể tiếp tục không tiếp tục triệu nguyên sinh thản nhiên nói tiếng nói vừa dứt phương trần dẫm mạnh mặt đất thân hình vút một tiếng xông ra ngoài triệu nguyên sinh nhìn xương đỏ lượn lờ quanh thân nó hai tay bấm niệm pháp quyết từng bức tường lửa bỗng nhiên dâng lên ầm ầm nhìn hỏa diễm nồng đậm đến cực điểm này phương trần híp mắt lại không lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà lập tức ngừng bước chân, lập tức đồng thời bấm niệm pháp quyết. Một đoàn nước cực lớn từ trên trời giáng xuống, đập về phía tường lửa, thủy hệ chi lực của Hàn Phong Thiên Ma rất mạnh, Phương Trần cắn nuốt Hàn Phong Thiên Ma, tự nhiên đạt được năng lực thuật pháp thủy hệ. Hơn nữa, mặc dù năng lực thuật pháp hệ thủy này chưa nói tới đỉnh cao, nhưng cũng là cực kỳ ưu di. Phải biết, đây chính là năng lực xuất từ tay Thiên Ma độ kiếp kỳ. Nhìn Phương Trần dễ dàng thi triển ra thủy hệ thuật pháp trình độ cực kỳ tinh xảo này, mọi người nhất thời thán phục nhưng thán phục không nhiều cũng không ai nghị luận so với thần hương chiến âm hỏa sát vương thuật pháp thủy hệ không đủ nhìn mà khóe miệng triệu nguyên sinh hơi cong lên trong mắt lộ ra tán thường so với thiên phú hắn càng cảm thấy chiều thuật pháp thủy hệ tinh xảo này của phương trần sâu sắc đến tâm hắn thiên phú khó có được nhưng cố gắng càng khó có được trình độ này của phương trần vừa nhìn liền biết lén làm không ít công phu khổ cực thiên kiêu cố gắng ai có thể không thưởng thức chứ nhưng vừa thưởng thức cũng không trở ngại triệu nguyên sinh ném ra một đống pháp bảo ám khí bắn về phía phương trần hiu 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 khi phương trần nhìn thấy triệu nguyên sinh lấy ra một đống phi tiêu kim đan kỳ đang thi pháp dập lửa hắn sợ ngây người hắn vội vàng lắc mình bay ngược đồng thời trong lòng thầm mắng mẹ của ta ơi lúc nhìn thấy phi tiêu kim đan kỳ phương trần cũng không nói nên lời triệu nguyên sinh rõ ràng không có khả năng mang theo những vật này bên người cho nên rất hiển nhiên đây là hắn vì chiến thắng chính mình mới chuẩn bị nhưng tổ sư đại thừa của ngươi thật sự đến mức vì đối phó ta. Làm đến loại trình độ này sao? Ngươi đây là hận ta đến mức nào? Nhưng không thể không nói, Phương Trần lúc này lại rất cảm khái. Triệu Nguyên Sinh này, thật đúng là vì cam đoan công bằng, tuyệt không dùng đồ vật vượt qua kim đan kỳ A. Cũng không biết nên mắng hắn keo kiệt hay là khen hắn công bằng. Mà Phương Trần bay ngược về sau, phi tiêu vậy mà như giỏi trong xương đuổi theo. Còn là một người theo dõi, mẹ kiếp, Phương Trần thấy thế, lập tức dừng bước lại, tay trái bấm niệm pháp quyết vỗ về phía lồng ngực kích hoạt hộ thuẫn tu nguyên giáp đồng thời hai đạo thần nguyên bảo hộ ngăn ở trước người ầm ầm một giây sau tất cả phi tiêu đều đập tới phát ra tiếng nổ thật lớn trong lúc nổ tung triệu nguyên sinh bấm niệm pháp quyết một cây trường cung xuất hiện trước người hắn quang điểm ngưng tụ hóa thành mũi tên một cỗ khí tức kim đan lục phẩm bộc phát ra lăng tu nguyên truyền âm nói quá đáng a à, hắn có nhiều pháp bảo như vậy sao triệu nguyên sinh lắp cung bắn tên mũi tên bắn ra như tia điện bắn trúng phương trần lại lần nữa dẫn phát nổ mạnh kịch liệt sau đó triệu nguyên sinh lại lấy ra từng đạo phủ lục kim đan kỳ đồng thời nói thôi đi ta có thể nhìn ra búa và nội giáp của hắn đều xuất phát từ tay ngươi hai kiện này đổi ta một trăm kiện cút lăng tu nguyên cười hắc hắc lập tức lại nói vậy ngươi đánh nghiêm túc như vậy không sợ đệ tử trong tông mắng ngươi lòng giả hẹp hòi tổ sư sao triệu nguyên sinh bắn ra phủ lục chậm rãi nói từ lúc ta tự mình ra sân đã lòng già hẹp hòi rồi hơn nữa ta không thèm để ý đánh giá của bọn họ. Lăng Tu nguyên khẽ gật đầu, chế diễu nói, hợp lý, thật không hổ là hiệt lợi tổ sư. thấy thế, triệu nguyên sinh lập tức không để ý tới hắn nữa. mà giờ khắc này, mọi người nhất thiên tam, cái này tổ sư triệu nguyên sinh này thật lòng dạ hẹp hoi. khuôn mặt khương ngưng nguyên xanh mét, rõ ràng năng lực thuật pháp của tổ sư đã cao hơn phương sư huynh một bậc, sao còn phải dùng nhiều ngoại vật như thế để áp chế? rõ ràng là đàm ưng đã làm sai trước, triệu nguyên sinh này lại vì trả thù mà làm đến mức độ này có phải là hơi quá đáng rồi không đây tính là chiến đấu công bằng gì kim đan kỳ bình thường có thể mang theo bên người nhiều pháp bảo như vậy sao cũng chỉ có đại thừa kỳ mới có thể không chút nào đau lòng mà chuẩn bị nhiều như vậy a à. yên cảnh phẫn nộ nói chúng ta đi gọi kiếm tổ sư đâm chết hắn cùng lúc đó dư bạch diễm dại ra hắn không giống với người khác hắn biết triệu nguyên sinh chính là người kia mà hôm đó lăng Tung nguyên ở vân lam cảnh nói với mình cho nên cho tới nay dư bạch diễm đều rất yên tâm cho dù có đàm ưng ở phía trước nhưng hắn cũng chắc chắn cho rằng triệu nguyên sinh không thể nào là tới trả thù phương trần dù sao tăng tu nguyên làm sao lại mời một người đến hại phương trần chứ nhưng bây giờ dư bạch diễm lăng tổ sư phương trần đắc tội người chỗ nào sao ngay khi mọi người phản ứng khác nhau ánh mắt triệu nguyên sinh nhìn chằm chằm vào nơi bị sương mù bao phủ hắn không cảm thấy phương trần sẽ bị thương chút nào thượng cổ thần khu cũng không phải là thể chất rác rưởi lúc này trong tay triệu nguyên sinh một quyền ý giống hệt tôn đàm lại càng cường đại hơn đang ngưng tụ dưới áo bào đen đơn bạc của nó đường cong cơ bắp hoàn mỹ đến cực điểm chậm rãi hiển lộ thân là tổ sư của tôn đàm triệu nguyên sinh đương nhiên là một đại sư chiến đấu tuy nói tu sĩ cấp cao phần lớn dùng thuật pháp đối oanh nhưng tu sĩ ham thích chém giết ở khoảng cách gần tự nhiên sẽ khai phá ra càng nhiều kỹ xảo chiến đấu nhưng phần kỹ xảo chiến đấu này bởi vì tu vi thể tu tự nhiên ràng buộc cho nên cần lấy linh lực làm trèo trống mà thôi nhưng mà lúc này triệu nguyên sinh đang nhìn sương mù khóe miệng hơi nhếch lên phương trần trước mắt tu vi nhục thân của hắn cũng không có gông cùm xiềng xích ngược lại nhục thể của hắn thậm chí có thể trở thành mạnh nhất thế gian nếu có thể để cho phương trần kiến thức kỹ xảo vận dụng nhục thân của mình chắc chắn sẽ học được những gì hơn nữa triệu nguyên sinh cho rằng lệ phục điên như vậy là không có khả năng dạy phương trần loại vật này hay là để cho mình tới đây đi ngay khi triệu nguyên sinh đang chờ đợi một đạo thân ảnh màu đỏ thắm đột nhiên từ trong sương mù cấp tốc bắn ra mang theo tiếng xé gió gần như rít gao hưu khi tiếng xé gió hạ xuống một nắm đấm bị xương đỏ bao phủ trong chớp mắt tiếp cận triệu nguyên sinh nhanh chóng phóng đài triệu nguyên sinh đã sớm chuẩn bị lập tức giơ nắm đấm lên đối chiến âm một giọng nói nặng nề nhanh chóng truyền khắp toàn trường ngay sau khi triệu nguyên sinh tiếp được nắm đấm tâm niệm vừa động không dùng kiếp lực xem ra là sợ bại lộ lá bài tẩy con người phương trần co rụt lại lộ ra khiếp sơ gia huẩn này rõ ràng cũng là nhục thân kim đan kỳ vì sao lực lượng này có thể sử dụng mạnh hơn mình lập tức một nắm đấm khác của phương trần lại lần nữa đánh về phía triệu nguyên sinh lại bị triệu nguyên sinh vận kình tiếp được ngay sau đó triệu nguyên sinh nhanh chóng vận khởi lực lượng cơ bắp toàn thân nhấc chân hung hăng đá về phía hạ bộ phương trần nhìn triệu nguyên sinh liêu âm cước phương trần chỉ có thể kích hoạt hộ thuẫn tiến hành ngăn cản âm triệu nguyên sinh quẹo một cái trực tiếp đá vào trên hộ thuẫn của phương trần trực tiếp đạp nát thấy thế đồng tử phương trần co rụt lại tổ sư này vận dụng lực lượng thân thể không khỏi quá mạnh mẽ Lực lượng nhục thân của Phương Trần bởi vì thượng cổ thần khu, lúc không vận dụng kiếp lực, đã cao hơn Kim Đan nhục bình thường một cấp độ. Nhưng Triệu Nguyên Sinh lại dùng kỹ xảo phát lực, đem lực lượng thân thể bình thường cao hơn mình nửa cấp độ, lại áp chế mình. Thấy thế, Phương Trần cắn răng, hắn bị nắm chặt nắm đấm, một cái đầu chùy đập về phía Triệu Nguyên Sinh. Hắn vốn có thủ đoạn khác để đối địch, nhưng hắn không cam lòng, muốn dùng thân thể chiến thắng Triệu Nguyên Sinh. Khóe miệng Triệu Nguyên Sinh nhếch lên, không chút nghĩ ngợi, cũng mạnh mẽ đập ra theo một cái đầu búa âm um, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn nhưng sắc mặt phương trần rõ ràng càng thêm khó coi lần này hắn biết không thể so đấu thân thể với triệu nguyên sinh chỉ có thể dùng nhiều loại thủ đoạn công kích phóng tới mặt triệu nguyên sinh triệu nguyên sinh lại lần nữa tiến hành linh hoạt né tránh lúc này còn đang nắm lấy tay phương trần không buông thấy thế phương trần không chút nghĩ ngợi há mồm hung hăng phun ra từng ngụm nước miếng về phía ít hầu của triệu nguyên sinh đồng thời nhấc chân đánh trả bằng chân âm dưới sự gia trì của linh lực và lực lượng thân thể ngay cả nước miếng cũng giống như mũi tên nhọn thấy thế lăng tu nguyên trực tiếp cười ra tiếng hạ bộ yết hầu đều là chỗ yếu hại đây là tông môn luận võ hai người các ngươi ra tay sao đều âm hiểm như vậy nhổ nước miếng cũng tới rồi đây là thật sự không để ý đến ánh mắt của người khác nhưng lăng tu nguyên cảm thấy buồn cười triệu nguyên sinh lại không cảm thấy chút nào ngược lại hết sức hài lòng đây mới thực sự là phương thức chiến đấu thiên kiêu nên có không bám vào một khuôn mẫu sau đó hắn buông tay phương trần ra lắc mình tránh né công kích của phương trần phi thân rút lui phương trần lập tức móc ra một tấm phù lục ném về phía triệu nguyên sinh trong lòng hung tợn nói chỉ ngươi mới biết dùng phù đúng không triệu nguyên sinh thấy thế cũng không ngoài ý muốn thuận thế kích hoạt nội giáp cùng đai lưng từng đạo vòng bảo hộ trực tiếp bắn ra lấy nhục thân của mình cộng thêm pháp bảo phòng ngự nhóm phù lục này dư giả nhưng lúc vòng bảo hộ bắn ra sắc mặt triệu nguyên sinh rốt cục thay đổi không đúng, lực lượng pháp bảo làm sao yếu bớt, ý niệm vừa dứt, phù lục liền nổ tung, âm Triệu Nguyên Sinh trực tiếp bị nổ lớn, cùng lúc đó, khi vừa nhìn thấy Phương Trần Bình Yên vô sự xuất hiện, còn bắt đầu đối oanh với Triệu Nguyên Sinh, mọi người xôn xao một mảnh. Lực phòng ngự này cũng quá mạnh, cái này cũng không bị thương sao? Nguyên Sinh tổ sư âm hiểm như thế, pháp bảo công kích dày đặc như thế, dù thuật pháp phòng ngự và pháp bảo phòng ngự của Phương Chân truyền lợi hại đến đâu thì nhục thân cũng bị dư ba chấn động, sao y lại như không có việc gì? Lẽ nào nhục thân của phương trân truyền đã đạt đến kim đan kỳ t hắn thiên phú của hắn thật mạnh như vậy sao tuổi còn trẻ nhục thân lại có thể tu kim đan đỉnh tiêm cái này quá kinh khủng đi bao nhiêu tu sĩ đều là bỏ ra trăm năm thậm chí hai trăm năm thời gian mới tu thành nhưng phương trần lại có thể tu luyện nhiều thuật pháp như vậy đồng thời luyện nhục thân đến loại trình độ này quá mạnh mẽ nhưng không đợi mọi người sợ hãi than kế tiếp triệu nguyên sinh tán cây phương trần nhổ nước miếng cùng với đánh được một nửa móc bùa chú đều làm cho mọi người sửng sốt Tuy nói tất cả mọi người đều thân kinh bách chiến, biết được sinh tử chiến đấu, khẳng định là cái gì dùng cái gì tốt dùng cái gì. Nhưng cảnh tượng này, quả thực cũng chưa từng thấy qua. Sân đấu võ, sau khi Phương Trần ném phù lục ra, thấy Triệu Nguyên Sinh dùng pháp bảo, khóe miệng hơi cong lên. Những ngày qua, Phương Hòe không biết bị cái gì kích thích, tu vi ảo ảo tăng lên, đã đạt đến cấp độ trúc cơ ngũ phẩm. Lực lượng u ác tính tự nhiên cũng đạt tới tầng cấp này. Vừa rồi, lúc Phương Trần đối phó Triệu Nguyên Sinh, tự nhiên không có khả năng nhổ nước bọt. Hắn còn dùng lực lượng u ác tính ăn mòn nội giáp kim đan kỳ của Triệu Nguyên Sinh. Độc Lựu chi lực là tồn tại có thể ăn mòn tiên khí, cực kỳ cao thâm khó lường. Nếu lúc này Triệu Nguyên Sinh vẫn còn tu vi đại thừa, vậy dĩ nhiên sẽ nhận thấy được dị thường. Nhưng đối phương tự phong bế tu vi, hơn nữa còn một mực nắm lấy Phương Trần không buông, tự nhiên cho hắn cơ hội thừa dịp hư mà vào. Nhưng mà, khiến Phương Trần tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đợi xương mù sau khi nổ tung tán đi, Triệu Nguyên Sinh vậy mà bình yên vô sự. Không bị thương chút nào. Thấy thế, Phương Trần sợ ngây người, "Mẹ nó, ngươi làm vậy không hợp lý, ngươi thật sự là Kim Đan lục phẩm sao?" Đúng lúc này, trong đầu Phương Trần đột nhiên vang lên giọng nói của Triệu Nguyên Sinh, "Phương Trần, ngươi rất không tệ. Vừa rồi khí linh của ta bị hù dọa, cho nên không cẩn thận thổi tan những linh lực sắp công kích trên người ta. Nguyên nhân chính là như thế, là ta thua. Phương Trần, Nhất Thiên Tam, thật sự là không cẩn thận thổi tan sao? Ta cảm thấy ngươi đang gạt ta." Ngay sau đó, Triệu Nguyên Sinh lại nói, "Nhưng mà, ta không muốn kết thúc nhanh như vậy." cho nên người yên tâm kế tiếp ta sẽ áp chế khí linh của ta bảo hắn không nên ra tay mặt khác ta cũng sẽ không lại vận dụng pháp bảo mà ngươi cũng đừng che giấu nữa lấy thần thể thượng cổ ra đánh với ta thần khu thượng cổ chân chính tiếng nói vừa dứt phương trần ngây ngẩn cả người khó có thể tin mà nhìn triệu nguyên sinh hắn làm sao biết mình mang thượng cổ thần khu triệu nguyên sinh cười hắc hắc đừng nhìn ta như vậy ta và lăng tu nguyên quen biết từ nhỏ ngay từ đầu ta đã không có ý định trả thù ngươi vừa rồi chẳng qua là diễn kịch thôi không tin ngươi xem lăng tu nguyên cười thành cái dạng gì nghe vậy phương trần thần thức quét qua trông thấy lăng tu nguyên tươi cười sán lạn thì lâm vào trầm mặc triệu nguyên sinh lại nói được rồi tới đây đi vận dụng kiếp lực của ngươi không cần lo lắng người khác sẽ phát giác có lăng tu nguyên đủ để che đậy khí tức thấy thế phương trần hít sâu một hơi nếu triệu nguyên sinh đã nói đến mức này chỉ có thể đáp ứng vâng tổ sư sau đó phương trần kéo ra tư thế kiếp lực trong cơ thể dần dần dâng lên cảm nhận được thiên huy tiến đến triệu nguyên sinh chậm rãi hít một hơi lộ ra thần sắc hưng phấn cùng với chiến ý nồng đậm thần khu thượng cổ kia hắn không thể lĩnh hội được nhưng người trẻ tuổi này kiểu gì cũng có thể trải nghiệm được rồi nhỉ ý niệm vừa dứt phương trần dẫm mạnh mặt đất phóng tới triệu nguyên sinh kiếp lực trong tay như sóng lớn sóng lớn mãnh liệt bành trướng phóng tới triệu nguyên sinh oanh đột nhiên trước người triệu nguyên sinh đột nhiên bị xé rách một vết nứt không gian một giọt nước từ trong đó chui ra dùng lực lượng nhu hòa bao lấy nắm đấm của phương trần công kích của phương trần thoáng chốc bị hóa giải đồng thời cảm giác được một cỗ lực lượng nhu hòa từ giọt nước truyền đến cũng nhanh chóng chuyển khắp toàn thân mình phương trần lập tức có một loại ấm áp thoải mái tựa như ngâm mình trong suối nước nóng thống khổ toàn thân các nơi càng bị hóa giải cùng lúc đó triệu nguyên sinh thì lộ ra thần sắc khiếp sợ đến cực điểm chính mình vừa rồi vậy mà hoàn toàn không có kịp phản ứng nếu không phải mình sớm đề phòng mất mặt để lại một tay, để khí linh xuất hiện ở thời điểm mình không chịu được. Mình bây giờ đã bị đánh bay, nghĩ đến tổ sư vừa rồi suýt chút nữa là người đầu tiên trong tông môn bị đệ tử đánh bay, triệu nguyên sinh liền nghĩ mà sợ đến cực điểm, đồng thời trong lòng hiện lên một ý niệm. Thượng cổ thần khu, không khỏi quá mạnh mẽ, cửu chảo chết không oan, lăng tu nguyên thấy thế, khẽ gật đầu, quả nhiên, kiếp lực, chính là không nói đạo lý như vậy, mà vào giờ phút này, đám người trong sân đấu võ từng cái từng cái mắt lộ ra xem thường, nhìn về phía người bên cạnh, trao đổi ánh mắt. Nhao nhao lén truyền âm, đánh không lại thì gọi là khí linh đúng không? Thật không biết xấu hổ a à tổ sư này. Dư Bạch Diễm đã trở lại chỗ ngồi xem cuộc chiến thì nhìn về phía Kỳ Vô Miên bên cạnh. Sắc mặt Trừ Vô Miên trắng bệch, trừng mắt nhìn Dư Bạch Diễm. Nhưng hai người nhìn nhau nửa ngày cũng không mở miệng. Dư Bạch Diễm truyền âm, người không nói lời nào. Đỗ Vô Miên ngậm chặt miệng, "Dư Bạch Diễm, ta cũng không nói." Lúc này, Triệu Nguyên Sinh đứng trên lôi đài, nghĩ mà sợ, sau đó là sợ hãi thán phục thượng cổ thần khu không hổ là công pháp đỉnh cấp chưa bao giờ xuất hiện ở linh giới này uy lực quả nhiên vô địch hơn nữa giờ phút này trong lòng triệu nguyên sinh còn dâng lên vài phần chờ mong phải biết phương trần bây giờ tu luyện thượng cổ thần khu thế nhưng là thiên kiêu của đạm nhiên tông bọn họ hơn nữa phương trần còn cực kỳ cố gắng ngay cả thủy hệ thuật pháp đều có thể luyện tới trình độ lô hòa thuần thanh quan trọng nhất là đầu óc phương trần vô cùng bình thường bởi vậy có thể thấy được tương lai có hy vọng cùng lúc đó giờ phút này phương trần cực kỳ thư sướng giọt nước xuất hiện trước người triệu nguyên sinh đã lặng lẽ dung nhập vào trong thân thể hắn không chỉ chữa lành tất cả tổn hao và đau đớn trên thân thể hắn quan trọng hơn là một dòng lũ linh lực cực kỳ khủng bố đang gột rửa từng khiếu huyệt và kinh mạch của hắn đây là quà tặng của triệu nguyên sinh nhưng mà chính là món quà này phương trần không tiếp nổi mà thôi sau khi linh lực này cọ rửa xong không có nửa điểm lưu lại cảm thụ được tia trượt này chảy vào thân thể của mình, lại bởi vì tư chất tu luyện của bản thân mà trơn trượt chảy ra linh lực. Phương Trần không khỏi giật mình, lập tức đau lòng đến cực điểm dâng lên một ý niệm, tạo nhiệt a. À. Linh lực tinh thuần như vậy, hoàn toàn là bảo bối nhất lưu, hiện tại lãng phí hết. Sau khi giọt nước biến mất, khe nứt chậm rãi khép lại, trước khi khép lại. Một đạo ánh sáng nhạt nhẹ nhàng bay ra, rơi vào thân thể Triệu Nguyên Sinh. Cảm thụ được khí tức quen thuộc trên đạo ánh sáng nhạt này, Phương Trần sững sờ, lập tức hiểu ra khí tức quen thuộc này đến từ lăng tổ sư chắc là lăng tổ sư lén ra tay thay triệu tổ sư giải trừ tu vi gông xiềng sau đó vết nứt không gian khép lại vòng bảo hộ lôi đài cũng biến mất theo giờ phút này triệu nguyên sinh đã thu hồi tư thế nhìn phương trần khí tức kim đan lục phẩm bên ngoài thân tiêu tán không còn thay vào đó là khí thế khủng bố như đại nhật như núi cao rộng lớn nhưng mà cỗ khí thế này đến trước mặt phương trần liền lặng yên tiêu tán đây cũng coi như là một loại chiếu cố Nhìn Triệu Nguyên Sinh tuấn tú lại mỉm cười nhìn khuôn mặt của mình. Phương Trần cảm khái, cái này cũng quá đẹp trai, luôn cho mình một loại cảm giác đang soi gương. Nhưng mà khí thế của Triệu Nguyên Sinh đến trước mặt Phương Trần thì tiêu tán, nhưng lại không lưu tình chút nào khuếch tán đến mỗi một góc trong toàn trường. Soạt dường như bị một cơn gió vô hình thổi qua, toàn trường bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Ngay cả người lén truyền âm nói chuyện thầm kín cũng không có. Không phải bọn họ mất đi năng lực truyền âm, mà là không có dũng khí. Lăng Tu Nguyên thấy thế, một bên thay lăng nguyền nhi hóa giải khí thế một bên bật cười vừa giúp hắn giải trừ tu vi gông xiềng liền dùng khí thế chấn nhếp người khác cái này còn nói không quan tâm người khác đánh giá sau đó lăng tu nguyên lại truyền âm cho phương trần người đầu óc thông minh thay hiệt lợi tổ sư nói hai câu tốt hiện tại trong tông môn đoán chừng không ít người mắng hắn lòng giả hẹp hòi chờ ngươi giúp hắn nói xong ta thay ngươi đòi chút thù lao chỉ nghe được cảm giác trong lòng của mê huy tổ sư sau khi thu linh lực của triệu nguyên sinh mặc dù không có tác dụng gì nhưng hắn nhận được tình ý cho nên hắn vốn cũng muốn nói chuyện thay triệu nguyên sinh nhưng hắn không nghĩ tới thu thủ lao vẫn là lăng tổ sư hung ác sau khi triệu nguyên sinh trấn nhiếp toàn trường liền chậm rãi cười nói phương chân truyền lần tỷ đấu này đến đây là kết thúc là bổn tọa thua thấy thế mọi người cúi đầu im lặng không tiếng động cả sân đấu võ chỉ có tiếng gió thôi. ngược lại trong các ngọn núi của uyển nhiên tông truyền đến tiếng nghị luận nguyên sinh tổ sư keo kiệt thì keo kiệt nhận thua ngược lại rất nhanh trước mặt nhiều người như vậy dùng nhiều pháp bảo như vậy đã là chơi xấu hiện tại lại mời ngoại viện ra tay cái này không nhận thua chờ làm gì ai vẫn là đau lòng phương trần sư huynh ta một lần nghi thức bái tế tổ tiên thật tốt bị quấy thành như vậy thôi đi nói phương lão cẩu là thứ tốt gì hai người đều không phải người tốt ôi có người ở trên thang trời bị phương sư huynh thổi một hơi liền sợ tới mức tè ra quần thiếu chút nữa khóc lên nhưng người kia là ai ta không nói hỗn đản ngươi muốn chết đúng không mà giờ khắc này phương trần nhìn triệu nguyên sinh nhận thua lập tức ôm quyền hành lễ nói đa tạ tổ sư chỉ điểm nếu không phải tổ sư cố ý thử chiêu dốc túi truyền thụ đệ tử nhất định không thể lâm trận lĩnh ngộ kỹ xảo sử dụng lực lượng nhục thân càng không thể đạt được chiến lực tăng lên vẫn là tổ sư quan tâm đệ tử khiến đệ tử thu hoạch không ít đa tạ tổ sư tiếng nói vừa dứt triệu nguyên sinh sửng sốt trong lòng vô thức nghĩ phương trần này lúc nào lĩnh ngộ được ta sao lại không nhìn ra một chút nào vậy không phải vừa rồi hắn dựa vào lực lượng thần khu thượng cổ để chiến thắng mình sao nhưng mà một giây sau triệu nguyên sinh đã phản ứng lại ánh mắt nhìn phương trần trở nên nhu hòa đứa nhỏ này là đang suy nghĩ cho mình a à? mà khi lời này của phương trần vừa nói ra toàn trường sửng sốt chợt kinh ngạc nhìn về phía phương trần trong lòng chỉ có một ý niệm huyền nhiên tông dối trá như vậy sao chúng ta sẽ không tới đức thánh tông chứ chân truyền thiên kiêu thắng còn cần vuốt mông ngựa ngay cả lời thật cũng không thể nói điều này quá tối tăm tu tiên giới xong rồi Lúc này, đột nhiên có một lão giả cầm y cùng người xung quanh nhỏ giọng nói: "Không đúng, phương trần này tự hồ nói là thật." Nguyên sinh tổ sư này nhìn như khắp nơi nhằm vào, nhưng nếu thật sự nghiên cứu kỹ, kỳ thực khắp nơi nương tay, cố ý chỉ điểm. Trong đó, lúc trước hai người cận chiến là rõ ràng nhất. Nguyên sinh tổ sư vận dụng pháp bảo có thể nói là tương đối thuần thục. Nhưng khi hai người tới gần, hắn từ đầu tới cuối không thi triển pháp bảo của mình, chỉ dùng nội giáp phòng ngự một phen, phải biết rằng, nếu thật sự muốn hại người, trong miệng giấu pháp khí phi tiêu không tính là việc khó chứ giống như chân truyền đột nhiên móc ra một lá bùa hơn nữa sau khi hai người đánh xong phương trần cuối cùng ép cho nguyên sinh tổ sư mời lực lượng ngoại viện cũng là lực lượng nhục thân thuần túy thậm chí ngay cả thần tướng khải cũng không có vận dụng dựa theo lẽ thường mà nói phương trần vừa mới thiếp thân vật lộn bị nguyên sinh tổ sư áp chế khắp nơi trong thời gian ngắn lực lượng nhục thân của hắn không thể nào chuyển bại thành thắng a cho nên ta đã biết hắn có thể lấy lực lượng nhục thân chiến thắng nguyên sinh tổ sư toàn bộ bởi vì phương trần được chỉ điểm nhanh chóng lĩnh ngộ được kỹ xảo vận dụng lực lượng nhục thân hoàn toàn mới a à, ta hiểu rồi ta hiểu hết rồi trận tỷ đấu này từ đầu tới đuôi đều là diễn trò cho nên nguyên sinh tổ sư mới cố ý giả ra một bộ tính toán chi ly bức phương trần dùng hết toàn lực cái này nha mới có thể làm phương trần thật sự lĩnh ngộ đến kỹ xảo chiến đấu kỳ thực hắn dụng tâm lương khổ tất cả đều là vì phương trần mà phương trần cũng không hổ với danh thiên kiêu trong thời gian ngắn vậy mà thật sự lĩnh ngộ được nhiều như vậy, thật sự quá lợi hại. Thanh âm xì si xào bàn tán cực thấp, nhưng ở dưới người hữu tâm bắt giữ. Căn bản không chỗ che giấu, khi bọn hắn nghe người này phân tích, lại nhớ lại lúc trước Triệu Nguyên Sinh xuất thủ, cẩn thận suy tư, liên hệ trước sau mới giật mình. Lời đối phương nói tựa hồ đều là sự thật, Triệu Nguyên Sinh quả thực đã nương tay. Phải biết, trước sau Phương Trần biểu hiện ra lực lượng nhục thân, cũng xác thực tồn tại khác biệt, nói rõ chính là như chính Phương Trần nói, có chỗ lĩnh ngộ, mới có đột phá nghĩ tới đây ánh mắt mọi người nhìn về phía triệu nguyên sinh đều thay đổi tổ sư này vì đệ tử không khỏi hy sinh quá nhiều nếu phương trần so đo một chút không chủ động nói ra hắn chẳng phải là sẽ một mực gánh vác bêu danh giờ khắc này hình tượng triệu nguyên sinh lập tức phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất cùng lúc đó lão giả cầm y đang lặng lẽ lui ra phía sau đi đến trong góc liền truyền âm cho lăng tu nguyên nói tổ sư được rồi lăng tu nguyên khẽ gật đầu đồng thời rút về để tăng cường sức thuyết phục mà phóng thích huyễn thuật Huyễn thuật này được gieo xuống cùng với đại tự tại Hoan Du trận có thể mang đến niềm vui khi có mây màu vàng bay tới. Lần này phân tích thao thao bất tuyệt quá mức đột ngột, có loại hiềm nghi cố ý tẩy trắng, rất dễ dàng tạo thành hiệu quả ngược lại. Vì để mọi người tin phục, Lăng Tu Nguyên chỉ có thể mạo hiểm thêm chút huyễn thuật. Về phần tại sao lại làm như vậy, dù sao, Thiếu Nguyên Sinh tự mình khi dễ thì thôi đi, không thể để cho người ta luôn nói hắn lòng dạ hẹp hòi. Sau đó, Phương Trần và Triệu Nguyên Sinh liền xuống lôi đài. Dư Bạch Diễm tiến lên, vất tay áo chữa trị lôi đài bị pháp bảo của triệu nguyên sinh nổ lồi lõm cũng dùng một nghìn hai trăm chữ kể rõ vừa rồi quyết đấu đặc sắc tuyệt luân như thế nào sau đó lại dùng năm 000 chữ trình bày lý do của bách phong đại bỉ cũng tuyên bố đại bỉ chính thức bắt đầu toàn tông lập tức nhiệt liệt lên chính thức xốc lên màn mở đầu của bách phong đại bỉ sau khi tần khách ngoại tông rời khỏi xích tôn sơn mặt trời đã lên cao trời chính thức sáng lăng tu nguyên cùng lăng uyển nhi đến chân núi lăng uyển nhi còn phải đi cùng trương hòa phong tu luyện chỉ có thể đưa Lăng Tu Nguyên về Quang Hồ Sơn trước. Với thân phận của hắn, không thích hợp ở lại Xích Tôn Sơn. Lăng Uyển Nhi đưa Lăng Tu Nguyên đến chỗ ánh Quang Hồ Sơn nghỉ ngơi, liền vội vàng trở về Xích Tôn Sơn, sợ đến chế. Lăng Tu Nguyên nhìn bóng lưng Lăng Uyển Nhi, xoay người một cái liền từ ánh Quang Hồ Sơn đi tới Xích Tôn Sơn. Bái kiến tổ sư, khi Lăng Tu Nguyên vừa rơi xuống đất, bên tai liền truyền đến thanh âm của Phương Trần, Dư Bạch Diễm. Sau khi kết thúc giao đấu, Lăng Tu Nguyên để cho hai người này ở động phủ của Phương Trần Chơ mình, hắn phải xử lý một chút vấn đề xích tôn thiên thê. Chờ xử lý xích tôn thiên thê xong, hắn lại gọi triệu nguyên sinh tới. Lăng tu nguyên thản nhiên nói, vào đi, dứt lời, lăng tu nguyên dẫn đầu đi vào. Vâng, Phương Trần và Dư Bạch Diễm đi theo vào, vừa vào cửa, ánh nắng chiếu sáng trong suốt, bên cạnh hồ nước giống như một vũng nước xanh biếc. Đang có một con yêu hồ trắng đen nằm sấp, ở trên đầu nó, một nhánh cây đang chuyển động. Dực hung lười nhác nói, vuốt chán một cái, chỗ này của ta bị Trần Ca làm cho ngất xỉu. Nhất Thiên Tam dùng nắm đấm của mình chống đầu Dực Hung, tự giác chuyển động. "Được, hổ tổ, lực đạo này có được không?" "Được." Dực Hung nhắm mắt gật đầu. Ba người vào cửa đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề xích tôn thiên thê, kết quả khi nhìn thấy một nhánh cây xoa bóp cho lão hổ, lập tức đều rơi vào trầm mặc. Mà Dực Hung cảm giác tựa hồ có người đến, một con mắt híp lại, một con mắt khác nửa mở, nhàn nhã lười biếng liếc mắt, đập vào mi mắt chính là Tông chủ Thanh Tú, tổ sư nho nhã, Phương Trần trầm mặc, Dực Hung lúc này quá sợ hãi vội vàng nhảy dựng lên, bái kiến tổ sư, bái kiến tông chủ. sau đó lại vội vàng bắt lấy nhất thiên tam, nói nhất thiên tam nói xin chào tổ sư, xin chào tông chủ. nhất thiên tam trăm không chút nghĩ ngợi nói tổ sư tốt, tông chủ tốt. phương trần thấy thế, tuy cảm thấy mất mặt, nhưng không thể không nói. dực hung tuy rằng thích bắt nạt nhất thiên tam, nhưng dạy cũng xác thực rất dụng tâm. muốn đổi hơn 10 ngày trước, nhất thiên tam trăm năm sau khẳng định phải chân thành đặt câu hỏi, tông chủ là tiểu danh của ai a? À? ừm lăng tu nguyên hướng về phía rực hung ừ một tiếng quét hai mắt nói chứng yêu tổ tiêu hóa xong rồi sao cho ngươi linh trả ngươi là tính toán chờ đại thừa lại uống sao nhàn rỗi không có việc gì không tu luyện liền đùa nghịch nhất thiên tam dực hung cúi đầu thành thành thật thật nói ta sai rồi tổ sư lăng tu nguyên lại nhìn về phía nhất thiên tam ôn hòa cười dáng dấp không tệ so với lần trước tốt hơn nhiều một ngàn tam chân thành nói tổ sư đều là công lao của phương trần Lăng Tu Nguyên khẽ vuốt cằm, không sai, vậy ta đi vào, tổ sư gặp lại, lập tức, Lăng Tu Nguyên đi vào đại sảnh, Dư Bạch Diễm lại cười cười, đi theo vào, Phương Trần đuổi theo, đi qua bên cạnh Dực Hung liền chỉ trích nói, thật mất mặt. Dực Hung vẻ mặt hổ thẹn nhỏ giọng nói, tuy nhiên, ta không phải người A, nhất thiên tam lặng lẽ phụ họa, ta cũng không phải. Phương Trần, cút, Phương Trần đến đại sảnh, thấy Lăng Tu Nguyên nhắm mắt lại, trong tay linh quang không ngừng, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, vì vậy không dám quấy giày cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào bên cạnh dư bạch diễm tổ sư chỉ là đang xem xét tình huống xích tôn thiên thê ngươi không cần khẩn trương dư bạch diễm truyền âm nói phương trần thì ra là thế đa tạ tông chủ nhắc nhở dư bạch diễm tiếp tục hiếu kỳ hỏi cành cây kia là yêu sủng của ngươi sao phương trần sửng sốt chợt nói a à, đúng hắn tên là không trăm ba dư bạch diễm nhìn lăng tu nguyên thân thiết với nhất thiên tam trăm thậm chí còn thân thiết hơn đối với đám trưởng lão tông chủ bọn họ hắn liền cảm thấy nhất thiên tam trăm năm nhất định bất phàm, muốn khen hai câu. Bất quá, lời nói đến bên miệng, hắn cũng tạm thời tìm không được khích lệ gì, chỉ có thể cười nói, không sai, có thể được dực hung sai xử, chắc hẳn cũng là người thành thật, nuôi loại yêu sủng này tương đối bớt việc. Phương Trần luôn cảm thấy dư bạch diễm mịt mờ nói nhất thiên tam ngốc. Cười gượng hai tiếng, vâng, dư bạch diễm lại không nói gì mà nói, đúng rồi. Cái tên nhất thiên tam này hình như không dễ nghe lắm, không phải nó muốn đổi tên sao. Phương Trần thầm nghĩ trong lòng, lão dư đây là đang ám chỉ tiểu trích sao? Sau đó, Phương Trần đáp lại, ha ha, không đâu, dư bạch diễm hơi tiếc nuối, lại gật đầu nói, đích xác là thành thật. Sau đó, Lăng Tu Nguyên mở to mắt, nhìn về phía Phương Trần, cười nói, kết thúc đại điển nhập sơn, cảm giác thế nào? Phương Trần có chút câu nệ và cẩn thận nói, còn có thể, dư bạch diễm không khỏi ý vị không rõ liếc nhìn Phương Trần một cái. Lăng Tu Nguyên thấy Phương Trần câu nệ khó được như vậy, trực tiếp vui vẻ, ha ha, thang đá đều sập, cái này gọi là còn có thể sao phương trần thấy thế hổ thẹn giống như rực hung vừa rồi nói ách cái này tổ sư ta cũng không phải cố ý ta kỳ thật cái gì cũng không biết lăng tu nguyên cười ha hả nói ta biết ngươi cái gì cũng không biết cho nên không cần sợ hãi như vậy hơn nữa hiện tại thang đá sập so với người sợ hãi còn nhiều hơn ngươi nói đúng không bạch diễm mồ hôi lạnh trên trán dư bạch diễm cũng chảy xuống dạ tổ sư phương trần nhất thiên tam lăng tu nguyên lại nói đem tình huống bên trong đều nói đi cây thang sập khi nào có phải sau khi ngươi trèo lên đỉnh thì được xích tôn cảm ngộ liền sập rồi không phương trần nghe vậy thì cứng đờ hai người kinh ngạc đây là phản ứng gì lập tức lăng tu nguyên nhíu mày có một loại dự cảm không rõ gia hẳn này sẽ không làm sập xích tôn thê nhưng ngay cả cảm ngộ cũng không có được a à. vậy chẳng phải hắn bận rộn một ngày uổng công sao phương trần kinh ngạc nói ách cái này ta còn chưa kịp đăng đỉnh thang đã sập nghe vậy Dư Bạch Diễm kinh ngạc lên tiếng, người ở bên trong lâu như vậy, còn chưa trèo lên đỉnh sao. Thời gian xích tôn thiên thê xuất hiện hai ngày này, chỉ sợ là bao năm qua thời gian xuất hiện tổng cộng còn dư thừa. Liền lâu như vậy, Phương Trần còn không có đăng đỉnh. Đùa gì thế, lăng tu nguyên, vậy người rốt cuộc đi mấy giai? Ánh mắt Phương Trần né tránh, ách, cái kia, không đến bậc 99. Dư Bạch Diễm thở dài một hơi, tiếp cận đỉnh cao như vậy. Đây chính là chuyện chỉ kém mấy bậc. Thật đáng tiếc, nhưng Lăng Tu Nguyên lại cảm thấy không thích hợp, lập tức tăng thêm ngữ khí, hỏi, cụ thể bao nhiêu? Thấy thế, Phương Trần vội vàng ho một tiếng, thành thành thật thật nói, tam giai. Lăng tu nguyên, dư bạch diễm, hôm nay không biết như thế nào. Đột nhiên bắt đầu ho khan một lần nữa, ho đến nôn, sau đó lại chảy nước mũi, ít hầu khô đau, thật sự khó chịu. Nhưng đo thử một chút, không phải phục dương, đi nghỉ ngơi một chút, ngươi nói bao nhiêu, dư bạch diễm hỏi. Phương Trần cảm thấy mình ở trên mặt tông chủ thấy được mê mang cùng lộn xộn. Phương Trần vội ho một tiếng, ba, Dư Bạch Diễm nhịn không được lặp lại hỏi, người thật sự đã lên cấp 3 sao? Hắn không thể tin được, năm đó hắn cũng là chân truyền, thân là dư chân truyền, tuy tư chất không bằng thánh tử thiệu ẩn, nhưng tự nhiên cũng xông qua khảo nghiệm mệnh vực của xích tôn thiên thê. Hiện tại Phương Trần nói mình chỉ lên cấp 3, hắn thật sự rất khó nhịn được. Phương Trần hơi xấu hổ gật đầu, dư Bạch Diễm há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là, trong đầu hắn đều là câu không đến bậc 99 vừa rồi của Phương Trần. Tam giai, cái này có thể gọi không đến bậc 99 sao? Được rồi, thật đúng là không đến, mà Lăng Tu Nguyên ở một bên cũng lâm vào khốn đốn cùng mê mang. Hắn chờ mong Phương Trần phá kỷ lục xích tôn thiên thê, không để Phương Trần phá như vậy. Tam giai, Lăng Tu Nguyên nhất thời không biết nói gì. Từ lúc Tu Vi đi tới Đại Thừa đỉnh Phong, Linh Giới có thể làm hắn lâm vào quẫn cảnh hầu như không tồn tại. Duy chỉ có hai người ngoại lệ, một người tu luyện thượng cổ thần khu, một người khác cũng tu luyện thượng cổ thần khu. Lăng Tu Nguyên hít một hơi, dò hỏi, cho nên, ý của ngươi là, sau khi ngươi lên tam giai, thang đá liền sập đúng không? Chính xác là cấp 5, sau khi ta lên cấp 3, cấp 4 không xuất hiện đối thủ, sau đó thang đá bắt đầu sập, ta liền nhảy đến bậc thứ 5 đi ngăn cản thang đá sụp đổ. Nhưng không ngờ sau khi nhảy lên lại sập nhanh hơn. Phương Trần nói, nghe vậy, Lăng Tu Nguyên cùng Dư Bạch Diễm lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, đều không có đối thủ. Trực tiếp để ngươi thông suốt nhảy lên, cái này cũng không đúng, Dư Bạch Diễm thì thào, sau đó nhịn không được hỏi, vậy nếu đã thông suốt, ngươi vì sao không trực tiếp đi thạch đài tầng cao nhất? Phương Trần, ta đi, còn chưa đuổi tới nó đã nứt ra. Dư Bạch Diễm, nhất thiên tam, lúc này Dư Bạch Diễm bắt đầu lâm vào yêu thương. Tại sao kiếp sống tông chủ của mình lại có một loại cảm giác không may nhỉ? Đúng lúc này, Lăng Tu Nguyên bỗng nhiên nói, nếu không có đối thủ ở bậc thứ tư bậc thứ năm, vậy nói cách khác ngươi ở trong xích tôn thiên thê thời gian dài như vậy, đều ở trong ba bậc đầu tiên. Phương Trần gật đầu, Dư Bạch Diễm nhíu mày, sao ngươi lại ở lâu như vậy? Ngươi ở bên trong làm gì? Phương Trần sững sờ, lập tức ho khan nói, ta đang giết địch. Giết địch a, à, khó trách lâu như vậy, Dư Bạch Diễm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cứng đờ. Trừng to mắt theo, giết địch, ngươi giết bọn họ? Phương Trần gật đầu, đúng, đồng tử lăng Tu Nguyên co rụt lại, ngươi thật giết toàn bộ bọn họ? Sao có thể, thực lực của bọn họ không phải tu vi hiện tại của ngươi có thể giết phương trần trong lúc nhất thời cũng không thể nói mình đường đường chính chính dựa vào tự bạo thủ thắng hắn chỉ có thể huyền chuyển lại ám chỉ nói tổ sư bình thường mà nói là như vậy nhưng ngươi hiểu chứ phương trần không tiện nói quá rõ ràng bởi vì chính hắn vốn không biết nói như thế nào cho phải nhưng hắn tin tưởng lăng tu nguyên sẽ hiểu được chính mình đi tưởng tượng quả nhiên lăng tu nguyên thoáng cái liền minh bạch bừng tỉnh đại ngộ a à. nguyên lai là cái kia hắn lập tức nghĩ tới thượng cổ thần khu lúc phương trần rèn luyện mình đã làm được lấy một tia linh quang trùng sinh với thể chất đặc thù của phương trần chắc hẳn lần này là ở trong xích tôn thiên thê dùng phương pháp này chiến thắng đối thủ đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao mệnh đăng lại điên cuồng lóe lên thì ra là thế thấy lăng tu nguyên đã hiểu phương trần lập tức cao hứng đúng chính là cái kia lăng tu nguyên khẽ vuốt cầm vậy ta hiểu rồi dư bạch diễm các ngươi có bệnh à tổng cộng chỉ có ba người các ngươi đánh đấu cái gì thấy mặt dư bạch diễm biến thành màu gan heo Lăng Tu Nguyên giải thích, Bạch Diễm, không phải là không muốn nói cho ngươi biết. Việc này liên lụy nhân quả tiên giới, vô cùng có khả năng đề cao độ khó độ kiếp của ngươi, Phương Trần xui xẻo đã cuốn vào, mà người tốt nhất vẫn là có thể trở thành đại thừa hậu lại nghe là tốt nhất. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại cuốn vào, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Thượng cổ thần khu liên lụy tới tiên giới, đây chính là nguyên nhân hắn không muốn nói cho Dư Bạch Diễm biết. Tuy nói Dư Bạch Diễm sớm đã nhận thức Nhược Nguyệt Cốc tên điên, nhưng ý thức được Phương Trần tu luyện Thượng cổ thần khu lại là sự tình khác. Vật của tiên giới vốn mang theo nhân quả, ví dụ như độ ách thần binh, thiên kiêu mang theo thứ này, độ khó khi độ kiếp đều sẽ tăng cao. Cho nên, tiên nhân, nhân bình thường cho dù muốn đánh xuống độ ách thần binh, đều sẽ lựa chọn ở sau khi thiên kiêu mình coi trọng độ kiếp lại đánh xuống. Về phần phương trần, về chuyện hắn ở Kim Đan Kỳ đã lấy được độ ách thần binh, Lăng Tung Nguyên cảm thấy cũng không sao. Dù sao tên xui xẻo này cũng đã bắt đầu độ kiếp rồi. Nghe vậy, Thích Bạch Diễm lập tức vội ho một tiếng, được, cảm ơn tổ sư, vậy ta tạm thời không nghe trong lòng hắn ta không khỏi có loại cảm động tổ sư luôn cố lộng huyền hư lần này nguyện ý giải thích để hắn rất ấm lòng phương trần nhất thiên tam hắn trầm trọng nghĩ thì ra tu huyện thượng cổ thần khu khủng bố như vậy sao sẽ đề cao độ khó độ kiếp vậy mình phải làm sao với độ kiếp kỳ đây nhưng mà phương trần suy nghĩ một chút lông mày giãn ra tâm tình chuyển biến tốt đẹp tâm tính nặng nề lập tức liền lạc quan tuyệt vọng độ khó lôi kiếp của mình vốn đã thăng cấp thành vịt sau đó lăng tu nguyên nói trở lại vấn đề chính đã như vậy ngươi đem tình huống lên thang đều nói đi phương trần bắt đầu nói sau khi ta lên bậc thang bậc thứ nhất gặp được bốn bóng người ta dùng cái kia chiến đấu cùng bọn họ sau đó giết bọn họ đệ nhị giai ta tiến vào một mảnh rừng rậm đợi hơn nửa ngày sau có năm con yêu thú tới ta lại dùng cái kia giết bọn họ bậc thứ ba ta tiến vào trong một vùng bóng tối đợi không biết bao lâu sáu con thiên ma tới ta vẫn dùng cái kia sau khi nói xong lăng tu nguyên nghiêm túc gật đầu hắn tự nhiên biết cái kia khẳng định là thượng cổ thần khu thượng cổ thần khu quả nhiên lợi hại vậy mà có thể giết chết tất cả bọn họ nhưng sau khi gật đầu lăng tu nguyên bắt đầu cảm thấy không thích hợp hắn quay đầu nhìn về phía dư bạch diễm quả nhiên dư bạch diễm cũng lộ vẻ hoang mang trên mặt xuất hiện biểu cảm hoài nghi nhân sinh lăng tu nguyên hỏi bạch diễm người có phải cũng cảm thấy có chút không đúng hay không dư bạch diễm gật đầu đúng vậy tổ sư không đúng chỗ nào đệ nhị giai không phải rừng rậm càng không có yêu thú ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp phải rừng rậm cùng yêu thú là ở đệ thập nhất giai dư bạch diễm lẩm bẩm nói đệ tam giai cũng không phải hắc ám cùng thiên ma bọn họ lần đầu tiên xuất hiện hẳn là tại đệ nhị thập nhất giai phương trần lúc này lăng tu nguyên thở dài một hơi ta xem như biết vì sao xích tôn thiên thê sẽ sụp đổ phương trần vì sao dư bạch diễm cười khổ nói bởi vì xích tôn thiên thê tổng cộng chính là dùng 15 đạo hồn niệm làm nền tảng dựng thành Ngươi đem bọn hắn giết sạch, thang trời có thể không sập sao. Phương Trần, nhất thiên tam. a à, cái này, chợt hiểu ra, cho nên mình tương đương với xóa hết cốt của một phần mềm đúng không? Dư Bạch Diễm lại giải thích về phần ngươi vì sao lên bậc thứ hai cùng bậc thứ ba. Cần chờ thời gian rất lâu mới có địch nhân xuất hiện là bởi vì bọn họ cần từ bậc thứ 11 cùng bậc 21 chạy xuống. Nếu không, nếu dựa theo tình huống bình thường, ngươi hẳn là vừa lên bậc thang liền sẽ bị đánh lén. Lăng Tu Nguyên gật đầu. Chính là như vậy, hiện tại có Dư Bạch Diễm không cần mình giải thích, lăng tu nguyên đặc biệt thoải mái dễ chịu. Phương Trần giật mình, khó trách lúc ở bậc thứ nhất có người đánh lén, bậc thứ hai bậc thứ ba cũng không có người đánh lén. Thì ra là nguyên nhân này. Theo sau đó, Dư Bạch Diễm lại nói, dựa theo tình huống bình thường, người bậc đầu tiên, người sẽ chỉ chiến đấu với bốn bóng người kia trong các loại cảnh tượng. Tương tự, từ bậc thứ 11 đến bậc 20, bậc thứ 21 đến bậc thứ 30, người cũng chỉ biết chiến đấu với yêu, mà, nhưng độ khó sẽ giảm xuống, số lượng đối thủ cũng sẽ ít đi. Thứ nhất, 11, 21 giai, thật ra đều là người độc lập, yêu, ma cửa ải. Chờ qua 31 bậc mới có thể bắt đầu tiến vào khảo nghiệm sinh tồn chính thức. Phương Trần nghe vậy, sững sờ, chợt rốt cục kịp phản ứng. Vì sao người nọ, yêu, ma, ở lúc xử lý mình, đều phải nói bách bậc thang đá, mỗi một bậc cửa thứ nhất đều là độ khó cao nhất. Thì ra là thế, Dư Bạch Diễm tiếp tục nói, đến bậc thứ 31. Người sẽ gặp phải đủ loại tình huống, ví dụ như một người một yêu liên thủ, một người một ma liên thủ hoặc là nhân yêu ma đang hỗn chiến đem ngươi cuốn vào các loại tổ hợp để cầu phục khắc các loại tràng cảnh chiến đấu ngươi có khả năng gặp được cùng với các loại thủ đoạn công kích như trận pháp phù lục pháp bảo huyễn thuật vân vân lại cho ra các loại kiểu chết ngươi vô cùng có khả năng gặp phải để ngươi sớm thể ngộ phương trần nhất thiên tam vậy mình đây có tính là sớm cự tuyệt xích tôn thiên thê cho mình các loại kiểu chết hay không dư bạch diễm nói nhưng ngươi giết hết bọn chúng cho nên trực tiếp sụp đổ hắn nói tới đây phức tạp nhìn Phương Trần một cái. Ánh mắt này vừa ai oán, vừa hâm mộ, vừa phiền muộn. Ai oán là bởi vì Phương Trần làm nổ thang trời, hâm mộ là bởi vì năng lực của Phương Trần quá mạnh. Sâu sâu là lúc hắn đang suy nghĩ nên nói như thế nào khi tổng kết kiếp sống tông chủ của mình. Trong lúc nhậm chức, tận mắt chứng kiến bỗng nhiên họa quyển, chuông chân truyền, xích tôn thiên thê đều xảy ra chuyện sao? Mặt khác, hiện tại Dư Bạch Diễm còn rất lo lắng cho vận mệnh của những trí bảo khác trong tông môn. Có quỷ mới biết Phương Trần còn có thể làm ra chuyện gì. Phương Trần nhịn không được ho khan một tiếng nói, vậy, vậy sao không sắp xếp thêm người đi? Khó trách thang lại sập, làm thêm chút người nha, để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta giết không nổi. Nghe vậy, Dư Bạch Diễm và Lăng Tu Nguyên đều im lặng chừng mắt nhìn Phương Trần. Lăng Tu Nguyên quát lớn một tiếng, nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi sao? Thiên kiêu của Sích Tôn Sơn cần người leo lên Sích Tôn Thiên Thê, tu vi chắc chắn không thể cao bao nhiêu. Còn cần sắp xếp bao nhiêu người? Hơn nữa, 15 đạo hồn niệm này đều là do Xích Tôn Tiên tổ chọn ra, mới đưa vào Xích Tôn Thiên Thê. Ngươi cho rằng con chó con mèo nào cũng có thể vào sao? Phương Trần hổ thẹn nói, thật ngại quá. Lăng Tu Nguyên lại nói, hiện tại cũng rõ ràng. Ừm, Phương Trần, ngươi làm rất tốt, đúng là sáng tạo ra kỷ lục, nhưng về sau cũng không nên như vậy. Phương Trần yếu ớt nói, tổ sư, đệ tử biết rồi. Nhưng Xích Tôn Thiên Thê phải làm sao bây giờ? Sau này đệ tử Xích Tôn Sơn sẽ không có cơ hội tham dự lần khảo nghiệm này chứ? lăng tu nguyên nói không đâu sập thì dựng lại một lần nữa để ta làm phương trần thấy thế cảm kích nói làm phiền tổ sư hắn vốn muốn nịnh hót nói muốn không đổi tên là tu nguyên thiên thê đi nhưng nghĩ nghĩ nổ thang của người ta còn đổi tên người ta cái này quá mức xin lỗi xích tôn tổ tiên chưa từng gặp mặt vì thế ở trong lòng thầm nói tổ tiên tịch tử không hiểu chuyện có trách chớ trách hơn nữa ta cũng không phải cố ý giết bọn họ sau đó lăng tu nguyên nhìn về phía dư bạch diễm lấy ra một khối ngọc giàn viết xuống một đống tài liệu, đưa cho đối phương, đi thu thập một chút đi, ta tận lực tranh thủ trước khi Huyền Nhi tiến vào trúc cơ, trước khi vào Xích Tôn Sơn đem thang trời lắp ra. Dư Bạch Diễm vừa muốn đáp ứng, đúng lúc này, dầm một luồng kim quang nổ tung từ phía chân trời của Xích Tôn Sơn. Tựa như pháo hoa nở rộ, rực rỡ chói mắt, khiến người ta như tắm trong mưa vàng, tâm tình khoan khoái. Thấy thế, Phương Trần sửng sốt, thiên địa dị tượng. Chuyện gì thế này? Lập tức, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Tu Nguyên Lâm vào ngốc trệ, Phương Trần có chút không hiểu ra sao, đây là làm sao vậy? Lăng Tu Nguyên lẩm bẩm nói, Huyền Nhi, sao đột nhiên lại trúc cơ? Chẳng phải nàng vẫn đang trên đường trở về xích tôn sơn sao? Phương Trần, nhất thiên tam, giờ khắc này, Lăng Tu Nguyên lâm vào hoàn cảnh hoài nghi nhân sinh. Nữ nhi ở tuổi nhỏ như vậy đã là thiên đạo trúc cơ, dẫn phát dị tượng, tư chất này so với người làm cha như hắn còn mạnh hơn. Hắn vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng nghĩ đến xích tôn thiên thê vừa sụp, không biết bao lâu mới có thể dựng ra, Lăng Tu Nguyên liền tê. Dư Bạch Diễm cũng tê dần, Bách Phong đại bỉ, khách đến từ Bách Tông, lại có đệ tử Thiên Đạo trúc cơ, vốn rất có mặt mũi. Nhưng, hắn hiện tại nhìn Lăng Tu Nguyên, cũng không biết mình có nên cao hứng hay không. Ta đi hỏi Trương Hòa Phong trưởng lão một chút, Dư Bạch Diễm vội đứng dậy, dứt lời liền biến mất. Thật ra hắn muốn hỏi người, gửi tin nhắn là được, nhưng ở lại đây quá lúng túng. Sau một lúc lâu, Dư Bạch Diễm trở về, quan sát thần sắc Lăng Tu Nguyên khôi phục một chút rồi mới nói, Trương trưởng lão nói, Huyền Nhi vốn đang trên đường trở về xích Tôn Sơn, nhưng lúc đi trên đường, nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nghe vậy, Lăng Tu Nguyên Tâm níu lại, vì sao khổ sở? Ánh mắt sư Bạch Diễm trở nên có chút trốn tránh, nói, bởi vì, trường trưởng lão nói. Huyền Nhi cảm thấy sốt ruột đưa ngài đến ánh quang Hồ Sơn như vậy, có một loại cảm giác đuổi ngài đi, ghét bỏ ngài, nàng cảm thấy rất áy náy. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch cảm ơn mọi người nhiều nha